Si Tuyền Nhi cúi đầu, liếc trộm khuôn mặt đẹp trai hơi tà khí của Phong Phi Vân, tim đập nhanh. Mặt Si Tuyền Nhi ửng hồng, ngại ngùng xấu hổ, mắt to nheo thành hình trăng khuyết, tay ngọc cầm chặt kim tảm Phật đan. Si Tuyền Nhi nâng kim tảm Phật đan trong lòng bàn tay, đầu óc trống rỗng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phong Phi Vân nói, nàng bị yêu khí nhập thể, hãy uống Phật đan này đi. Si Tuyền Nhi ngọt ngào nhưng Si Tuyền Nhi mê mẩn không biết trời trăng, không nghe rõ Phong Phi Vân nói gì. Si Tuyền Nhi cầm kim tàm Phật đan, cắn môi hồng nhìn mặt Phong Phi Vân, nàng như thành hòn vọng phu. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi, sao chỉ có một mình nàng, tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh khác đâu? Si Tuyền Nhi tỉnh táo lại, thầm bực mình mê trai, xấu hổ chỉ muốn đào lỗ chui vào. Người Si Tuyền Nhi suy yếu, nhũn chân té nhào. Phong Phi Vân vươn tay ôm thân hình mềm mại, bàn tay ấn lưng Si Tuyền Nhi. Khí thánh linh rót vào người Si Tuyền Nhi bài trừ yêu khí ra, vết thương trước ngực nàng nhanh chóng phục hồi, rất nhanh lành lặn lại. Si Tuyền Nhi níu chặt vạt áo Phong Phi Vân, nàng nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng, cầu xin. Phong đại ca, ta biết Phong đại ca là người có bản lĩnh thông thiên, xin Phong đại ca hãy cứu nhóm thượng quan tế tự đi. Sợ là bọn họ giữ nhiều lành ít. Si Tuyền Nhi ngây thơ nhưng không ngốc, nàng nhận ra Phong Phi Vân bất phàm, biết huyết giao yêu vương rất có thể là phó tổng bị Phong Phi Vân thu phục, nên nàng mới xin hắn giúp. Đây là nhân vật lợi hại biết bao. Phong Phi Vân rất có hảo cảm với Si Tuyền Nhi, nói. Nàng cứ nói từ từ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị tu sĩ thắng ngư yêu tộc phục kích, Bại Nguyệt Hoàng tử tâm cao khí ngạo, rất đáng ghét. Bại Nguyệt Hoàng tử muốn thu phục chúng ta làm nữ hầu. Nhiều tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh chết trong tay bọn họ. Tuy nhóm thượng quan tế tự đã trốn sâu vào đầm lầy nhưng tu vi của Bại Nguyệt Hoàng tử rất đáng sợ, e rằng thượng quan thần nữ tế tự không đánh lại Bại Nguyệt Hoàng tử. Phong đại ca chắc chắn có thể cứu được bọn họ, Tuyền Nhi xin Phong đại ca. Làn gian Si Tuyền Nhi mịn như trẻ mới sinh, trong mắt tràn ngập hy vọng, không hiểu sao nàng hoàn toàn tin tưởng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vô tình nói. Nếu không có lợi tại sao ta phải đắc tội thắng ngư yêu tộc cứu người thủy nguyệt thiên cảnh? Si Tuyền Nhi vội nói. Nếu Phong đại ca cứu bọn họ thì trưởng lão thủy nguyệt thiên cảnh chúng ta chắc chắn sẽ ban thưởng trọng bảo cho đại ca ngay. Phong Phi Vân đồng ý liền. Tốt, quyết định vậy đi. Chờ ta cứu bọn họ rồi nàng hãy mang ta đi thủy nguyệt thiên cảnh, nhất định phải kêu trưởng lão các người cảm ơn ta nhiều nhiều. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Hai người hãy chăm sóc cho Tuyền Nhi cô nương, mang nàng về khách điếm tiên gia. Nếu Tuyền Nhi cô nương thiếu một cọng tóc thì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Mao Ô Quy còn đang chửi huyết giao hăng say, nghe Phong Phi Vân lên tiếng thì vội chạy qua xung xoe. Chuyện nhỏ, cứ giao nàng cho chúng ta đi, người yên tâm. Huyết giao từ xa nói. Phong ra đi giường bình an. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết đánh nhau bay nhanh vào sâu trong đầm lầy. Phong Phi Vân không có nhiều hảo cảm với người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nếu không phải Phong Phi Vân gai mắt Thái Cổ Thánh yêu tộc vinh váo thì hắn không muốn xen vào nước dục này, đương nhiên hắn cũng muốn Si Tuyền Nhi dẫn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Dấu vết đánh nhau dọc đường rất kinh khủng, những xương linh thú tu luyện mấy ngàn năm cứng rắn như sắt vậy mà bị đè nát thành bộ phấn. Trên mặt đất ngẫu nhiên có vết kiếm dài hơn 10 dặm phân cách mặt đất nứt lỗ to, vết dạn dày đặc, rất ghê người. Phong Phi Vân đáp xuống dưới một khung xương to. Bộ giường to cỡ toàn úi lớn, không nhìn ra là di thể của sinh vật gì. Bên trong trống rỗng, một số tu sĩ yêu tộc ra vào bộ xương. Dưới đất gần đó dựng hơn 10 cây cột xương, bên trên cột xác nhân loại. Tất cả là đệ tử của Càn Khôn Kiếm Đạo, trong đó có hai lão nhân tu vi đẳng cấp đại hiền giả cũng chết. Phong Phi Vân cảm nhận hơi thở cường giả yêu tộc rất mạnh từ bộ xương nên không vội hành động. Hắn mặc ẩn tàm xa la vào, tàng hình tới gần bộ xương. Thân thể Phong Phi Vân biến mất trong không khí. Hai nữ hầu nhân loại xinh đẹp đi ngang qua Phong Phi Vân. Một nữ hầu nói. Hôm nay tâm tình của hoàng tử rất vui, bắt được 4 thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trong đó có một thần nữ tế tự hồng y, khuôn mặt đẹp như tiên. Không ngờ thần nữ tế tự cũng không thoát khỏi bàn tay hoàng tử điện hạ, chắc sẽ dạy dỗ bọn họ thành nữ hầu ngoan ngoãn như chúng ta. Ai kêu tu vi của Bại Nguyệt Hoàng tử mạnh, chắc sẽ lợi dụng thân thể bọn họ tu luyện bí thuật hợp thể, cướp tinh nguyên trong người. Vậy thì thể chất của Hoàng tử sẽ tiến bộ thêm một bước, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ chịu nhục.
hai nữ nhân loại xinh đẹp từng là thiên chi kiêu nữ, sau khi bị Bại Nguyệt Hoàng tử bắt dạy dỗ thành nữ hầu ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ phục tùng Bại Nguyệt Hoàng tử tuyệt đối, thấy đồng bào bị gã bắt cũng chỉ vui sướng khi người gặp họa tám nhảm chứ không tỏ vẻ thương hại. Phong Phi Vân thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong bộ xương. Bên trong bộ xương tạm dựng một đại sảnh, Thượng quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y ở trong đại sảnh, bị thương rất nặng, bị cấm chế ức chế lực lượng. Trừ Thượng quan Minh Tiêm ra ba thần nữ tế tự Bạch Y khác không chịu nổi áp lực đã xỉu. Khuôn mặt Thượng quan Minh Tiêm xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen như suối, mắt sáng ngời. Khuôn mặt hay dáng người đều hoàn mỹ khó tả, Thượng quan Minh Tiêm như tiên dáng trần. Nhưng ngực Thượng quan Minh Tiêm cắm hung kiếm tràn đầy yêu khí xuyên thủng cơ thể đóng đinh vào cây cột xương trắng. Những giọt máu chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống đất. Thanh hung kiếm đang luyện hồn của Thượng quan Minh Tiêm. Thượng quan Minh Tiêm không suy sụp trước tuyệt cảnh, tâm trí cực kỳ kiên định. Thượng quan Minh Tiêm ngăn chặn khí yêu tà trên hung kiếm, da trắng tinh lấp lánh thánh quang tựa tiên nữ. Mắt Thượng quan Minh Tiêm lạnh thấu xương. Trương Cổ Nguyệt, ngươi dám hợp tác với yêu tộc đối phó ta. Ngươi có biết kết cục của mình sẽ ra sao không? Ngực cắm một thanh kiếm nhưng không giảm bớt vẻ đẹp của Thượng quan Minh Tiêm. Trương Cổ Nguyệt đứng bên cạnh Bại Nguyệt Hoàng tử, hờ hững liếc Thượng quan Minh Tiêm. Trương Cổ Nguyệt cười khẩy nói. Nàng có thể hợp tác với ta đối phó Hiên Viên Nhất Nhất, vậy tại sao ta không thể đầu vào vương giả như Bại Nguyệt Hoàng tử để đối phó nàng? Thượng quan Minh Tiêm, ta không biết kết cục của mình thế nào, ta chỉ biết tiếp theo nàng sẽ rất thê thảm. Trong đại sảnh có nhiều tu sĩ thắng ngư yêu tộc, có thể theo hầu bên Bại Nguyệt Hoàng tử đương nhiên toàn là cường giả, thấp nhất cũng cỡ vũ hóa đệ nhất trọng, thiên phú tuyệt đỉnh. Có hơn 100 tu sĩ vũ hóa cảnh, 16 lão nhân tu vi sâu không lường được. Những tu sĩ vây quanh Bại Nguyệt Hoàng tử. Bọn họ nhìn bốn thần nữ tế tự bị giam cầm, nhiều tu sĩ yêu tộc cười tà ác như đang nhìn bốn dê con ngon lành trắng trẻo. Thượng quan Minh Tiêm cắn chặt răng, rèm mi run run. Trung thần tú nói đúng, thứ người như ngươi đáng giết. Có thêm kẻ như ngươi thì nhân tộc càng mất mặt. Thượng quan Minh Tiêm rất muốn trở thành thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vì nàng có tư cách tranh giành vị trí đó. Về tu vi, tư chất, tâm kế, Thượng quan Minh Tiêm tự nhận mình không thua Hiên Viên Nhất Nhất điểm nào, tại sao nàng không thể làm Thủy Nguyệt thánh nữ? Thượng quan Minh Tiêm cũng là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Tu vi của Thượng quan Minh Tiêm có thể giết yêu vương, điều động một phần lực lượng thánh thần. Nếu không phải Thượng quan Minh Tiêm bị Trương Cổ Nguyệt đánh lén thì đã không dễ dàng bị Bại Nguyệt Hoàng tử bắt. Trương Cổ Nguyệt nhìn Thượng quan Minh Tiêm chằm chằm, xăm soi thân ngọc ngà xinh đẹp. Trương Cổ Nguyệt cúi đầu hướng Bại Nguyệt Hoàng tử, cười nịnh nói. Hoàng tử diện hạ, bây giờ ta đã đầu phục vào Hoàng tử, làm người hầu của Hoàng tử. Hoàng tử có thể ban thưởng Thượng quan Minh Tiêm cho ta không? Trương Cổ Nguyệt thèm nhỏ dãi Thượng quan Minh Tiêm từ lâu nhưng thân phận, tu vi của nàng cao hơn gã nhiều, mãi không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến với Trương Cổ Nguyệt. Ngươi là ai? Bại Nguyệt Hoàng tử mỉa mai nhìn Trương Cổ Nguyệt. Ngươi chỉ là một con chó của bản Hoàng tử, cút đi. Nụ cười đông trên mặt Trương Cổ Nguyệt. Bại Nguyệt Hoàng tử cười khẩy nói. Thượng quan tế tự xinh đẹp khuynh thành, yểu điệu thướt tha, sao có thể ban thưởng nàng cho một con chó? Bại Nguyệt Hoàng tử lại nạt. Tránh qua một bên. Trương Cổ Nguyệt tức giận người run rẩy, nghiến răng ken két, hai nắm tay siết chặt. Nhưng khi Trương Cổ Nguyệt nhìn mắt Bại Nguyệt Hoàng tử thì sợ hãi thụt lùi. Bại Nguyệt Hoàng tử sửa sang quần áo, bước đến trước mặt Thượng quan Minh Tiêm, nhìn thẳng đôi mắt đen láy. Bại Nguyệt Hoàng tử mỉm cười nói. Bản Hoàng tử cũng ghét thứ nam nhân yếu hèn. Nam nhân đổ máu không cúi đầu, thà đứng chết chứ không quỳ sống. Thượng quan tế tự thấy có đúng không? Cổ Thượng quan Minh Tiêm thon dài, đường cong cơ thể xinh đẹp, khoác áo đỏ. Thượng quan Minh Tiêm nói. Bại Nguyệt Hoàng tử, người nghĩ có thể làm gì ta được sao? Trên người thần nữ tế tự Hồng Y, thần nữ tế tự Bạch Y chúng ta có đạo văn thánh thần để lại, nếu người đụng vào một sợi tóc của ta là thánh thần biết ngay. Bại Nguyệt Hoàng tử cười dài, gã cười bí hiểm nói. Thủy Nguyệt thánh thần đang độ tâm kiếp ở thiên hạ. Làm gì rảnh đến cứu nàng. Hơn nữa bây giờ Thủy Nguyệt Thánh Thần khó bảo đảm an toàn cho mình. Thượng quan Minh Tiêm biến sắc mặt nói. Ngươi có ý gì? Thượng quan Minh Tiêm trực giác không may. Không có ý gì,
ta chỉ muốn nói cho nàng có lẽ bắt đầu từ ngày mai trên đời này không có thủy nguyệt thiên cảnh nữa. Vậy nên thượng quan tế tự hãy chuẩn bị đường lui sớm thì hơn, làm nữ hầu của bản hoàng tử đi, bản hoàng tử sẽ không bạc đãi nàng. Vẻ mặt bại nguyệt hoàng tử trêu đùa vươn ngón tay muốn sờ cằm thượng quan Minh Tiêm. Đột nhiên ánh mắt bại nguyệt hoàng tử lạnh lùng, xoay người chỉ vào hư không sau lưng. Vù 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 vù. Đầu ngón tay bại nguyệt hoàng tử bắn ra luồng kiếm quang, hư không dao động. Mới rồi Phong Phi Vân nghe lời bại nguyệt hoàng tử nói lòng hơi gợn sóng, không ngờ chỉ một chút dao động đã bị phát hiện tung tích. Linh giá của bại nguyệt hoàng tử rất mạnh. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la, không lộ mặt. Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật văn hình thành vòng xoáy Phật khí lớn hòa tan chỉ kiếm của bại nguyệt hoàng tử. Ai đó? Tàng hình. Các tu sĩ yêu tộc bao vây Phong Phi Vân vào giữa. Bại nguyệt hoàng tử thản nhiên nhìn vị trí Phong Phi Vân đứng, cười nói. Các hạ lợi hại, có thể lẻn đến bên cạnh mới bị ta phát hiện, tu vi không tệ. Nơi bại nguyệt hoàng tử nhìn không có bóng người, gã như nói chuyện với không khí. Nhưng nơi đó có dao động sinh mệnh, bại nguyệt hoàng tử tin chắc có người đứng đó, một người có tu vi rất mạnh. Hai lão nhân tóc dài màu đỏ của thắng ngư yêu tộc bước ra, tay cầm thần trượng tinh thạch hình cá đứng hai bên sau lưng bại nguyệt hoàng tử. Hai lão nhân tóc dài nhắm mắt như hai pho tượng đá, chỉ khi bại nguyệt hoàng tử bước đi bọn họ mới máy móc đi theo, mãi mãi đứng cách gã một trượng. Vô số linh khí tụ tập vào lão nhân đứng bên trái bại nguyệt hoàng tử, sự sống hồi sinh, lão thức tỉnh từ mấy chục năm tu luyện. Lão nhân già nua nói, người này sử dụng thần thông Phật môn, mặc ẩn tàm xa la, tu vi không lường được, không hơn 100 tuổi, điện hạ cẩn thận. Nói xong lão nhân lại nhắm mắt, tất cả hơi thở biến mất. Lão nhân như BCA già khô héo, lại chìm trong tu luyện sâu. Tim Phong Phi Vân thiết chặt thầm nghĩ. Lão nhân thật lợi hại, chỉ mở mắt một cái đã nhìn thấu ta, không uổng là người hộ đạo bên cạnh bại nguyệt hoàng tử. Hai lão nhân không phải con rối, không là phân thân của bại nguyệt hoàng tử. Đó là hai người thủ hộ cực kỳ cường đại. Bọn họ tùy thời tùy chỗ tu luyện sâu, bình thường tự động đi theo hơi thở của bại nguyệt hoàng tử. Chỉ khi nào bại nguyệt hoàng tử gặp nguy hiểm thì hai lão nhân mới thức tỉnh. Đã mấy chục năm qua hai lão nhân không thức tỉnh, mới rồi đã tỉnh lại một lần vì Phong Phi Vân. Bại nguyệt hoàng tử nói, người trong Phật môn, không quá trăm tuổi, trong nhân tộc có vương giả thế hệ trẻ như ngươi, thật khó tin. Bại nguyệt hoàng tử không hề hồi hộp hay sợ hãi, chiến ý hừng hực, yêu khí khuếch tán. Ba thần nữ tế tự bạch y vốn ngất xỉu bị kích thích tỉnh dậy. Đám tu sĩ thắng ngư yêu tộc căng thẳng như gặp đại địch. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Bại nguyệt hoàng tử nói. Nếu các hạ chịu quy thuận ta thì có thể nêu bất cứ yêu cầu nào. Phong Phi Vân không lộ mặt, cười hỏi. Quy thuận ngươi, chẳng lẽ đi làm con chó dưới tay thái cổ thánh yêu tộc sao? Bại nguyệt hoàng tử liếc Trương Cổ Nguyệt, cười châm chọc. Bản hoàng tử gặp người thì đối xử theo kiểu người, gặp chó đương nhiên đối xử kiểu chó. Nếu các hạ nguyện ý quy thuận, ta có thể tặng mấy thần nữ tế tự thủy nguyệt thiên cảnh cho ngươi làm món quà nhỏ. Thượng quan Minh Tiêm có bản lĩnh gặp qua là không quên được, lại đọc nhiều sách vở, thông hiểu chuyện trong thiên hạ. Nhưng thượng quan Minh Tiêm vắt óc nghĩ mãi không ra từ khi nào nhân tộc có vương giả thế hệ trẻ. Chẳng lẽ là đệ tử của thái cổ thánh Phật miếu? Cần gì rắc rối vậy? Ta chỉ cần giết hết các ngươi thì bọn họ tự nhiên thành người của ta. Phong Phi Vân bắn ra Phật quang vàng rực rỡ, muôn vàn tiếng phản âm vang lên. 10 vạn bóng Phật hiện ra trong đại đường, xua tan yêu khí và tà khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bây giờ lão phu phá ẩn tàm y của ngươi để xem ngươi là ai. Một yêu vương thắng ngư yêu tộc thế hệ trước rút cổ kiếm vảy cá ra, kiếm luyện bằng 18 miếng vảy cá bán thánh, cực kỳ sắc bén, kèm theo đạo tắc bán thánh. Một kiếm chém phá Phật quang. Bắn lên các giọt ánh sáng vàng đâm ngay vào giữa. Vù 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 vù. Một trường ấn Phật to lớn ngưng tụ trong hư không, trường đập nát người yêu vương thắng ngư yêu tộc biến về nguyên hành thành đống cá vụn. Cảnh giới yêu vương tương đương vũ hóa đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đối ứng cảnh giới đại hiền giả. Đáng ghét, chu sát tiểu tử này. Đám tu sĩ thắng ngư yêu tộc rút linh khí cường đại ra công kích Phong Phi Vân, có 6 yêu vương tham gia. Trong phút chốc đại sảnh sụp đổ, khung xương to nát tan, yêu khí khủng khiếp lan tràn mấy chục vạn dặm. Sinh vật tử linh trên biển xương này chết hết.
Thanh Loan thánh nữ đứng trong biển sương, lửa ma chơi bay quanh người nàng. Thanh Loan thánh nữ nhìn hướng vị trí yêu khí khuếch tán, khuôn mặt trắng xinh yêu diễm mỉm cười nói. Bại Nguyệt hoàng tử gặp phải kình địch đáng sợ, may mắn ghê, sao ta không gặp được người như thế. Lưng Thanh Loan thánh nữ mọc cánh thanh loan dài hơn 10 thước, lông chim sặc sỡ dính lửa xanh. Chân dài co lại bay lên cao, Thanh Loan thánh nữ bay hướng biển sương hỗn loạn yêu khí. Nam nhân dâu ria xồm xoàm, đi chân đất bay lên cao mấy vạn thước, vọt lên như pháo. Ha 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 ha, Thanh Loan thánh nữ muốn thu phục thần nữ tế tự Thủy Nguyệt Thiên Cảnh làm nữ phó, giờ gặp phải kẻ thù lớn. Không lẽ Thủy Nguyệt thánh nữ tìm đến, ta phải nhanh chân đi xem. Dưới đất thủng một cái hố to mấy chục thước. Các cường giả nhân loại chạy qua xem. Trong mây yêu đậm đặc bao bọc đoàn Phật quang thần thánh, vô số Phật âm tụng niệm, thanh âm vang vọng chín tầng mây. Phập, phập, đám tu sĩ thắng ngự yêu tộc bay ra ngoài, dính phải Phật quang là không ai may mắn thoát khỏi. Đẳng cấp yêu vương cũng bị đánh tan nát hết. 10 phút ngắn ngủi dưới đất nằm la liệt mấy chục tu sĩ thắng ngự yêu tộc. Bại Nguyệt hoàng tử đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình. Những yêu vương chết đi không làm lòng Bại Nguyệt hoàng tử dao động. Bại Nguyệt hoàng tử luôn nhìn chăm chú đoàn Phật quang, quan sát hướng vận chuyển. Bại Nguyệt hoàng tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Bại Nguyệt hoàng tử lao vào Phật quang, tay cầm linh khí thập thất phẩm, thần kích 3 mũi đâm thủng Phật quang. Thần kích 3 mũi như thần châm đâm xuyên không khí vào Phật khí, sắc bén không thể đỡ. Nhìn từ xa như có cây kim đâm vào quả bóng. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau. Phật quang vô biên tràn ra từ kẽ tay biến thành biển Phật khí, sóng cuộn trào trời long đất lở. Kim có thể đâm thủng quả bóng nhưng không đâm nổi vào trái banh sắt. Phật khí đậm đặc như biến thành thực thể, đao công không phá được, lưỡi lê không vỡ, thần lực khó xẻ. Vạt áo sau lưng Bại Nguyệt hoàng tử bay phần phật, đôi tay và chân hiện 4 miếng giáp tím vàng, lực lượng trong cơ thể càng mạnh mẽ hơn như có thể đâm thủng trời, chém giết thần linh. Ầm 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 ầm. Bại Nguyệt hoàng tử đột nhiên xông lên trước, thần kích 3 mũi mạnh mẽ đâm thẳng. Vô số thần điện bị kích phát ra, mũi thương hình thành tên tia chớp. Hai tay Phong Phi Vân liên tục kết ấn 800 lần, đôi tay chắp vào nhau kẹp mũi nhọn thần kích vào giữa. Tất cả lực lượng bị Phong Phi Vân truyền xuống lòng đất. Ầm 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 ầm. Mặt đất vỡ ra, mấy chục vạn dặm chìm xuống. Áo giáp trên người đám tu sĩ thắng ngự yêu tộc vỡ nát, có bị đánh bay hoặc giết chết. Các khe nứt to hiện ra trên cơ hội kéo dài đến cuối trời, như có bàn tay to vô hình phá mở nền đất. Thượng quan Minh Tiêm, 3 thần nữ tế tự Bạch Y cực kỳ giật mình. Đây là lực lượng thật sự của Bại Nguyệt hoàng tử. Thượng quan Minh Tiêm chỉ tu luyện 300 năm đã đến đỉnh vũ hóa đệ tam trọng, nàng tự nhận mình thuộc hàng đẳng cấp cao cùng lứa tuổi. Nhưng so với Bại Nguyệt hoàng tử, tu sĩ Phật môn bí cẩn thì Thượng quan Minh Tiêm kém xa lắc xa lơ. Thượng quan Minh Tiêm thầm nghĩ. Bọn họ mới là vương giả thế hệ trẻ thật sự, trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có lẽ chỉ mình Hiên Viên Nhất Nhất so cao thấp được. Thượng quan Minh Tiêm cầm cao khí ngạo nhưng nàng phải công nhận là thiên phú của Hiên Viên Nhất Nhất bỏ xa nàng. Hiên Viên Nhất Nhất tu luyện chưa đến 100 năm, còn Thượng quan Minh Tiêm đã tu luyện 300 năm. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất đã ngang ngửa với Thượng quan Minh Tiêm, cho Hiên Viên Nhất Nhất thêm mấy năm có lẽ sẽ là vương giả thế hệ trẻ. Đại chiến dữ dội, sức phá hoại khủng khiếp. Phong Phi Vân đánh ra một tòa kim Phật bay trên đầu 4 thần nữ tế tự, thu bọn họ vào thiên quốc. Kim Phật bay về lòng bàn tay Phong Phi Vân, nếu hắn không ra tay kịp lúc thì 4 thần nữ tế tự không chết cũng tả tơi. Bại Nguyệt hoàng tử, người không đánh lại ta. Phong Phi Vân cứu người thành công, không muốn tiếp tục ở lại đây. Phong Phi Vân cảm giác cường giả yêu tộc kéo nhau đến đây, từng đợt yêu khí cường đại bốc lên tận trời, ánh trăng nhuộm đỏ. Bầy yêu tụ tập sẽ gây ra thiên tượng, như bầu trời phía nam sóng máu ngập trời như có bầy ma long lăn lộn trong biển máu. Dãy núi phương Bắc có quỷ hú sói chu, mấy vạn đàn quạ bay loạn, vân vân và vân vân. Đây là ma tượng đại yêu tụ tập, gặp ma tượng này thì thánh hiền giả cũng sẽ chạy. Phong Phi Vân không sợ đám yêu ma quỷ quái, nhưng hắn không muốn đứng ở đầu sóng ngọn gió, thành nhân vật Phong Vân mọi người đều biết. Làm như vậy chỉ có hại, không lợi. Lăn lộn sóng gió mấy năm nay Phong Phi Vân khắc sâu hiểu rõ đạo lý, chỉ có núp sau màn, bị người khinh khi mới làm được nhiều điều hơn. Chưa chia ra thắng thua, các hạ nói hơi sớm.
muốn đi, thắng ta rồi hãng nói. Bại Nguyệt hoàng tử búng tay một cái, câu thông thiên đạo đại thế. 9 thanh kiếm đá to cỡ ngọn núi chui lên từ mặt đất, xoay chuyển thành đại kiếm trận ngăn bước chân Phong Phi Vân rời đi. Thần kích 3 mũi xẹt qua hư không, có huyết linh 3 đầu rồng hiện hình, há 3 cái mồm máu phun nuốt mây mù. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Tầng mây trên trời bị xé mở, một Phật thủ to lớn đè xuống, như có thần Phật ngoài 9 tầng trời vươn tay một trưởng ránh nát kiếm trận. Huyết linh trên thần kích 3 mũi bị đánh nát, thần kiếm ghim xuống đất, đâm đất đai nứt rạn. Phong Phi Vân cười nhạt, lại tung ra càn khôn trưởng ấn thiên địa công kích Bại Nguyệt hoàng tử. Lũ thắng pháp tướng. Trán Bại Nguyệt hoàng tử hiện ra ánh sáng đỏ rực, sau lưng có bóng con cá to ngưng tụ thành vô thượng pháp tướng chặn lại càn khôn trưởng ấn thiên địa. Bại Nguyệt hoàng tử thụt lùi mấy trăm dặm mới đứng lại. Pháp tướng triệt địa. Lưng Bại Nguyệt hoàng tử lại hiện ra pháp tướng con thắng ngư, hai bóng cá xoay tròn bên nhau hình thành tiết tấu âm dương, đại đạo kỳ văn. Pháp tướng thông thiên. Lưng Bại Nguyệt hoàng tử hiện ra 4 con cá, khí thế trào dâng, đang tăng mạnh thêm, cảm giác như thái cổ hồng hoang tái hiện. Lục thắng pháp tướng là thần thông rất xa xưa, một trong các thần thông tối cao của thắng ngư yêu tộc, một vị thắng ngư thánh linh thái cổ sáng tạo ra. Thần thông này giống như lục đạo luân hồi, hiếm ai có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân không vội đỡ, hắn muốn nhìn xem Bại Nguyệt hoàng tử có thể mạnh đến đâu. Đây là vương giả thế hệ trẻ đỉnh cao nhất thái cổ thánh yêu tộc, đánh nhau với Bại Nguyệt hoàng tử có thể tính ra tu vi của Phong Phi Vân tới đâu. Pháp tướng Quy Tông. Sau lưng Bại Nguyệt hoàng tử hiện 6 bóng cá màu đen, trắng, đỏ, xanh, tím, lam, 6 sắc màu khác nhau vận chuyển theo quy tắc tinh đồ nào đó. Cảm giác cổ xưa, to lớn, thần dị. Khí thế trên người Bại Nguyệt hoàng tử chướng mạnh đến cực độ, yêu khí tràn ngập thiên địa này. Chân Bại Nguyệt hoàng tử dẫm mặt đất, đất lún dấu chân dài hơn 10 thước, lực lượng khuếch tán 4 phương 8 hướng. Tu vi của Bại Nguyệt hoàng tử ít nhất vào đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng, thậm chí là vũ hóa đệ ngũ trọng, có sức chiến đấu với thánh hiền giả. Đây là đánh giá của Phong Phi Vân dành cho Bại Nguyệt hoàng tử, biểu tình nghiêm túc hơn. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển hóa thành Phật khí tràn ra ngoài người Phong Phi Vân, biến thành biển Phật khí. Bại Nguyệt hoàng tử điều động lực lượng thắng ngư pháp tướng như có 6 thắng ngư thánh tổ gia cố. Bại Nguyệt hoàng tử lại vá thần kích 3 mũi đâm thủng hư không, giây lát lao tới trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tay không đỡ, Phật khí vòng quanh cánh tay diễn hóa ra các loại thần thông Phật pháp. Trong Kim Tàm Kinh Phong Phi Vân chỉ lĩnh ngộ càn khôn trưởng ấn thiên địa, khổ hải vô biên, Phật tượng vạn thiên, nhưng những Phật pháp này tụ tập từ ức vạn tiểu Phật, chứa tinh túy vô cùng. Có thể nói Phong Phi Vân không chỉ tinh thông vài loại Phật pháp, bất cứ tiểu Phật pháp nào hắn đều có thể sử dụng, dung hội quán thông. Xương cốt trong biển xương bị tốc lên như làn sóng trăng, lăn lộn từng tầng, khuấy động thiên địa trời sụp đất nứt. Một số vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đứng trong hoang ma lâm ngước nhìn biển xương dậy sóng, cảm nhận thiên địa quy tắc chốn ngày bị đánh rối loạn. Trong nhân tộc có cường giả như thế, thật khiến người nhìn với cặp mắt khác. Cảnh tượng hùng vĩ như trong chiến trường vạn tộc, khiến người sục sôi máu nóng. Thanh Loan thánh nữ, Viên Tam Tam đứng trên ngọn cổ mộc, chiến ý sôi trào muốn lao vào biển xương. Thiên Toán thư sinh mặc nho bào màu trắng, đầu cột dây quan, đứng trong gió rít lá bay phấp phới. Tóc và vạt áo Thiên Toán thư sinh bị gió thổi phần phật. Thiên Toán thư sinh lẩm bẩm. Chỉ có nhân vật như Phong huynh mới dìm uy phong đám vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc nổi. Tuy Phong Phi Vân tàng hình, chỉ dùng Phật pháp của Phật môn nhưng vẫn bị Thiên Toán thư sinh nhìn thâu thân phận. Không chỉ Thiên Toán thư sinh biết thân phận Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử mặc áo tím nam trang cũng biết. Lưu Tô Tử nhỏ giọng nói, tu vi của tiểu tử này đã đến trình độ như thế. Mỗi lần gặp hắn là tu vi lại tăng mảng lớn, tốc độ tu luyện quá mau. Lần đầu tiên Lưu Tô Tử gặp Phong Phi Vân chỉ xem hắn là bán yêu không tệ. Nhưng bán yêu đê tiện như nô lệ, Lưu Tô Tử đi gần Phong Phi Vân đều thấy hạ thấp thân phận mình. Là Phong Phi Vân làm thiên chi kiêu nữ, Lưu Tô Tử thay đổi cách nhìn về bán yêu, xem hắn như bằng hữu thật sự, cuối cùng nảy sinh tình cảm vượt rào. Tình cảm này hơn bằng hữu nhưng không tới tình yêu. 10 năm ngắn ngủi Phong Phi Vân trưởng thành đến trình độ ngang ngửa với vương giả đỉnh cao của thái cổ thánh yêu tộc. Tất cả như giấc mơ, làm Lưu Tô Tử thầm hối hận. Nếu sớm biết thế này,
ngay khi Phong Phi Vân còn chưa đủ lông đủ cánh, Lưu Tô Tử đã hết sức lôi kéo hắn. Lưu Tô Tử thầm nghĩ. Ánh mắt Lưu Tô Hồng không tệ, phát hiện tiểu tử này có tiềm lực vô cùng, lấy cái giá thân thể lôi kéo Phong Phi Vân. Trước kia ta còn thấy nàng làm vậy là hạ thấp mình, hiện tại chứng minh nàng nhìn xa trông rộng. Những tu sĩ nhân loại khác không biết thân phận Phong Phi Vân đều cho rằng là đệ tử Thái Cổ Thánh Phật Miếu đánh nhau với Bại Nguyệt Hoàng Tử, nỗi lòng vô cùng kích động. Bại Nguyệt Hoàng Tử được gọi là đệ nhất nhân thế hệ này của Thắng Ngư yêu tộc, lúc nào cũng hĩnh mũi coi rẻ nhân tộc. Giờ cho Bại Nguyệt Hoàng Tử biết nhân tộc cũng có nhân vật đối kháng lại Thái Cổ Thánh yêu tộc. Sớm nên dìm uy phong đám Thái Cổ Thánh yêu tộc, ai kêu bọn họ trong mắt không người. Phong Phi Vân nói, Bại Nguyệt Hoàng Tử, ta đã lĩnh giáo lục thắng pháp tướng của ngươi, chỉ là trò vặt. Vô số Phật khí tụ tập vào giữa hình thành cơn bão cuốn lấy ức vạn hài cốt dưới đất, hình thành khí tượng hùng vĩ kinh thiên động địa. Trung tâm cơn bão có Phật tượng cao ngàn trượng chậm rãi ngưng tụ thành hình, kim ánh sáng vàng rực rỡ, bảo tướng trang nghiêm, tay bắt Phật ấn, vòng Phật to lớn hiện ra sau lưng. Tử khí trên biển xương vô biên bị tà khí tịnh hóa sạch, mỗi khúc xương trắng chảy xuôi ánh sáng vàng, Hoang Ma Lâm bị chiếu sáng. Thần Phật ngàn trượng vỗ trưởng để lại dấu tay dài mấy ngàn dặm. Mặt đất chìm xuống, bụi bay lên che tầm mắt. Khi bão lặng, mọi người hắn lục thắng pháp tướng của Bại Nguyệt Hoàng Tử bị công kích, bộ dạng chật vật, mặt trắng không còn chút máu. Tay Bại Nguyệt Hoàng Tử cầm thần kích ba mũi run run, có giọt máu từ cánh tay chảy xuống mũi kích. Bại Nguyệt Hoàng Tử bị đánh bại. Phật quang chậm rãi thu về, bầu trời trống rỗng. Thanh âm kiêu ngạo phát ra trong không khí. Vậy mà chưa chết, không uổng là cường giả đỉnh cao của Thái Cổ Thánh yêu tộc. Người đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử tỏ vẻ không vừa lòng, còn muốn giết vương giả thế hệ trẻ của Thái Cổ Thánh yêu tộc. Người quá ngạo. Phong Phi Vân có ý định giết Bại Nguyệt Hoàng Tử, vì thể chất của gã đến đẳng cấp truyền kỳ, là kẻ thù lớn. Hôm nay đã đắc tội Bại Nguyệt Hoàng Tử, Phong Phi Vân muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Phong Phi Vân chỉ sử dụng lực lượng Phật Pháp, miễn cưỡng đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử, tuyệt đối không giết nổi gã. Huống chi có hai người thủ hộ theo sau lưng Bại Nguyệt Hoàng Tử, một khi gã gặp nguy hiểm chết chóc chắc chắn sẽ đánh thức hai người thủ hộ tu vi sâu không lường được. Hơn nữa những lời Bại Nguyệt Hoàng Tử đã nói với Thượng Quan Minh Tiêm làm nỗi lòng Phong Phi Vân bất an, cảm giác Thủy Nguyệt Thiên Cảnh xảy ra biến cố lớn. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tuy được gọi là thánh địa nhưng chỉ mới thành lập hơn một vạn năm, toàn dựa vào một mình Thủy Nguyệt Thánh Thần chống đỡ. Nói về nội tình thì Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thua xa mấy nhân tổ động thiên truyền thừa từ xưa, càng không bằng Thái Cổ Thánh yêu tộc truyền thừa từ thời kỳ Thái Cổ. Đây chính là nội tình, không phải dựa vào một, hai chí cường là chống đỡ nổi. Cần có ức vạn năm tích lũy nội tình mới được. Thủy Nguyệt Đình độ tâm kiếp trong thiên hà, là lúc Thủy Nguyệt Thiên Cảnh yếu ớt nhất. Nếu có ai thừa dịp này tấn công sẽ là tai hạo ngập đầu cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân không ở lâu hơn. Hắn thi triển luân hồi tật tốc lướt gió bay đi. Viên Tam Tam cười to bảo. Tranh tài với ta một trận rồi đi cũng không muộn. Người Viên Tam Tam phát ra khí thế mạnh mẽ, cơ thể trướng to, xương kêu răng rắc. Cơ thể Viên Tam Tam biến to như ngọn núi, người mọc đầy lông đen, mắt to, cánh tay dài chọc trời, một đấm đập nát cả một ngọn núi đá. Viên Tam Tam biến thân Thái Cổ Ma Vượn. Bùm 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 bùm. Thái Cổ Ma Vượn chạy rầm rập dưới đất, đạp bẹp các ngọn núi, đạp khô sông lớn, đạp nát bấy cây cối thô to. Thái Cổ Ma Vượn để lại một chuỗi dấu chân to, tốc độ ngang ngửa với luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân. Trong Hoang Ma Lâm, linh thú, hung cầm bị khí thế từ Thái Cổ Ma Vượn hù sợ đều ngủ đông, không dám nhúc nhích. Thái Cổ Ma Vượn hú dài đấm vào bầu trời như muốn đánh nát mặt trời và mặt trăng trên cao. Phong Phi Vân buộc phải dừng lại thi triển Càn Khôn Trưởng Ấn Thiên Địa công kích Thái Cổ Ma Vượng. Nắm đấm Thái Cổ Ma Vượng và Phật Thủ Ấn to lớn va chạm, hư không lắc lư một chút. Các tu sĩ phía xa không đứng vững được. Luồng gió thổi qua, đám tu sĩ ngã nghiêng. Cánh tay Phong Phi Vân tê dại, lực lượng của con Thái Cổ Ma Vượng mạnh còn hơn Bại Nguyệt Hoàng Tử, sứ bật mạnh mẽ, tu sĩ bình thường không tưởng tượng nổi. Hèn gì lúc Thái Cổ Ma Vượn có thể đứng trên mặt đất nhảy nhót, một đấm đánh nát tinh cầu trên trời sao. Thái Cổ Ma Vượn nằm trong 36 Thái Cổ Thánh yêu tộc, nói về sức mạnh thì chúng nó có thể xếp vào ba hàng đầu, thậm chí đấu với rồng. May mắn Phong Phi Vân cũng mạnh không kém,
đổi lại đại hiền giả khác cứng rắn va chạm nắm đấm với thái cổ ma vượng e rằng đã bị đánh gãy tay gãy xương. Thái cổ ma vượng giật mình nhất, mới rồi va chạm chính diện với Phong Phi Vân làm cánh tay thái cổ ma vượng đau đớn, chuyện này chưa từng có. Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đều không dám cứng rắn va chạm với thái cổ ma vượng, vậy mà nay gặp phải đối thủ trong nhân loại thân thể nhỏ yếu. Thái cổ ma vượng cuồng cười. Trong cùng thế hệ đã lâu không gặp tu sĩ thân thể mạnh mẽ, hôm nay ta muốn đánh nhau đã tay với ngươi, chiến đến cuồng. Chu Thiên Hám tiên truy. Thái cổ ma vượng lấy ma chùy cổ xưa to lớn ra, thân chùy vuông vức, điêu khắc thái cổ thần văn kỳ lạ. Cán chùy làm bằng cột sống một con rồng, tỏa ánh sáng tím, thấy rõ các khớp xương, là xương sống rồng thật. Thái cổ ma vượng triệu hoán Chu Thiên Hám tiên truy ra, trời đất tối sầm, mây đen che trăng. Mây dày dáng xuông muôn vàn tia chớp, có dung nham từ dưới lòng đất trào lên. Nhiệt độ dung nham nóng cháy đốt gỗ trong hoang ma lâm, làm rừng cây bốc cháy. Mỗi người đều sợ hãi trước ma chùy kinh khủng kia, đây đúng là diệt thế hung binh. Phong Phi Vân rất kinh ngạc nói. Chu Thiên Hám tiên truy. Đây là một hung binh thái cổ, đồn rằng từng đập nát một góc đại lục, uy lực diệt thế. Chu Thiên Hám tiên truy sớm biến mất trong thời kỳ thái cổ, từ đó về sau không còn xuất hiện. Giờ phút này, thanh ma chùy xuất thế, nằm trong tay con thái cổ ma vượng. Thanh Loan Thánh Nữ nói. Trời, tên người rừng nắm giữ thái cổ hung binh trong truyền thuyết, Chu Thiên Hám tiên truy. Váy nhiều màu bay bay, đùi ngọc xinh đẹp, eo nhỏ như liễu, lưng Thanh Loan Thánh Nữ mọc cánh bay ra xa. Ma uy của Chu Thiên Hám tiên truy được ghi lại trong điển tịch cổ xưa của nhiều tộc quần. Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc cũng không dám chính diện đón đỡ. Bại Nguyệt hoàng tử cầm thần kích ba mũi đứng trên đỉnh mây, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ma chùy cổ xưa hung hãn. Bại Nguyệt hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Cái tên não rỗng này lộ ra lá bài mạnh nhất của mình, mọi người cảnh giác trước, trong hội luận đạo vạn tộc hắn thua chắc. Thái cổ ma vượng cầm Chu Thiên Hám tiên truy đứng trong hoang ma lâm, ngước nhìn khung trời, miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt thiên tinh. Hấp thu lôi điện thần phạt. Thái cổ ma vượng bật thốt. Nhân danh tên của ta, Chu Thiên. Chu Thiên Hám tiên truy giáng xuống, sấm sét vô tận vụ tập, thiên tượng và địa tượng bị dẫn động. Phong Phi Vân đứng ngay trung tâm, chịu đựng áp lực khổng lồ. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, lưng Phong Phi Vân hiện ra bóng một vạn thiên tài tuấn kiệt. Trước áp lực khổng lồ từ Chu Thiên Hám tiên truy, Phong Phi Vân vọt lên trời đấm ra lực công kích gấp vạn lần. Ầm 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 ầm. Cánh tay Phong Phi Vân nứt ra một vệt máu, người văng ra ngoài, toàn thân rã rời. Lực lượng Chu Thiên Hám tiên truy đúng là không thể đỡ. Không uổng là hung binh xếp 10 hạng đầu trong thái cổ. Phong Phi Vân chẳng hề nản lòng, nếu nắm tay của hắn thắng Chu Thiên Hám tiên truy mới là việc lạ. Phong Phi Vân quyết định biến rồng rồi đánh tiếp. Dù sao Phong Phi Vân khoác ẩn tàm sa la, hơi thở giấu kín. Chỉ không giấu được dao động sinh mệnh. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng cũng không ai cảm giác được long khí trên người hắn. Nhưng ngay khi Phong Phi Vân hóa rồng đột nhiên phát hiện thần y trên người khác lạ. Lực lượng rồng, lực lượng phượng, lực lượng đạo, lực lượng Phật cùng nhập vào người Phong Phi Vân. Ẩn tàm sa la, cửu ngũ long bào, hồng loan hỏa thường, cư cửu quái bào, nạp lan Phật y. Năm bảo y hợp nhất tùy biến thành thần y vô thượng nhưng Phong Phi Vân phát huy ra lực lượng có hạn, không thể kích phát hoàn toàn. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, long khí trong người thấm vào thần y, phá tan cấm chế. Bốn lực lượng khác nhau cùng ùa vào cơ thể Phong Phi Vân, khiến hắn suýt không chịu nổi. Cảm giác này rất kỳ lạ, thần y hòa hợp thành một với hắn, trở thành lớp da của hắn. Đây là thứ mẫu thân để lại cho ta. Không lẽ khi nào ta đến trình độ hóa rồng mới có thể sử dụng thần y? Chất liệu thần y là vảy rồng, da phượng, ẩn tàm ti. Nếu Phong Phi Vân đoán đúng thì da phượng là miếng da thái cổ thần phượng, da thánh linh. Còn vảy rồng thì sao? Chắc chắn là vảy của một vị vô thượng tổ long nào đó. Cùng tham gia tế luyện có thánh linh đạo gia, Phật gia. Bỏ vốn lớn như vậy chỉ vì luyện chế một bộ đồ để bảo vệ nhi tử của mình, cho nhi tử sử dụng. Sợ không có mình ở bên cạnh bảo vệ nhi tử sẽ bị người giết từ trong nôi. Chỉ nhìn ẩn tàm ti trong thần y là biết lúc luyện chế thần y toàn suy nghĩ cho an toàn mạng sống của Phong Phi Vân. Nàng không tiếc tốn bao nhiêu công sức, thời gian luyện chế ra thần y, nhưng tại sao không canh giữ bên cạnh con của mình,
hộ đạo cho con mình, để hắn trưởng thành trong hoàn cảnh an toàn. Không lẽ nàng có lý do buộc phải rời đi? Ngay khi thần y hoàn toàn thức tỉnh, Phong Phi Vân cảm nhận được tình cảm ấm áp bao bọc mình, như có bàn tay mềm mại vuốt ve thân thể, rất thân thiết. Cảm giác giống như lúc Phong Phi Vân vào Chử Ngồng mẫu thân để tu luyện. Phong Phi Vân khẳng định mỗi sợi ẩn tàm ti là mẫu thân tự tay đan, một vị nữ nhân long tộc tu vi tuyệt đỉnh cầm kim chỉ khâu áo cho con dưới ánh đèn. Tu vi cao đến mấy thì nàng vẫn là mẫu thân, nếu không đã chẳng chứa nhiều tình cảm trong thần y. Lực lượng trong người Phong Phi Vân khuếch trương đến đẳng cấp khủng bố, như biến thân thành thái cổ thần long, có sức mạnh dùng mãi không hết. Thiên tượng thần dị đầy trời, vô số mây mù tụ tập thành bóng rồng, như vạn long về tổ. Hướng khác có con phượng hoàng bay vọt lên 9 tầng trời, đốt đỏ cả khung trời. Lại hướng khác có ảo ảnh Phật miếu hiện ra, có vô số phản âm vang vọng trong không gian. Phật khí ngưng tụ thành con tằm màu vàng khoanh tròn trong không trung, niệm tụng kinh. Hướng cuối cùng, 9 con thần cưu xếp thành vận mệnh quẻ tượng bảo vệ đạo gia thần đỉnh. 4 loại lực lượng nhập vào người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chỉ vỗ một vuốt cả bầu trời liền sụp đổ, đánh bay thái cổ ma vượng, Chu Thiên Hám Tiên truy té ra mấy ngàn dặm, đập thủng một cái lỗ to. Cánh tay thái cổ ma vượng như thép cứng suýt bị đánh nát, Chu Thiên Hám Tiên truy bị đánh chìm xuống lòng đất. Thái cổ ma vượng dùng cánh tay khác triệu hoán Chu Thiên Hám Tiên truy ra khỏi lòng đất, truy lại tỏa sáng rực rỡ. Mặt thái cổ ma vượng hung tợn hơ chùy đánh lên trời. Nhưng thái cổ ma vượng lại bị đánh văng ra, cánh tay kia cũng tan nát. Chu Thiên Hám Tiên truy rớt xuống đất, mặt đất mấy trăm dặm, dì lún xuống, bụi đất tốc lên. Thanh Loan Thánh Nữ, Bại Nguyệt Hoàng Tử ngây người, không dám tin vào mắt mình. Cái gì, Viên Tam Tam cầm Chu Thiên Hám Tiên truy mà bị đánh bại? Không thể nào. Đừng nói Thanh Loan Thánh Nữ, Viên Tam Tam. Đám tu sĩ nhân loại cũng sợ hết hồn. Mới rồi khi Chu Thiên Hám Tiên truy xuất thế như tận thế, làm mỗi như thế thấy khủng hoảng bất an, đó là lực lượng thật sự. Nếu nói nhân tộc bí ẩn kia đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử chỉ gây ra rung động thì bây giờ trong lòng mọi người không chút rung động, bọn họ cảm thấy đang nằm mơ, không chân thật. Phong Phi Vân không dám giữ trạng thái hóa rồng thời gian dài, bởi vì mỗi lần hóa rồng là huyết khí trong cơ thể hắn không ổn định. Máu yêu ma bằng muốn nuốt hết máu người. Lần nào Phong Phi Vân cũng phải mất mấy ngày để ổn định cảm xúc. Sau khi hóa rồng Phong Phi Vân không khống chế được yêu tính, ma tính trong cơ thể. Thời gian hóa rồng càng dài thì yêu tính, ma tính ảnh hưởng Phong Phi Vân càng lớn. Phong Phi Vân biến về hình người, đôi mắt đỏ thẫm như máu, tóc dựng đứng, cơ bắp nhô ra rõ ràng. Máu chảy nhanh hơn, Phong Phi Vân hưng phấn quá mức, hắn không ức chế nổi sự phấn khởi. Chu Thiên Hám Tiên truy là thái cổ hung binh, Phong Phi Vân muốn giết thái cổ ma vượng và cướp đi hung binh. Nhưng một lão nhân thái cổ ma vượng tộc bước ra từ hư không lây đi Chu Thiên Hám Tiên truy, ôm Viên Tam Tam đã xỉu, nhìn chằm chằm vị trí Phong Phi Vân đứng. Lão nhân thái cổ ma vượng tộc nói, chàng trai, vừa rồi ngươi sử dụng cấm thuật, hơi thở không ổn định. Hiện nay lệ khí trong cơ thể ngươi quá nặng, nếu không khống chế sẽ ảnh hưởng tinh thần nguyên linh. Lão nhân là trưởng bối trong thái cổ ma vượng tộc, người hộ đạo cho Viên Tam Tam, tu vi gần bằng bán thánh. Lão nhân không nhìn ra mới giỏi Phong Phi Vân dùng cách gì khiến lực lượng mình chướng lớn, nhưng lão biết nếu hắn giữ trạng thái đó lâu sẽ tổn thương mình. Phong Phi Vân sắc bén quát. Để lại Chu Thiên Hám Tiên truy. Thanh âm truyền khắp hoang ma lâm, mang theo uy nghiêm không thể chống đối. Lão nhân lắc đầu cười, ôm Viên Tam Tam bay đi. Phong Phi Vân tung cú đấm, lão nhân bay về chân trời, tay áo phẩy ra sau, bàn tay biến thành tay ma vượn, lòng bàn tay nâng một thế giới tiêu trừ lực lượng của Phong Phi Vân. Lão nhân tim đập nhanh, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thật mạnh. Lão nhân không sợ, nói. Chàng trai, nếu ngươi không sử dụng cấm thuật vừa rồi thì không đánh lại lão phu. Chu Thiên Hám Tiên truy vốn là thánh vật của thái cổ ma vượng tộc, không ai được nhúng chàm. Đừng nói nhân tộc. Dù là rồng, phượng, nếu dám cướp Chu Thiên Hám Tiên truy thì thái cổ ma vượng tộc chúng ta sẽ huyết chiến tới cùng với bọn họ. Lão giả vượt qua hư không mà đi. Phong Phi Vân không đánh tiếp, hắn tạm ức chế huyết khí cuồng bạo, tỉnh táo lại. Phong Phi Vân hừ mạnh bay đi. Trong lòng Phong Phi Vân lo lắng chuyện quan trọng hơn, lời Bại Nguyệt Hoàng Tử nói làm hắn rất lo âu.
Chắc chắn Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sắp xảy ra chuyện lớn, Phong Phi Vân cần đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay. Chuyến này đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ rất nguy hiểm. Thủy Nguyệt Đình kẻ thù kiếp trước, hay Bại Nguyệt Hoàng tử nói kẻ thù chưa biết đều làm Phong Phi Vân rất lo âu. Phong Phi Vân trở về khách điếm Tiên Gia, hắn chạy đi gặp Thạch Lan ngay. Sư tôn, làm sao vậy? Thạch Lan mở cửa, người khoác áo khổng tước trắng, vóc dáng cao kiều, môi trắng răng hồng, vẻ mặt ngạc nhiên. Phong Phi Vân đứng thẳng trước kia, mắt đỏ rực, ma khí mạnh mẽ, ngực phập phồng, trạng thái không ổn định. Phong Phi Vân đi vào đứng giữa phòng, chắp hai tay sau lưng nói. Đóng cửa lại. Thạch Lan không sợ Phong Phi Vân chút nào, vì hắn là sư tôn của nàng. Thạch Lan nghe lời khép cửa lại. Mấy hôm nay Thạch Lan điều chỉnh tâm tình và trạng thái thân thể, vì Phong Phi Vân nói sẽ một mình đến tìm nàng, có chuyện rất quan trọng. Thạch Lan thầm nghĩ. Bây giờ sư tôn đến, hay vì chuyện cực kỳ quan trọng đó? Phong Phi Vân lấy mắt đại ma long ra, con mắt lơ lửng trong phòng tỏa sáng bao phủ căn phòng. Lúc trước Phong Phi Vân đấu với Bại Nguyệt Hoàng tử, Thái Cổ Ma Vượng mặc dù khoác ẩn tàm xa la nhưng người nào hiểu biết hắn chắc chắn sẽ nhận ra thân phận ngay. Chuyện Phong Phi Vân sắp làm rất quan trọng, hắn không muốn bị người ngoài quấy rầy. Hai sư đồ ngồi xếp bằng trên giường rộng, không hề e dè. Tiếp theo ta sẽ truyền thứ vô cùng quan trọng cho Thạch Lan, nếu Thạch Lan có thể luyện hóa nó hoàn toàn thì tương lai sẽ bước vào hàng mạnh nhất trong thiên địa. Bàn tay Phong Phi Vân đặt trên bụng Thạch Lan, tay nắm eo nhỏ. Bàn tay để ngay vị trí mẫn cảm nhất của Thạch Lan là phần rốn. Thạch Lan thấp thỏm, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đỏ ửng. Nàng không biết sư tôn sắp lờ mà gì. Thạch Lan bỗng cảm nhận huyết khí khổng lồ nhập vào cơ thể mình, huyết khí hùng hồn như sông biển. Người bình thường không chịu nổi. Phong Phi Vân rót một giọt tinh huyết đại thánh vào người Thạch Lan sau đó xuống giường ngay. Trạng thái Phong Phi Vân không ổn định, hắn cần khống chế, ức chế huyết khí và cảm xúc ngay. Phong Phi Vân điều chỉnh trạng thái cơ thể. Khi Thạch Lan ổn định tinh huyết đại thánh trong đan điền, Phong Phi Vân mở mắt ra, yêu tính và ma tính đã bị áp chế hơn phân nửa. Phong Phi Vân nói, Thạch Lan, sư tôn có chuyện rất quan trọng cần làm. Phải đưa Thạch Lan vào thiên quốc. Thạch Lan nói. Rất nguy hiểm đúng không? Thạch Lan rất thông minh, nếu không phải chuyện vô cùng nguy hiểm thì sư tôn sẽ không bỏ lại nàng một mình mạo hiểm. Phong Phi Vân gật đầu. Thạch Lan rất muốn đi cùng Phong Phi Vân, nhưng nàng biết tu vi của mình bây giờ có đi chỉ ngáng chân sư tôn. Thạch Lan quyết tâm tu luyện, cố gắng đến trình độ có thể trợ giúp sư tôn. Phong Phi Vân đưa Thạch Lan vào thiên quốc, cũng đi gặp Long La Phù. Phong Phi Vân truyền giọt tinh huyết đại thánh thứ hai vào người Long La Phù, dùng tinh huyết đại thánh trợ giúp thần thai dựng dục. Giọt tinh huyết đại thánh thứ ba Phong Phi Vân định để lại hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Nếu Phong Phi Vân luyện hóa ba giọt tinh huyết đại thánh là sẽ một hơi lên cảnh giới bán thánh, thậm chí là chuẩn thánh. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy. Đầu tiên, bán yêu quá nguy hiểm cho Thạch Lan, sơ sẩy một cái là thân chết đạo tiêu. Là Phong Phi Vân dẫn Thạch Lan vào con đường này. Hắn rất áy náy với nàng. Thạch Lan mới chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi, nếu nàng chết sẽ rất đáng tiếc. Phong Phi Vân giao giọt tinh huyết đại thánh thứ hai cho Long La Phù vì muốn tẩy tủy luyện thể cho con mình ngay từ đầu. Phụ mẫu của Phong Phi Vân vì con mình ngay từ khi hắn chưa lọt lòng, hay chưa có hắn đã bắt đầu bài bố, mưu tính giúp hắn. Phong Phi Vân làm những điều này so với bổn phận phụ thân là còn thiếu. Thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Trên đời này người thương ngầm ình nhất là phụ mẫu của mình. Phong Phi Vân ra khỏi chỗ Long La Phù ở, hắn không đi khỏi thiên quốc ngay mà vào vùng đất bí ẩn khác. Thượng quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y bị thu vào thiên quốc sắp xếp tại đây. Ba thần nữ tế tự Bạch Y bị giam cầm tu vi, bây giờ chưa phá tan phong ấn. Thần nữ tế tự Bạch Y ngồi xếp bằng trên mặt đất, người toát ra linh khí hấp dẫn, tập trung trùng kích phong ấn. Cơ thể thượng quan Minh Tiêm bị yêu kiếm đóng đinh vào cây cột xương, khi Phong Phi Vân và Bại Nguyệt Hoàng tử đại chiến thì cây cột đứt một khúc to cắm dưới đất. Thượng quan Minh Tiêm vẫn còn bị đóng đinh trong cây cột, không thể nhúc nhích. Mặt thượng quan Minh Tiêm trắng bệch, thân hình đường cong nhấp nhô khẽ run. Lực lượng yêu kiếm xâm thực linh khí trong người thượng quan Minh Tiêm, làm nàng chịu đựng hành hạ linh hồn. Ngày xưa thánh khiết xuất trần nay không còn, thượng quan Minh Tiêm rất chật vật. Người nàng đầm đìa mồ hôi, áo đỏ dán sát làn da, dán ngực to, mông vêu vẽ ra đường cong quyến rũ.
Thanh yêu kiếm này không phải loại bình thường, là Bại Nguyệt hoàng tử chuyên môn dùng để thuần pơ trụ nữ tu sĩ mạnh mẽ. Dùng yêu khí xâm thực linh hồn nữ nhân, mãi khi nào linh hồn của bọn họ tan vỡ, cuối cùng thành nữ hầu mặc cho Bại Nguyệt hoàng tử đùa chơi. Đừng nói thượng quan Minh Tiêm, dù là nữ tu sĩ đẳng cấp thánh hiền giả nếu bị yêu kiếm đâm xuyên người, bị yêu khí xâm thực thời gian dài thì sẽ ngoan ngoãn thuần phục. Kêu nàng làm chó, nàng không dám làm người. Kêu nàng liếm ngón chân, nàng không dám cãi. Phong Phi Vân bước tới trước mặt thượng quan Minh Tiêm, nhìn nữ nhân áo đỏ. Máu yêu ma lại dục dịch, trong đầu hiện ra mấy hình ảnh sắc dục. Phong Phi Vân hít sâu kiềm nén tạp niệm, nói. Tỉnh dậy đi. Thượng quan Minh Tiêm như nghe ma chú, nàng mở mắt ra, rèm mi dài cong, đôi mắt đen láy sáng trong, chân mày giãn ra. Thượng quan Minh Tiêm suy yếu nói. Là ngươi. Thượng quan Minh Tiêm từng thấy nam nhân trước mặt, là người hầu của huyết giao yêu vương, tại sao nàng rơi vào tay hắn? Linh hồn thượng quan Minh Tiêm bị hành hạ sắp tan vỡ, nàng không dư trí tuệ và xứ lực suy nghĩ về thân phận của Phong Phi Vân. Trong một rừng phong ở Thiên Quốc, lá cây rơi xuống chất một tầng dày phát ra tiếng xào xạc. Trong rừng phong dựng đứng một khúc xương trắng, một thanh yêu kiếm xuyên thủng người thần nữ tế tự Bạch Y đóng đinh nàng vào khúc xương trắng. Thần nữ tế tự Hồng Y cực kỳ xinh đẹp, vó dáng cao kiều, chỉ thấp hơn Phong Phi Vân nửa cái đầu. Da nàng trắng như tẩm trong ngọc, áo đỏ rách dưới lộ ra da mịn màng, có mấy vết chảy làm người nhìn đau lòng. Trạng thái tinh thần thần nữ tế tự Hồng Y rất tệ, nàng sắp bị yêu kiếm khống chế, thành nữ nô lệ của yêu kiếm. Phong Phi Vân không vội rút yêu kiếm khỏi người thần nữ tế tự Hồng Y, hắn lạnh nhạt nhìn nàng đau khổ chịu đựng, người run rẩy, đùi ngọc ma sát, quần đỏ nhăn nheo. Đôi mắt Phong Phi Vân có ma lực nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi một câu nàng đáp một câu. Thượng quan Minh Tiêm trả lời. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tuy thể xác và tinh thần thượng quan Minh Tiêm mệt mỏi nhưng nàng luôn ngồi bề trên, có sự kiêu ngạo, không cho phép người khác dẫm lên tôn nghiêm của mình. Phong Phi Vân tiến lên trước một bước, mãi khi con ngươi thượng quan Minh Tiêm phản chiếu bóng dáng của hắn. Phong Phi Vân nói. Bởi vì bây giờ nàng rơi vào tay ta. Ta cho nàng sống thì nàng sống, ta kêu nàng chết thì nàng phải chết. Cho ta biết, Thủy Nguyệt Thánh Thần có thật sự đọa tâm kiếp trong thiên hà không? Biểu tình và trạng thái Phong Phi Vân hiện tại rất đáng sợ, cộng thêm ý chí thượng quan Minh Tiêm đang yếu ớt, lại là nữ nhân, nàng sợ hãi nhẹ gật đầu. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có bao nhiêu cường giả đẳng cấp bán thánh? Thượng quan Minh Tiêm cắn răng, nhưng nàng không ngăn được khí thế từ Phong Phi Vân. Thượng quan Minh Tiêm bất đắc dĩ nói. Trừ 4 người thủ hộ gia Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa sinh ra cường giả đẳng cấp bán thánh. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mặc dù có thánh thần uy lâm thiên hạ nhưng nền móng quá yếu, muốn sinh ra một đám tu sĩ vũ hóa cảnh còn dễ, nhưng để đến bán thánh cảnh thì quá khó khăn. Nguyên Trung ương Vương Triều thứ 6 chỉ có vài bán thánh. Sau khi đến bán thánh muốn lên một cảnh giới rất khó khăn, đa số hiền giả vũ hóa cảnh kẹt chết trong vũ hóa đệ nhất trọng, suốt đời không thể đột phá. Phong Phi Vân hỏi, 4 người thủ hộ và Thủy Nguyệt Thánh Thần có quan hệ gì? Khi Thánh Thần thành Thánh thì Thánh uy khắp thiên hạ, vạn tộc đến bái, thịnh huống chưa bao giờ có. Lúc ấy cường giả 4 phương đến đầu phục, không chỉ các đại thế gia, tông môn nhân loại, còn có yêu tộc. Nhưng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nhận đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, ưu tiên nhân phẩm, tâm tính thứ 2, tư chất thứ 3. Nên ít ai đủ tiêu chuẩn vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. 4 người thủ hộ là tu sĩ trung thành nhất được chọn lựa từ những người đầu phục này. Nhân phẩm, tâm tính, tư chất rất cao, gồm Đại Càn Khôn Kiếm Đế, Đại Phổ Độ Phật, Đại Hỗn Loạn Quân Vương, Đại Sinh Mệnh Nữ Vương. Bọn họ bảo vệ 4 phương Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, mãi mãi bảo vệ an toàn cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Người thượng quan Minh Tiêm co giật, yêu khí đỏ di chuyển trên làn da trắng, đôi mắt dần mất tia sáng, tối tăm. Một thiên chi kiêu nữ tâm trí ca kiên định sắp thành nữ phó. Một người có phải là nhân kiệt hay không nhìn mắt liền phán đoán được, như mắt của đế hoàng và bình dân khác nhau. Trong mắt thượng quan Minh Tiêm có nhuệ khí, kiêu ngạo, trong suốt đang dần biến mất, thay thế là mờ mịt, thấp hèn, đau thương. Phong Phi Vân nhìn thượng quan Minh Tiêm, nói. Bây giờ nàng có 2 con đường để đi. Thứ nhất, làm nữ nhân của ta. Thứ hai, nàng bị yêu kiếm hoàn toàn xâm thực thành nữ nô lệ, ai cầm yêu kiếm thì nàng nghe lời người đó.
hãy chọn đi. Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có thù, không tình cảm gì, tại sao hắn phải cứu đệ tử của kẻ thù? Phong Phi Vân không phải thánh nhân, có thù thì trả. Thượng quan Minh Tiêm lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được, ta là thần nữ tế tự hồng y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sao có thể trở thành đồ chơi dưới thân nam nhân? Tuyệt đối không được. Thượng quan Minh Tiêm nghiến răng, người tỏa hánh quang nhiễm ra thịt trắng trong suốt. Kiêu ngạo và giáo dục từ nhỏ khiến thượng quan Minh Tiêm không thể khuất phục. Yêu kiếm phát ra tiếng vang khẽ, ngực thượng quan Minh Tiêm chảy máu, đánh tan sức chống cự cuối cùng. Vào phút cuối thượng quan Minh Tiêm buộc phải cúi đầu. Ta, hứa với ngươi. Ngón tay Phong Phi Vân nhúc nhích rút yêu kiếm xuyên thấu ngực thượng quan Minh Tiêm ra, cơ thể nàng như đống bùn nhão ngã trên người hắn. Thượng quan Minh Tiêm khẽ hít vào thở ra mang theo mùi thơm. Thể xác và tinh thần thượng quan Minh Tiêm cực kỳ mệt mỏi, nếu không nàng đã chẳng khuất phục. Trên đời này có nhiều người ý chí kiên định, thà chết không chịu khuất phục. Nhưng trên đời có thủ đoạn sống không bằng chết, ít ai ngoan cường nổi. Một tay Phong Phi Vân ôm thân thể thượng quan Minh Tiêm ướt đẫm mồ hôi, ngửi hương thơm như thanh lan. Tay kia cầm yêu kiếm run bần bật, trên yêu kiếm lấp lánh hoa văn quái dị. Các hàng chữ cổ xưa khắc chuỗi xích, rất huyền dị. Đây là yêu kiếm do Bại Nguyệt Hoàng tử tế luyện ra. Không, chữ trên yêu kiếm có thể ngược dòng đến thái cổ, chẳng lẽ là thái cổ yêu binh? Phong Phi Vân con người co rút, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở trong yêu kiếm. Tinh thần Phong Phi Vân mới chui vào thân kỳ có yêu cơ si rồi rào ập đến muốn chấn áp linh hồn hắn. Phong Phi Vân rút thần thức về ngay, vẻ mặt nghi ngờ, hắn nghĩ đến một yêu binh thời kỳ thái cổ bị các tộc khinh bỉ. Yêu Hoàng Kiếm. Đồn rằng thời kỳ thái cổ hoàng xạ yêu tộc ra một vị chí tôn, thể chất đến đẳng cấp thần thoại, suýt thành đại thánh thứ 4. Yêu Hoàng Kiếm là yêu binh chí tôn luyện chế ra. Nghe đồn thể chất của chí tôn đó đến đẳng cấp thần thoại toàn nhờ yêu hoàng kiếm. Nữ nhân bị yêu hoàng kiếm cắt rách ra sẽ thành nữ nô lệ cho chủ nhân cầm yêu hoàng kiếm, mặc kệ nữ nhân có tu vi cao bao nhiêu cũng không thể ngăn cản lực lượng yêu hoàng kiếm xâm thực. Các nàng sẽ đem hết tinh khí truyền cho chủ nhân yêu hoàng kiếm, nâng cao thể chất của chủ nhân. Thời kỳ thái cổ có mấy nữ thánh linh bị yêu hoàng kiếm chấn áp, thành tựu tiếng ác thời kỳ thái cổ của yêu hoàng kiếm. Cho nên yêu hoàng kiếm luôn bị tu sĩ các tộc khinh bỉ, xếp vào 10 hàng đầu hung binh thái cổ. Cuối cùng chí tôn hoàng xạ yêu tộc chết, vì thời đại đó có sinh linh yêu thú hơn, một trong ba thánh thái cổ, địa hoàng đại thánh. Trong tại sao thần thoại thái cổ, địa hoàng đại thánh chém hoàng xà xong chặt yêu hoàng kiếm thành ba khúc chân áp trong ba cấm địa đại giới khác nhau. Từ nay yêu binh đó không còn xuất hiện trên đời nữa. Phong Phi Vân cầm yêu kiếm. Điều động khí thánh linh trong người rót vào thân kiếm. Bùm! Khí thánh linh trùng kích, tầng ngoài yêu kiếm nứt rạn, vết nứt như lớp da đá rơi xuống lộ ra ánh sáng đỏ yêu dị bên trong. Cuối cùng trong tay Phong Phi Vân chỉ còn thanh kiếm gãy, dài cỡ dao găm, vết nứt bằng phẳng. Nhưng yêu khí trên khúc kiếm gãy này rất mạnh, hơi thở xa xưa như danh kiếm lịch sử nhay ra từ trang sách rơi vào tay Phong Phi Vân. Đây là một khúc của yêu hoàng kiếm. Là thái cổ yêu binh bị các tu sĩ khinh bỉ, từng có nữ thánh linh thần phục dưới yêu kiếm. Phong Phi Vân không quá tin tưởng vào mấy truyền thuyết thần thoại. Thánh linh đã là tinh thần thành thánh, ý chí mạnh mẽ người bình thường khó thể tưởng tượng, sao có thể bị một thanh kiếm cấp chân áp thần phục. Có lẽ hậu nhân muốn phóng đại uy lực yêu hoàng kiếm nên bịa chuyện. Khúc yêu hoàng kiếm này rơi vào tay tu sĩ nào đó sau thời kỳ thái cổ. Tu sĩ kia sợ cầm yêu kiếm bị người vây công nên đú thành thân kiếm để che giấu bộ mặt thật của yêu hoàng kiếm. Sau đó yêu hoàng kiếm rơi vào tay Bại Nguyệt Hoàng tử. Phong Phi Vân dám chắc Bại Nguyệt Hoàng tử không biết trong yêu kiếm bao bọc một khúc yêu hoàng kiếm, nếu gã biết thì đã không để hắn dễ dàng mang yêu kiếm đi. Dùng thanh kiếm này đối phó kẻ thù cũng tốt, không chỉ khiến kẻ thù thần phục còn có thể nhờ vào tinh khí của bọn họ tăng cao thể chất cho mình. Phong Phi Vân không bài xích yêu hoàng kiếm. Không sợ bị người ta khinh thường. Trên đời này lịch sử và truyền thuyết do người thắng viết. Nếu thời kỳ thái cổ hoàng xà chí tôn giết địa hoàng, trở thành đại thánh, thậm chí trở thành tiên nhân thì truyền thuyết đã khác đi. Yêu hoàng kiếm sẽ được gọi là thánh hoàng kiếm. Thượng quan Minh Tiêm hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý trí và linh hồn thượng quan Minh Tiêm đỡ hơn nhiều, khi nàng phát hiện mình nằm trong lòng một nam nhân thì trái tim băng giá. Suy nghĩ của thượng quan Minh Tiêm không ngừng tỉnh táo lại,
nàng nhớ Bại Nguyệt hoàng tử và vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bí ẩn đánh nhau, trời long đất lở. Sau đó Thượng Quan Minh Tiêm cảm giác có ánh sáng vàng chụp xuống đầu, rồi nàng đến đây. Chỗ này là đâu? Nơi này là đâu? Tại sao người hầu của Huyết Giao Yêu Vương xuất hiện tại đây? Không lẽ Huyết Giao Yêu Vương thừa dịp Bại Nguyệt hoàng tử và vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đánh nhau cướp đi bốn thần nữ tế tự, giam cầm bọn họ ở đây? Thượng Quan Minh Tiêm có cảm giác chạy khỏi miệng cọp lại vào ổ sói. Thượng Quan Minh Tiêm cất Yêu Hoàng kiếm, cánh tay rắn chắc ôm eo nhỏ, bá đạo không tha chống đối. Phong Phi Vân nói, bây giờ ta là nam nhân của nàng, chẳng lẽ nàng đã quên hứa làm nữ nhân của ta? Thượng Quan Minh Tiêm mắng. Tồi tệ, dậu đổ bìm leo có gì hay? Mắt Thượng Quan Minh Tiêm lạnh băng, môi đỏ bóng. Thượng Quan Minh Tiêm cố gắng vùng vẫy nhưng không thể né thoát cánh tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vuốt eo nhỏ, cách lớp vải đỏ cảm nhận eo săn chắc không chút thịt thưa. Lần này được món hời rồi, một vưu vật. Có nam nhân nào không hy vọng mình có được nhiều nữ nhân xinh đẹp? Nhất là nữ nhân thân phận cao quý như Thượng Quan Minh Tiêm, chinh phục nàng, biến nàng thành nữ nhân của ngươi mới có cảm giác thành tựu. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không phải ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn, nàng nên biết nếu không nhờ ta cứu thì nàng và ba thần nữ tế tự Bạch Y bây giờ đã trở thành nữ phó của Thắng Ngư yêu tộc. Chúng nó muốn chơi đùa các nàng như thế nào thì làm thế ấy, sẽ không cho các nàng chút tôn nghiêm. Khi đó nàng hầu hạ không phải một nam nhân mà là ngàn vạn yêu tộc. Nàng làm nữ nhân của ta, miễn là ngoan ngoãn nghe lời ít ra ta cho nàng tôn nghiêm, tự do tuyệt đối, thậm chí trợ giúp nàng trở thành thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tương lai là chủ nhân của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Vậy nên sao có thể bảo là ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn? Thượng Quan Minh Tiêm thông minh nói. Ngươi đang dụ dỗ ta. Phong Phi Vân trả lời. Ta đang nói cho nàng một đạo lý. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, không ai giúp nàng không vụ lợi. Tu vi của Thượng Quan Minh Tiêm chưa phục hồi, nàng quyết định giả bộ đồng ý Phong Phi Vân, chờ khỏe mạnh rồi nàng đi hay ở hắn không giữ được. Nhưng Phong Phi Vân nhìn thấu suy nghĩ của Thượng Quan Minh Tiêm, hắn mang nàng ra khỏi thiên quốc, ngay trong phòng Thạch Lan biến nàng thành nữ nhân. Phong Phi Vân bước xuống giường, khoác áo rộng, cột dây lưng, cột tóc dài. Sau khi hóa rồng yêu tính và ma tính tăng cao giờ bị ức chế hoàn toàn, trạng thái Phong Phi Vân trở về bình thường. Chẳng những không mệt mà còn thoải mái. Không lẽ mỗi lần hóa rồng phải tìm một nữ nhân mới ức chế yêu tính, ma tính của ta được? Phong Phi Vân quay đầu nhìn Thượng Quan Minh Tiêm nằm trên giường, thân hình trắng trong, gò bồng đào nhô cao, eo nhỏ, chân dài săn chắc. Thượng Quan Minh Tiêm nằm trên giường như bãi nước xuân, đuôi mày phong tình. Cơ thể Phong Phi Vân rất mạnh, tu vi Thượng Quan Minh Tiêm cường đại thế mà sau 7, 8 lần lên đỉnh thì phải van xin tha. Giờ Thượng Quan Minh Tiêm không có sức đi đường, cũng không biết nàng còn cho rằng mình muốn đi thì đi được không. Phong Phi Vân ngồi bên giường vuốt ve mông trắng mịn, đường cong xinh đẹp như nửa vầng trăng. Toàn thân Thượng Quan Minh Tiêm tê dại muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Thượng Quan Minh Tiêm mở mắt nhìn Phong Phi Vân, như oán như yêu. Không rõ cảm xúc trong lòng nàng thế nào. Thượng Quan Minh Tiêm rất bi thương. Nàng thủ thân như ngọc, thuần khiết trắng trong, từ 6 tuổi đã vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, được yêu thương cưng chiều, trở thành thần nữ tế tự Hồng Y địa vị cao quý. Thượng Quan Minh Tiêm khinh thường nam nhân trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ muốn làm kỳ nữ như Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nhưng thân thể giữ gìn 300 năm cuối cùng nằm dưới thân nam nhân. Khi cơ thể bị tiến vào, sự kiêu kỳ, tự cho mình là thần thánh bị phá võ. Thì ra sức nữ nhân yếu ớt như thế. Khi bị nam nhân đè dưới thân, đừng nói xoay chuyển thiên hạ đại thế, khi đó chỉ biết vặn eo lắc mông. Nhưng Thượng Quan Minh Tiêm không cam lòng, sao nàng có thể bị người hầu yêu vương cướp trinh. Dù nàng cần tìm một nam nhân thì đó nên là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất chứ không phải kẻ hèn mọn thần phục dưới chân yêu tộc. Thượng Quan Minh Tiêm vẫn cho rằng Phong Phi Vân là người hầu của Huyết Giao yêu vương. Huyết Giao lảo đảo chạy vào, đụng mở cánh cửa. Này Phong gia, ta cảm giác. Huyết Giao thấy nữ nhân nằm trên giường và Phong Phi Vân, ngây người nhìn cảnh tượng hương diễm. Có vẻ nó đến không đúng lúc. Phong Phi Vân liếc Huyết Giao, dùng chăn che kín người Thượng Quan Minh Tiêm. Phong Phi Vân hỏi. Có chuyện gì? Không, không. Huyết Giao thụt lùi hai bước khép cửa lại, trên hành lang truyền ra tiếng la bể giọng. Rùa, rùa. Lăn ra đây,
ván cược này ta thắng rồi. Mau đưa ta 5 ức linh thạch, nhanh, ra mau, ta có chứng cứ. Thật sự. Phong Phi Vân nhíu mày, cảm thấy lần trước huyết giao bị Mao Ô Quy đạp đầu đã đứt dây thần kinh nào đó. Cho nàng nửa canh giờ điều dưỡng thân thể, sau đó chúng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nói xong bước ra ngoài, trong hành lang vang tiếng giống. La hét cái gì, Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoãn. Phong Phi Vân niệm chú ngữ làm huyết giao đang chạy như bay đập đầu vào vách tường. Huyết giao gào rú. Phong gia đừng ác vậy, ta chỉ là một con dao. Thượng quan Minh Tiêm nằm trên giường rất ngạc nhiên. Nam nhân mới rồi đè nàng dường như không phải người hầu của huyết giao yêu vương mà là chủ nhân của yêu vương. Không lẽ hắn là người bí ẩn đánh nhau trời long đất lở với Bại Nguyệt Hoàng tử? Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Tâm tình thượng quan Minh Tiêm càng phức tạp. Phong Phi Vân đi gặp thần nữ tế tự Bạch Y Si Tuyền Nhi. Vết thương trên người nàng đã lành, khi thấy Phong Phi Vân thì hân hoan và ngại ngùng. Si Tuyền Nhi hỏi. Phong đại ca, nhóm thượng quan tế tự đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Rất nhanh Tuyền Nhi cô nương sẽ gặp họ. Si Tuyền Nhi chớp mắt nói. Đa tạ Phong đại ca thật là người tốt. Các trưởng lão thiên cảnh sẽ rất cảm tạ Phong đại ca. Si Tuyền Nhi không có chút dáng vẻ thần thánh đoan trang mà như thiếu nữ ngây thơ động tình. Làm Phong Phi Vân thấy Si Tuyền Nhi càng đáng yêu hơn. Phong Phi Vân nói. Không cần, thượng quan tế tự đã cho ta thù lao. Nửa canh giờ sau, đoàn người ngồi trên lưng huyết giao bay hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ba thần nữ tế tự Bạch Y trong thiên quốc không biết thượng quan Minh Tiêm đã là nữ nhân của Phong Phi Vân, hắn không định để ai biết chuyện này. Phong Phi Vân định nâng đỡ thượng quan Minh Tiêm lên làm thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thậm chí trở thành người có quyền thế nhất trừ Thủy Nguyệt Đình ra. Những thần nữ tế tự Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lén truyền âm, thi thoảng liếc Phong Phi Vân, suy đoán thân phận của hắn. Các nàng cảm thấy Phong Phi Vân thần bí không lường được, dùng một yêu vương thái cổ thánh yêu tộc làm tọa kỵ, chưa từng nghe có chuyện này. Tây Môn Suy Tiêu như tấm da trâu. Phong Phi Vân muốn vứt bỏ Tây Môn Suy Tiêu, một mình đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Ai ngờ lúc gần đi Tây Môn Suy Tiêu chạy ra ôm Mao Ô Quy ngồi trên đầu huyết giao, đang say sưa thổi tiêu. Mao Ô Quy như tiểu tình nhân ngồi trong ngực Tây Môn Suy Tiêu nghe tiếng tiêu, mấy lần nó định trốn nhưng bị gã ấn chặt. Phong Phi Vân, thượng quan Minh Tiêm ngồi ở đuôi huyết giao, đang thì thầm bàn bạc cái gì. Thỉnh thoảng Si Tuyền Nhi liếc qua Phong Phi Vân, nhưng mắt hắn chỉ có thượng quan Minh Tiêm, làm nàng thấy cô đơn. Si Tuyền Nhi biết mình không ưu tú như thượng quan tế tự, lòng hậm hực. Thượng quan Minh Tiêm ngồi xếp bằng, chân thon dài giấu sau áo đỏ, vẻ mặt không vui không buồn, nàng đã thoát khỏi nỗi đau mất trinh. Tố chất tâm lý của thượng quan Minh Tiêm rất mạnh. Thượng quan Minh Tiêm hỏi. Ngươi là bán yêu mà thánh thần muốn gặp. Phong Phi Vân cười hỏi. Thần nữ tế tự Hồng Y cao cao tại thượng làm nữ nhân của bán yêu, có phải nàng rất hối hận? Mắt thượng quan Minh Tiêm lúc sáng lúc tối, âm u nói. Ta hiểu rồi, ngươi là bán yêu phá vỡ nguyền rủa trong đan đỉnh quỷ thị. Hiên viên nhất nhất đi đan đỉnh quỷ thị là tìm ngươi. Người bí ẩn đánh bại Bại Nguyệt Hoàng tử cũng là ngươi đúng không? Phong Phi Vân nói. Nàng không ngốc. Thượng quan Minh Tiêm biết thân phận của Phong Phi Vân song lòng hơn rơi dễ. Nếu ta là nữ nhân ngốc thì chỉ có thể làm thần nữ tế tự Bạch Y, không có tư cách mặc áo đỏ. Đương nhiên thượng quan Minh Tiêm chỉ dễ chịu được một chút, bán yêu mạnh mây cũng không thể thay đổi thể chất. Nữ nhân của bán yêu đã định trước sinh con cũng là bán yêu. Ai muốn con nửa mình vừa sinh ra đã bị dán nhãn tật bẩm sinh. Thượng quan Minh Tiêm thầm thề dù có làm nữ nhân của Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không thể có bầu. Thượng quan Minh Tiêm nói. Ngươi nói giúp ta ngồi vào vị trí Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chẳng lẽ ngươi có cách đối phó hiên viên nhất nhất? Phong Phi Vân nói. Có rất nhiều cách đối phó hiên viên nhất nhất, không vội. Nhưng muốn để nàng trở thành Thánh Nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn cần bảo đảm một việc. Chuyện gì? Phong Phi Vân nói, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tồn tại trên đời. Phong Phi Vân nói hơi khóa, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là thánh địa của nhân tộc, có thánh thần tọa chấn, ai uy hiếp nổi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mặt mày Phong Phi Vân phủ mây đen, trực giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên mặt đất phía trước bay ra yêu vân sặc sỡ nhiều màu chặn đường huyết giao. Trong yêu vân truyền ra thanh âm trầm đục. Dừng bước, đằng trước là cấm địa, tất cả sinh linh phải dừng tại đây.
Bốn thần nữ tế tự bạch y trên lưng huyết dao bay ra ngoài, đứng trong không trung nhìn Đoàn Yêu Vân. Xì Tuyền Nhi hỏi, nơi này thuộc lãnh địa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sao tu sĩ yêu tộc các ngươi xuất hiện tại đây? Bốn thần nữ tế tự bạch y rút chiến kiếm ra. À, hóa ra là thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vậy chết hết đi. Trong Đoàn Yêu Vân bay ra phướn gọi hồn đẫm máu, mấy trăm linh thú chiến hồn bay ra từ phướn gọi hồn, phô thiên cái địa bao phủ nơi đây tối tăm, sát phong phần phật rất kinh người. Quả nhiên là yêu tộc, trấn áp nó. Bốn thần nữ tế tự bạch y tu vi không yếu, rất nhanh những linh thú chiến hồn và huyết phiên bị chém tan nát, giết cường giả yêu tộc. Thiên Bích Tâm, Lạc Thiền nâng yêu thi lên lưng huyết dao. Con cọp có một sừng, người đầy vảy, cái đuôi thô bằng cây cột. Phong Phi Vân bước tới nhìn yêu tộc, nhíu mày nói. Đây là tu sĩ vũ hóa cảnh của Minh Hổ yêu tộc, các nàng không nên giết nó. Minh Hổ yêu tộc không thuộc hàng thái cổ thánh yêu tộc, yếu hơn nhân tộc rất nhiều. Chúng nó làm sao có gan xâm phạm thánh địa nhân tộc. Huyết dao tiếp tục bay tới trước, lại gặp một số cường giả yêu tộc khác đến từ các loại yêu tộc khác nhau, tu vi đa số trên vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân tự tay bắt một yêu vương. Hỏi tin tức không có kết quả liền dùng cấm pháp phá hỏng não, cưỡng ép thu tin tức trong đầu. Phong Phi Vân phát hiện một chuyện kinh hoàng. Phong Phi Vân rút tay ra khỏi người yêu vương, bàn tay đẫm máu, đỏ thắm chói mắt. Phong Phi Vân quát. Quả nhiên là vậy, huyết dao, tiến tới với tốc độ nhanh nhất. Thượng quan Minh Thiêm, bốn thần nữ tế tự bạch y biết tình hình nghiêm trọng, chạy đến hỏi Phong Phi Vân. Thiên Linh Lung bị đánh cắp khiến các tộc suy đoán thánh thần rất có thể đang độ tâm kiếp, lúc này là thời gian Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nhỏ yếu nhất, thời cơ đối phó Thủy Nguyệt Thánh Thần tốt nhất. Cộng thêm hội luận đạo vạn tộc sắp đến, chí tôn trưởng bối các tộc, vương giả thế hệ trẻ được tự do ra vào lãnh thổ nhân loại. Một số chí tôn thế hệ trước, vương giả thế hệ trẻ đã đến bên ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ý định quấy rối. Nói ngắn gọn là Thủy Nguyệt Thánh Thần là linh hồn nhân tộc bây giờ. Các yêu tộc muốn thừa dịp nàng độ tâm kiếp yếu ớt trừ khử nàng. Nhân tộc không có nhân vật linh hồn thì. Phong Phi Vân không nói tiếp. Năm thần nữ tế tự nghe xong biến sắc mặt, sự việc đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Đây, là tận thế. Yêu vương này biết không nhiều, nó chỉ đi theo chúng yêu kéo tới húp miếng cháo, không rõ ràng ai lên kế hoạch tổ chức hành động này. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ rất nhiều. Phượng Phó nói đại kiếp nạn thái cổ tuy cuối cùng là Cửu Châu thắng nhưng có một phần diệt thế giả vực ngoại sống sót, ẩn náu trong các tộc, khơi gợi mâu thuẫn các tộc. Diệt thế giả vực ngoại muốn suy yếu lực lượng tổng thể Tây Ngưu Hạ Châu trước khi kiếp diệt thế thứ hai đến. Người lên kế hoạch tấn công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có khi nào là những diệt thế giả vực ngoại không? Đây mới là điều Phong Phi Vân lo lắng nhất. Xì Tuyền Nhi sợ hãi mặt không còn chút máu. Phong đại ca, giờ chúng ta phải làm sao đây? Những yêu tộc đó có vây công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thật không? Thông minh trí tuệ như Thượng quan Minh Tiêm cũng bị kiếp nạn ập đến hù sợ, nàng hoang mang lo lắng nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trầm ngâm thật lâu. Các ngươi đừng sốt ruột, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh dù gì là nơi thánh thần gầy dựng hàng vạn năm, không phải nói tấn công là đánh chiếm được. Mặc dù yêu tộc mạnh mẽ nhưng nơi này dù sao là địa bàn của nhân tộc, số lượng yêu tộc sẽ không quá nhiều. Chắc chủ yếu là tinh anh đi đầu. Nếu các người muốn cứu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì phải nghe theo ta sắp xếp. Thiên Bích Tâm, đi linh giới ngay, mời các tiền bối nhân tổ động thiên đến cứu viện. Lạc Thiền, đi Phật giới mời tiền bối Thái Cổ Thánh Phật Miếu đến, báo cáo tình huống chỗ này cho họ biết. Hoàng Oanh, đi Hỗn Độn Thiên Thành một chuyến. Chí cường nhân tộc đến từ các trung ương vương triều đều tụ tập ở đó, nếu bọn họ chạy dến đủ đánh lùi đám giặc yêu tộc này. Xì Tuyền Nhi. Đi Chúa Tể Thiên Cung ở Đại Quang Minh Giới. Linh Giới, Phật Giới, Hỗn Độn Thiên Thành quá xa, chờ lúc bọn họ đến có lẽ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã thành cho bụi. Nếu Quang Minh Chúa Tể có thể nhanh chóng tập kết đại quân nhân tộc Đại Quang Minh Giới có lẽ sẽ tranh thủ một đường sống cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân không hề bối rối, hắn trải đời nhiều hơn các thần nữ tế tự, bình tĩnh sắp xếp nhiều vụ cho mỗi người. Các yêu tộc dám vây công Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì chắc chắn đã sắp xếp kỹ càng. Sẽ có chí cường che thiên cơ, chặt đứt tất cả tin tức. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có giữ được hay không toàn nhờ vào các người, đi mau. Bốn thần nữ tế tự bạch y sốt ruột nóng nảy, nếu không có Phong Phi Vân quyết định thay thì bọn họ đã hoang mang lo sợ. Thần nữ tế tự bạch y sử dụng trùng động linh thạch, mở đường trùng động.
Mặc kệ đường trùng động có ổn định hay không, thần nữ tế tự Bạch Y chạy đi linh giới, Phật giới, hỗn độn thiên thành, đại quang minh giới ngay. Phong Phi Vân hận Thủy Nguyệt Đình nhưng không mong nàng chết trong tay Chí Cường yêu tộc. Dù Thủy Nguyệt Đình có chết cũng phải chết trong tay hắn. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Thủy Nguyệt Đình ơi là Thủy Nguyệt Đình, nàng tuyệt đối đừng chết trước ta, nếu không ta đi đâu tìm ai hỏi năm xưa xảy ra chuyện gì. Cái gì mới là sự thật? Hai tay Phong Phi Vân siết chặt, mắt lóe tia sáng lạnh. Phong Phi Vân đạp mạnh lưng huyết dao, làm cơ thể nó rung lắc suýt bị nội thương. Huyết dao bay càng mau, như cái bóng đỏ máu. Tây Môn Suy Tiêu siết chặt cây tiêu, dáng vẻ ung dung hỏi. Phong huynh, bây giờ chúng ta nên làm sao? Phong Phi Vân nói. Đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Khi huyết dao bay vào dãy núi thì thiên địa đông lại, rõ ràng có người giam cầm hư không này. Năm luồng yêu vân từ chân trời bay qua, không nói không rằng công kích đám người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng trên đầu huyết dao, đón gió nhìn không trung. Một đám tiểu yêu tiểu quái cũng dám tấn công ta. Chán sống rồi. Phong Phi Vân vung tay áo, thiên tủy binh đàm biến thành kiếm vũ bắn vào một áng yêu vân. Phập, phập. Trong yêu vân truyền ra một chuỗi tiếng la, yêu vân biến thành huyết vân. Các yêu thì rất như mưa. Phong Phi Vân triệu hoán địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương ra, để chúng nó lao vào yêu vân, cắn nuốt các tu sĩ yêu tộc. Phong Phi Vân thì điều khiển huyết dao bay nhanh hướng thần thánh phong. Khi đám người Phong Phi Vân đến dưới chân thần thánh phong thì đại trận bảo vệ núi đã bị người phá vỡ, xác chết đầy đất. Có xác tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có sinh linh yêu tộc. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chết nhiều nhất, xác lấp đầy một hiệp gốc, máu như dòng suối chảy ra tụ thành con sông. Tuy không trải qua trận chiến này nhưng có thể nhìn ra trận chiến thảm khốc cỡ nào. Tây Môn Suy Tiêu chỉ vào dấu cào thật to đậm đặc yêu khí trên thần thánh phong. Đại trận hộ sơn bị phá khoảng một canh giờ trước, các người hãy nhìn móng vuốt kia, lực lượng thật khủng khiếp. Móng vuốt đó phá hủy vùng núi. Tuy thần thánh phong là một ngọn núi nhưng nó rất khổng lồ, như một tòa Bất Chu Sơn, hoặc là cao nguyên. Đám người đứng dưới chân núi chỉ là độ dốc, không thấy đỉnh núi. Phương xa móng vuốt to đến nỗi đứng thật xa vẫn cảm nhận được yêu khí đọng lại thật lâu không tán, tu sĩ thiên mệnh cảnh bình thường nếu đi vào móng vuốt sẽ bị yêu khí đè chết. Phong Phi Vân nói, là móng vuốt bán thánh yêu tộc để lại. Thượng quan Minh Tiêm nghiến răng nói, đại trận hộ sơn do thánh thần tự mình bày ra, một bán thánh không thể phá mở. Chắc chắn không chỉ một bán thánh đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có lẽ còn mang theo thánh linh dụng cụ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không có bán thánh, bốn người thủ hộ và Thủy Nguyệt Thánh Thần ở trong thiên hà. Đừng nói vài bán thánh, dù chỉ một bán thánh xông vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng đã là tai hạo ngập đầu. Đoàn người bay nhanh đến đỉnh núi, trên đường đi thường thấy xác chết, máu nhuộm núi to đỏ rực. Lục sư thúc tổ đã chết trận. Thượng quan Minh Tiêm thấy xác bà lão trên vách đá, thân thể bị chém đứt hai khúc, tim bị mơ có ra. Một đám minh hổ yêu đang ăn xác bà lão. Xác thánh hiền giả như bảo dược với đám yêu tộc. Vù 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 vù. Ngón tay thượng quan Minh Tiêm chỉ đằng trước, kiếm khí bay quá giết hết minh hổ yêu tộc, máu chảy đầy đất. Bát sư tổ. Lại đi một đoạn, thượng quan Minh Tiêm kéo mỹ phụ cơ thể nát bét ra khỏi đống xác chết, lau máu dính trên mặt nàng. Mỹ phụ nhân đã chết nhưng còn nguyên thần chưa diệt bám vào ngọc bài treo trên cổ, biến thành bóng người sốt ruột nói. Mau đi cầu thái cổ thánh Phật miếu. Nhân tổ động thiên, có lẽ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn đường sống. Nói xong nguyên thần cuối cùng của bát sư tổ tan biến. Cường giả yêu tộc đã vào cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, giữ lại một số canh chừng cửa, không cách nào vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tây Môn Suy Tiêu nhìn đỉnh núi thần thánh phong, thấy các yêu khí mạnh mẽ bốc lên ngút trời. Nhiều tu sĩ yêu tộc bày trận pháp bảo vệ, muốn phong kín cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thượng quan Minh Tiêm nói, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ có một cánh cửa, không còn đường khác để đi. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ra, ngưng tụ thành thanh trường mâu. Phong Phi Vân nói, vậy giết vào đi. Thượng quan Minh Tiêm, Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả ngồi trên lưng huyết dao theo sau lưng Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu đứng ở giữa sườn núi, chân đạp tảng đá to nhìn sông núi tan vỡ, xác chết đầy dẫy. Tây Môn Suy Tiêu thổi khúc tiêu du dương, tiêu điều và thê lương. Các tu sĩ yêu tộc khi nghe tiếng tiêu thì trở nên chậm chạp, vẻ mặt mờ mịt. Một số 05P tu vi thấp ngã rầm rầm dưới đất.
Khi Phong Phi Vân lao lên đỉnh thần thánh phong, những không năm p bị tiếng tiêu mê hoặc mới tỉnh lại. Có người xông thủy nguyệt thiên cảnh, là viện binh nhân tộc. Yêu vương đầu mọc hai sừng đen, mặc chiến giáp linh khí thập tứ phẩm khinh miệt nhìn phía trước. Viện binh gì, chẳng qua là một người. Trong mây mù, một cây trường mâu trắng đâm thủng hư không, xuyên qua thân thể yêu vương. Cơ thể yêu vương nổ tung thành bãi máu. Phong Phi Vân bay ra khỏi mây mù, cầm trường mâu, không thèm nhìn xác yêu vương dưới đất. Phong Phi Vân giọng mặt đất. Ầm ầm. Khí thánh linh khuếch tán bốn phương tám hướng, giết mấy trăm tu sĩ yêu tộc thành mấy trăm bãi máu. Cửa ải nguy hiểm bị sụp đổ, các yêu tộc canh cửa chết hết. Growl. Thượng quan Minh Tiêm, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Quy, Mao Thành Thật ngồi trên lưng huyết giao lúc này mới bay lên. Thấy cửa ải sụp đổ, xác yêu tộc đầy đất thì kinh hoàng. Bọn họ không thấy Phong Phi Vân đâu, hắn đã lao vào trong. Tây Môn Suy Tiêu há to mồm có thể nhét trứng gà. Phong huynh thật mạnh mẽ. Thượng quan Minh Tiêm kinh ngạc nói. Đây là cửa thứ nhất trên thần thánh phong, được gọi là giải kiếm quan. Tu sĩ nào đến thủy nguyệt thiên cảnh bái phỏng không thể mang theo chiến binh linh khí, cửa ải vì thế có tên này, cửa nguy hiểm còn ở phía sau, chắc chắn yêu tộc sẽ phái chí cường đến chấn giữ. Khi đám người thượng quan Minh Tiêm chạy hướng đỉnh thần thánh phong, trên đường vượt qua 8 tòa thành cổ cửa hiểm. Đa số tu sĩ yêu tộc trong thành cổ chết hết, cửa hiểm bị phá, thành cổ sụp đổ, bọn họ không gặp kẻ thù nào. Tất cả bị Phong Phi Vân giết trước. Tốc độ mau, sát phạt độc ác, ra tay sắc bén. Huyết giao từng là ác bá thái cổ thánh yêu tộc cũng thấy sợ. Mãi khi bọn họ chạy đến bên ngoài thủy nguyệt thiên cảnh mới thấy đám tu sĩ yêu tộc. Có côn bằng bay trên trời, thân thể to lớn, yêu khí cuồn cuộn, cánh che dập trời. Mấy ngọn đồi bị côn bằng đánh bay. Có con rết dài vài trăm thước bò, mấy cái chân rết sắt thép sắc bén rạch đá to lóe hỏa hoa. Con rết phun khói độc, tu sĩ trong phạm vi mấy chục dặm thành bãi nước mũ. Côn bằng yêu tộc, kim ô yêu tộc, thắng ngư yêu tộc, quỳ ngưu yêu tộc, minh hổ yêu tộc. Yêu khí lấp đầy không gian, không khí đen kịt thánh thổ biến thành ma địa. Mấy vạn tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh đang tấn công, 80% là nữ nhân. Đây là các đệ tử thủy nguyệt thiên cảnh ra ngoài rèn luyện, biết thần thánh phong bị công kích liền chạy về ngay cứu viện. Nhưng tu vi của bọn họ không cao, số người ít ỏi, bị vây chết tại đây. Các đệ tử không thể xông vào thủy nguyệt thiên cảnh, cũng không cách nào lùi lại chín cửa ải sau lưng. Sư tổ, thượng quan Minh Tiêm cứu một nữ nhân áo trắng vũ hóa đệ tứ trọng, nhát kiếm chém đứt con rết dài mấy trăm thước. Con rết chưa chết, biến thành hai con rết nhỏ, chưa kịp bỏ trốn đã bị huyết dao nuốt trọng. Ngon quá, ăn thả cửa. Mắt huyết dao sáng rực thả Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Quy xuống, nó lao vào bầy tu sĩ yêu tộc. Huyết dao phun lửa đốt chín mấy chục đại yêu đẳng cấp vũ hóa, hút vào miệng. Sư tổ của thượng quan Minh Tiêm là một nhân vật có địa vị rất cao trong thủy nguyệt thiên cảnh, cao hơn nàng 8 bối phân, tên là Kỳ Tĩnh Am. Kỳ Tĩnh Am chiến đấu kiệt sức, mặt trắng như tờ giấy. Kỳ Tĩnh Am bị thương khá nặng, một cánh tay bị con rết cắn đứt, sử dụng linh khí cầm máu gắn lại tay cụt. Vẻ mặt Kỳ Tĩnh Am sốt ruột nói. Minh Tiêm, sao ngươi trở về? Mau đi thái cổ thánh Phật miếu cầu viện, quá nhiều cường giả yêu tộc, e rằng thủy nguyệt thiên cảnh sẽ thương vong nặng nề. Thủy nguyệt thiên cảnh chưa từng gặp đại kiếp nạn lớn thế này. Thượng quan Minh Tiêm bình tĩnh nói. Sư bá, trước khi đệ tử trở về đã phái Si Tuyền Nhi, Thiên Bích Tâm, Lạc Thiền, Hoàng Oanh đi linh giới, Phật giới, Hỗn Độn Thiên Thành, Đại Quang Minh giới cầu viện. Tin tưởng viện quân rất nhanh sẽ đến, thủy nguyệt thiên cảnh sẽ không bị gì. Ánh mắt Kỳ Tĩnh Am vui mừng nói. Minh Tiêm, người không uổng là thần nữ tế tự hồng y của thủy nguyệt thiên cảnh, làm rất tốt. Tránh ra. Hai tay Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô, hỏa lò to dần, cuối cùng trướng to mấy ngàn trượng, lấp đầy hư không. Huyết dao la lên. Má ơi! Đuôi huyết dao dính lửa tam vị chân hỏa lô, nó vội trốn đi. Mao Ô Quỳ biết Phong Phi Vân sắp phát đại chiêu, vội vàng đội thánh thực quả trên đầu. Đụng thủng tường sụp bay ra xa mấy trăm dặm. Tam vị chân hỏa lô thu hết yêu tộc trong phạm vi mấy trăm dặm, quét sạch mặt đất. Có mấy ngàn tu sĩ yêu tộc bị hút vào trong lò luyện chết. 5 phút sau Phong Phi Vân mở tam vị chân hỏa lô ra, đổ ra hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Tu sĩ yêu tộc chưa đến vũ hóa cảnh thì bị luyện thành bột,
huyết khí tụ tập vào hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Rào rào, rào rào, hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Mỗi viên vũ hóa huyết đan rực rỡ như ngôi sao, chiếu bầu trời sáng chói, bảo dược tăng tu vi. Huyết Giao nuốt nước miếng. Trời, không uổng là tam vị chân hỏa lô, chỉ trong phút chốc đã luyện ra hơn 200 viên vũ hóa huyết đan. Mỗi viên vũ hóa huyết đan ít nhất sánh bằng một gốc tam nguyên cổ dược. Phong Phi Vân thu hơn 200 viên vũ hóa huyết đan về, lại lấy tam vị chân hỏa lô ra quét sạch tu sĩ yêu tộc hướng khác, lại ngưng tụ ra hơn 80 viên vũ hóa huyết đan. Các nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngây người, thần nhân từ đâu ra? Như thiên binh thiên tướng giáng trần, đánh đâu thắng đó, không ai chặn nổi. Yêu vương gặp hắn cũng sợ. Kỳ Tĩnh Am thẫn thờ, nàng không ngờ vào phút nguy hiểm thế này có một cường giả đến cứu viện kịp lúc. Thượng quan Minh Tiêm nói. Sư tổ, Phong công tử là bằng hữu tốt của Minh Tiêm mời hắn đến trợ trận. Trong cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bay ra một con côn to, đôi cánh dương rộng 70 dặm, vảy to như mặt trời, mắt như trời trăng. Tam vị chân hỏa lô, các hạ là sứ giả Phượng Hoàng yêu hậu phái đến. Sinh linh côn tộc này tu vi đến vũ hóa đệ ngũ trọng, được phong làm nhược lãng đại yêu vương, trong nhân tộc tương đương với thánh hiền giả. Phong Phi Vân không nói không rằng ném, tam vị chân hỏa lô qua, đập vào người nhược lãng đại yêu vương. Ba miếng vảy cá chóc ra, vảy dính máu đại yêu vương, đất bị đập thủng ba lỗ to mấy trăm thước. Tam vị chân hỏa lô đốt người nhược lãng đại yêu vương khét mảng lớn. Đáng ghét. Nhược lãng đại yêu vương mặc kệ Phong Phi Vân có thân phận gì, miệng phun ra hà khí màu tím, trong hà khí tràn đầy linh khí. Có mấy trăm linh khí, toàn là chiến binh thập phẩm trở lên. Nếu ngươi đã tặng binh khí thì ta không khách sáo. Phong Phi Vân triệu hoán áo ra phượng vảy rồng ra, ánh sáng tím bao phủ mấy trăm linh khí bị xóa sạch. Phong Phi Vân cột lại thu hết vào một giới linh thạch. Trong quốc gia nhân loại linh khí từ thập phẩm trở lên đã rất hiếm thấy. Chỉ những trung cổ thế gia, cảnh chủ phủ đệ mới có. Giờ Phong Phi Vân một hơi thu mấy trăm linh khí. Phong Phi Vân muốn phát triển thế lực thuộc về mình để đặt nền móng ứng kiếp nên đương nhiên cần thu gom nhiều tài nguyên. Cướp từ tay những thủ lĩnh yêu tộc là cách tốt nhất. Đám đại yêu vương hở chút là sở hữu lãnh thổ ước vạn dặm, rất giàu có. Mỗi năm các yêu vương dâng lên báu vật, linh khí, yêu nữ, cổ dược cộng lại là con số khổng lồ, chất đống thành núi, không đếm xuể. Nhiều đại yêu vương thống lĩnh mấy trăm, mấy ngàn chấn hồn chú, chúa tể một phương. Chế độ đẳng cấp yêu tộc nghiêm ngặt hơn nhân tộc, mạnh ăn thịt yếu, vương giả ở phía trên. Tu sĩ yêu tộc chỉ nói thực lực, không chơi kiểu pháp luật, bình đẳng, công bằng gì. Đây là một trong những nguyên nhân đại yêu vương giàu sụ. Kêu thánh hiền giả nhân tộc lấy ra mấy trăm linh khí từ thập phẩm trở lên thì không mấy người làm được. Nhược lãng đại yêu vương tức điên. Nó dựa vào thân hình khổng lồ cứng rắn đụng vào Phong Phi Vân, xung lực mạnh còn hơn tinh cầu từ vũ trụ rớt xuống. Hai tay Phong Phi Vân duỗi ra, sau lưng hiện ảo ảnh một vạn thiên tài tuấn kiệt đánh ra lực công kích gấp vạn lần. Phong Phi Vân một trường vỗ vào trán nhược lãng đại yêu vương, ránh hõm vảy cá dày, nắm đấm lún vào trong thịt, xé trán nhược lãng đại yêu vương ra một vệt máu to. Nhân loại, người muốn chết. Cơ thể to lớn của nhược lãng đại yêu vương biến mất. Hóa thành lão nhân hơi mập đứng trước mặt Phong Phi Vân, trán có lỗ máu, ngón tay hắn còn điểm ở đó. Lão nhân như không thấy đau, mặc kệ lỗ máu trên trán, ra tay như điện xé rách tay áo Phong Phi Vân. Lão nhân để lại ba vệt máu trên cánh tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi, nháy mắt bay ra sau lưng lão nhân. Tay Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm hóa thành trường mâu đâm thẳng vào lưng lão nhân. So tốc độ với hỗn côn yêu tộc. Thật là không biết sống chết. Trường mâu đâm hụt, nhược lãng đại yêu vương đứng sau lưng Phong Phi Vân từ bao giờ, vỗ vào lưng hắn. Lần đầu tiên Phong Phi Vân bị thua về tốc độ, một phần tại tu vi của nhược lãng đại yêu vương cao hơn hắn. Nhưng nguyên nhân lớn nhất do hỗn con yêu tộc có không thể nào đệ nhất thiên hạ. Côn bằng lặn một hơi ra 9.000 vạn dặm, tiên nhân nhảy cũng tầm đó, tức là tốc độ của côn bằng ngang ngửa với tiên nhân. Tuy hỗn côn không hóa bằng, không sánh sằng tiên nhân nhưng tốc độ xếp hạng nhất trong thái cổ thánh yêu tộc. Chỉ có Phượng Hoàng mới ngang ngửa về tốc độ với hỗn côn, nhưng thua nhiều ít thắng. Bát quái đạo ấn. Một đạo ấn bay ra từ lưng Phong Phi Vân, bát quái hai màu trắng đen miễn cưỡng chặn lại một trường của nhược lãng đại yêu vương. Bùm!
huyết khí trong người Phong Phi Vân cuồn cuộn, một chưởng của Nhược Lãng Đại Yêu Vương suýt đâm thủng người hắn. Phong Phi Vân bay tới trước mấy chục dặm miễn cưỡng đứng vững. Sau lưng vang tiếng xé gió, Nhược Lãng Đại Yêu Vương lao qua, không cho Phong Phi Vân cơ hội thở dốc. Nhược Lãng Đại Yêu Vương khinh thường nói. Hôm nay thánh địa nhân tộc Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn bị diệt chứ nói chi là thiên kiêu nhân tộc bình thường nhà ngươi. Tay Nhược Lãng Đại Yêu Vương ấn đầu Phong Phi Vân, định vỗ bể đầu hắn. Chết đi! Phong Phi Vân vụt xoay người, tay nâng ma nhãn to cỡ nắm tay. Ma nhãn tỏa ánh sáng tím ngút trời biến thần thánh phong thành thiên địa một màu tím. Ma nhãn phát ra tiếng rồng ngâm, hù các tu sĩ yêu tộc sợ hãi run bần bật, như có chí tôn yêu hoàng giáng lâm. Nhược Lãng Đại Yêu Vương cũng giật nảy mình, hơi thở từ mắt đại ma long quá khủng bố, làm nó run rẩy từ tận đáy lòng. Nhược Lãng Đại Yêu Vương cảm thấy hèn mọn trước mắt đại ma long. Một cột sáng tím bắn ra từ mắt đại ma long đánh bay cơ thể Nhược Lãng Đại Yêu Vương, ngực thủng một lỗ to như miệng chén xuyên người nó. Đại Yêu Vương cũng không ngăn được lực lượng này. Đùa, đây là mắt đại ma long là ai? Gió là ma đầu dám đấu với tổ long vương của long tộc, một số thánh tổ yêu tộc gặp đại ma long còn chùn chân. Nhược Lãng Đại Yêu Vương cảm nhận hơi thở của đại ma long, không sợ hãi run rẩy mới lạ. Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long, vô số tia chớp tím tụ tập trong tay hắn, phản chiếu hắn thành ma thần. Nhược Lãng Đại Yêu Vương lẩm bẩm. Trời, sau lưng tiểu tử này chắc có một kẻ hung ác cái thế, không chọc vào hắn thì hơn. Nhược Lãng Đại Yêu Vương ấn lỗ máu trước ngực, máu không ngừng chảy ra. Khí ma long đánh đạo tắc trong người Nhược Lãng Đại Yêu Vương rối loạn, rất khó ngừng tụ lực lượng. Muốn trốn, luyện. Nhược Lãng Đại Yêu Vương bay hướng cánh cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, định báo cáo vụ việc cho Hỗn Côn Bán Thánh đã lao vào trong. Chỉ có Bán Thánh mới chân áp được tiểu tử này. Phong Phi Vân sẽ không cho Nhược Lãng Đại Yêu Vương cơ hội trốn thoát, dùng Tam Vị Chân Hỏa Lô chân áp nó, nhốt trong lò luyện. Tam Vị Chân Hỏa Lô rung bần bật, đôi khi bay lên 9 tầng mây, đôi khi chìm vào lòng đất, đôi khi đụng thủng ngọn núi. Cuối cùng Tam Vị Chân Hỏa Lô ngừng lại. Một viên huyết đan vừa to vừa chói bay ra. Huyết đan quý giá hơn hẳn vũ hóa huyết đan, là huyết khí, tu vi tinh khí, tri thức của Đại Yêu Vương bị luyện chế ra. Đại Yêu Vương trấn áp cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh còn bị giết, đám tu sĩ yêu tộc sợ đứng tim. Ha 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 ha, ta ăn, ăn ăn. Huyết dao bay trong bầy yêu, há mồm máu dựa theo các đại yêu tiểu yêu chạy đầy núi. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương hú dài. Chúng như hai luồng sáng từ chân núi bay lên đỉnh thần Thánh Phong. Trên đường đi địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương nuốt nhiều xác chết cường đại, ngưng luyện ra lực lượng của riêng mình. Hai con rối bẩm sinh đã siêu mạnh bây giờ càng lúc càng cường đại hơn, dần trở về tu vi trung bình của Diêm Vương, chuyển Luân Vương. Tuy chưa đến cảnh giới Đại Yêu Vương nhưng kém không xa. Kỳ Lân Vương, địa ngục Diêm La có đa số truyền thừa của Diêm Vương, chuyển Luân Vương, miễn có đầy đủ thi khí. Huyết khí thì lực lượng của chúng nó sẽ liên tục tăng lên mãi khi nào bằng trình độ lúc Diêm Vương, chuyển Luân Vương còn sống. Phong Phi Vân không quan tâm đám tu sĩ yêu tộc tu vi thấp, sẽ có tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh xử chúng nó. Điều Phong Phi Vân quan tâm nhất bây giờ là tình huống trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mở ra, Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long phá trận pháp chặn trước cánh cửa. 24 yêu vương giữ trận bị đánh bay, thu vào Tam Vị Chân Hỏa Lô. Luyện thành 24 vũ hóa yêu vương huyết đan. Tay Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long, tay kia cầm thiên tủy binh đàm lao vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, biến mất sau cánh cửa. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương đi theo Phong Phi Vân bay vào trong. Mao Ô Quỳ cưỡi trên lưng huyết dao, tay cầm dao găm chĩa lên trời, nói. Trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chắc có nhiều đồ tốt, xông lên. Khụ khụ, những thứ tốt không thể rơi vào tay yêu tộc. Chúng ta phải bảo vệ các báu vật của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mao Ô Quỳ thấy Thượng Quan Minh Tiêm chán nổi gân xanh thì vội sửa miệng. Giờ Thượng Quan Minh Tiêm là nữ nhân của Phong Phi Vân, Mao Ô Quỳ không dám chọc giận nàng. Mao Ô Quỳ, Thượng Quan Minh Tiêm, Kỳ Tĩnh Am, Mao Thành Thật ngồi trên lưng huyết dao bay nhanh vào cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Chiến đấu trên thần thánh phong chưa kết thúc nhưng đa số yêu tộc cường đại đã vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, còn lại một số yêu tộc bình thường nhân lúc cháy nhà hôi của tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh dư sức tẩy trừ. Lúc này trên bầu trời phương xa có yêu vân cuồn cuộn kéo đến.
Một lão yêu vương tu vi sắp đến bán thánh cảnh mở đường hầm trùng động đưa đại quân yêu tộc mấy trăm vạn từ chiến trường vạn tộc đến, định cướp tài nguyên trong thánh địa nhân tộc, cướp nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đại quân yêu tộc rầm rộ che dập trời ập đến, trong tầng mây toàn là bóng yêu. Các nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trên đỉnh thần thánh phong sợ hãi tuyệt vọng. Bầy tu sĩ yêu tộc quá đông, tuy lực lượng lẫn lộn cao thấp nhưng ưu điểm là số lượng khổng lồ. Đám yêu quân cười rộ lên. Ha 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 ha, đồ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trước rồi mới chém Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nhân tộc không có thánh linh tọa trấn thì chờ bị diệt tộc đi. Tây Môn Suy Tiêu đứng trên tường cổ cửa ải bị tàn phá, tường cao trăm thước như dãy núi dắt ngang trời, tối đen âm trầm. Tây Môn Suy Tiêu nhìn xác rải khắp đồi núi, tràn ngập bi thương. Nếu Phong Phi Vân đứng ở đây tuyệt đối không tin tưởng người này là Tây Môn Suy Tiêu. Tây Môn Suy Tiêu đứng trên tường sụp, thổi tiêu. Tiếng tiêu có sức xuyên thấu rất mẹ nhầm, vang vọng dãy núi, tầng mây, bầu trời. Tu sĩ yêu tộc nghe tiếng tiêu thì màng tai rách, máu trào ra rớt xuống dưới. A, à, cẩn thận, thanh âm tiếng. Growl, đây là mới là mưa rơi thật. Khúc tiêu kết thúc, bầu trời trống rỗng. Mấy trăm vạn đại quân yêu tộc rớt xuống đất trồng chất lên cao, có thân chết đạo tiêu, có bị thương nặng gào rú, có hôn mê, có mất sức chiến đấu. Áo giáp, chiến binh, yêu thi, đại kỳ, chống trận xếp đầy thần thánh phong. Chỉ một tiếng hạc tạo thành sức phá hoại giết mấy trăm vạn đại quân yêu tộc. Năng lực làm các nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh khó thể tưởng tượng, các nàng nhìn chằm chằm nam nhân đứng trên cơ chú tường đổ. Trên bầu trời còn lại một thủ lĩnh đại quân yêu tộc, tu vi gần bằng bán thánh nên miễn cưỡng ngăn chặn tiếng tiêu nhưng không dám đấu tiếp. Yêu tộc sợ hãi bỏ chạy. Tây Môn Suy Tiêu lẩm bẩm. Những yêu tộc thật đáng ghét. Xem người như dê, giết thỏa thích. Nhân tộc nhẫn nhịn nhiều năm, hôm nay cho người thấy trong nhân tộc cũng có người nhiệt huyết. Tây Môn Suy Tiêu không truy sát lão yêu vương chạy trốn, gã xoay người đi vào cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hiện giờ cũng máu nóng hừng hực. Phong Phi Vân mới xuyên qua cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh liền kinh động một đại yêu vương yêu tộc canh chừng đằng sau cánh cửa. Đại yêu vương ra lệnh. Có người xông vào, chém. Hơn 10 cường giả yêu tộc thế hệ trước biến hình người bay qua, mặc áo đen ánh vàng. Bọn chúng biến thành hơn 10 luồng yêu khí khổng lồ chia thành mấy hướng bao vây Phong Phi Vân vừa lao vào. Phong Phi Vân khoác áo da phượng vảy rồng, oai phong vung tay. Thiên tủy binh đàm đâm ra, một lão nhân đầu bị đâm thủng nổ nát óc, thành cái xác không đầu té dưới đất. Bùm! Trường mâu quét qua, chém ngang eo lão nhân thứ hai thành hai khúc mình đẫm máu. Hơn 10 yêu tộc thế hệ trước đã lao đến, cùng thi triển thần thông công kích Phong Phi Vân. Xung quanh hỗn độn, bóng người giao nhau, hỏa hoa tung tóe. Khi Phong Phi Vân bước ra từ hỗn độn, dưới đất chỉ còn lại hơn 10 yêu thi. Thiên tủy binh đàm nhỏ máu, Phong Phi Vân đạp trên xác yêu tộc già nua. Phong Phi Vân nhìn đại yêu vương đứng trên lưng con kỳ lân, ngoắc ngón tay. Mặc dạ đại yêu vương tức giận, thanh niên này quá kiêu ngạo, dám khiêu khích một vị đại yêu vương. Thật là ăn gan hùm mật gấu. Mặc dạ đại yêu vương thuộc tượng ưng yêu tộc, một trong các thái cổ thánh yêu tộc, tu vi là vũ hóa đệ ngũ trọng. Mặc dạ đại yêu vương cao hơn Nhược Lãng đại yêu vương một bậc. Mặc dạ đại yêu vương phun ra một luồng yêu khí, khí thể như mực nước bao phủ bầu trời, sức ăn mòn rất mạnh. Một số yêu khí biến thành tượng ưng, mình voi cánh ưng, miệng ưng vuốt nhọn. Người Phong Phi Vân phát ra Phật khí vàng rực rỡ phá tan yêu khí đậm đặc. Nâng mắt đại ma long trong lòng bàn tay, dẫn ra ma quang ánh tím xẹt qua tựa sao băng. Mặc dạ đại yêu vương nhìn mắt đại ma long mà hết hồn, vội tung ra tấm da bán thánh. Đây là yêu phiên luyện chế bằng da bán thánh, dùng máu bán thánh viết diệt thế bi văn. Mấy ngàn chữ cổ đại tỏa ánh sáng yêu dị, thể hiện cảnh tượng diệt thế ghê người. Ngân hà phá diệt, đất đai nứt ra, núi cao sụp đổ, nước biển nhấn chìm lục địa. Các loại dị tượng hiện ra trên da bán thánh. Tổ tiên các tộc dùng máu làm mực, da mình làm xé chi n lại nguyên thủy bi văn trên diệt thế thần bia, để cho thế nhân. Tấm da bán thánh này là da tổ tiên tượng ưng yêu tộc để lại, một tấm da nguyên thủy. Chữ cổ trên da là in từ diệt thế thần bia. Tấm da bán thánh không ngăn nổi mắt đại ma long bị xé thành ba mảnh rơi xuống đất, in mấy ngàn chữ to dưới đất, mỗi chữ dài rộng mấy chục thước. Đây là uy lực của da bán thánh, khắc ấn đất đai. Mặc dạ đại yêu vương lộ vẻ giật mình vội bay ngược ra sau.
Phong Phi Vân đâu chịu để mặc Dạ Đại Yêu Vương trốn thoát. Phong Phi Vân ném mắt Đại Ma Long qua, đánh mặc Dạ Đại Yêu Vương hộc máu, cuối cùng bị mắt Đại Ma Long trấn áp. Mặc Dạ Đại Yêu Vương nhận ra hơi thở trong ma nhãn. Ta, biết rồi, là Đại Ma Long. Mắt mặc Dạ Đại Yêu Vương tuyệt vọng, không còn ý chí chống cự. Cơ thể mặc Dạ Đại Yêu Vương bị trấn áp vào tam vị chân hỏa lô, luyện thành yêu vương huyết đan. Phong Phi Vân nhặt ba tấm ra bán thánh lên, nguyên tu y bi văn còn đang lấp lánh muốn vùng thoát khỏi tay hắn. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương, Thượng Quan Minh Tiêm, huyết giao đa dọn sạch tu sĩ yêu tộc. Nơi đây là cánh cửa vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trên bầu trời vốn có nhiều cung điện, dưới đất có rất nhiều linh tuyền dược điền. Giờ đây tất cả đã bị hủy hoại, cung điện trên trời tan nát, có lơ lửng, có rơi xuống, khắp trốn đổ nát thê lương. Phương xa có tiên tháp đổ, đỉnh tháp treo xác nữ xinh đẹp, cơ thể nhỏ máu. Dưới đất không còn linh dược nào, chỉ thấy xác chết. Linh tuyền trong suốt từng là nơi các nữ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tắm rửa chơi đùa bây giờ nhuộm máu đào. Quá nhiều người và yêu chết, bầu trời đỏ rực. Đây là thánh địa nhân tộc hiện tại, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phương xa thiên hôn địa ám, tiếng rít rung trời, tia chớp như đàn rắn, lửa đốt thiên địa. Có tiếng minh hổ hú dài, kỳ lân rít gào, tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rên rỉ, hét thảm, tất cả thanh âm tụ tập lại thành khúc nhạc bi thương nát lòng. Thượng Quan Minh Tiêm nói, quá nhiều tu sĩ yêu tộc, giết hà hoa không hết, đa số tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chắc đã rút vào Thủy Nguyệt Tiên Thành, nơi đó là phúc địa của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có pho tượng thánh thần trấn thủ. Trừ phi thánh linh yêu tộc giáng lâm, không thì yêu tộc kéo bao nhiêu tu sĩ đến chưa chắc giết vào được. Miễn phòng thủ Thủy Nguyệt Tiên Thành nửa ngày thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Thủy Nguyệt Tiên Thành là thế giới độc lập, trải dài mấy chục ức dặm, được xưng là nhất cảnh. Không chỉ tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, dưới đất xây dựng mấy quốc gia nhân loại cỡ lớn, ước vạn tu sĩ nhân loại sinh sống trên mảnh đất này. Càn Khôn Kiếm Đạo, Phổ Độ Miếu, Hỗn Loạn Cung, Sinh Mệnh Thần Điện nằm trong Thủy Nguyệt Tiên Thành, bảo vệ bốn phương, thành bốn phúc địa tu luyện trừ Thủy Nguyệt Tiên Thành ra. Tu sĩ yêu tộc giết vào Thủy Nguyệt Tiên Thành bị tu sĩ bản xứ ngoan cường chống cự. Nhưng trong Thủy Nguyệt Tiên Thành không có cường giả thống lĩnh được toàn cục, rất nhanh tan tác không còn manh giáp, tử thương vô số. Mỗi giây là có ngàn vạn nhân loại vô tội chết đi, thành đồ ăn cho đại yêu. Lũ lụt khắp nơi, tiếng gào la không dứt, oan hồn bay trên trời thành mây dày đặc, đọng lại thê lương. Thánh địa giờ là lò sát sinh tu la. Yêu tộc vô lương, xem người là dê, giết cho sướng tay. Tây Môn Suy Tiêu đi vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhìn chiến hỏa trước mắt, khói lửa phía xa. Thiên địa như tự đốt cháy. Tây Môn Suy Tiêu căm hờn nói. Thật đáng ghét, nếu ta mà tìm được kẻ nào lập kế hoạch sát kiếp này thì ta nhất định sẽ đóng đinh hắn trên đoạn hồn nhai, đổ máu 7749 ngày. Tu sĩ yêu tộc đã tụ tập bên ngoài Thủy Nguyệt Tiên Thành, như thủy triều ập đến, yêu vân cuồn cuộn, sát khí như mực. Phương xa, một tòa tiên thành nguy nga bay trong không trung. Ngọc thành làm tường thành, sông tiên chảy dưới chân tường. Các nữ nhân áo trắng cõng cổ kiếm đứng trên tường thành như gặp đại địch, khuôn mặt xinh đẹp âm trầm. Dưới tiên thành, 2000 nữ tu sĩ ngự kiếm bay vào trong thành, hơn một nửa bị thương nặng, linh y trắng biến thành huyết y. Trận pháp phòng ngự của tiên thành lại khép kín hình thành bốn màn sáng trắng lấp lánh. Chính giữa tiên thành dựng đứng pho tượng thần bạch ngọc cao mấy ngàn trượng, là một mỹ nhân phong hoa tuyệt thế, thần thánh mà đoan trang, thần vật sống động như thật, không ăn nhân gian khói lửa. Như pho tượng tiên nữ, tượng thần tỏa ánh sáng tịnh hóa tâm hồn người, khiến người quên đi những cảm xúc mặt trái sợ hãi, tuyệt vọng. Đây là tượng thần Thủy Nguyệt Thánh Thần, càng đẹp hơn tượng bên sông Tấn, giống y như chân thân thánh thần, làm người ta kính sợ. 26 thánh hiền giả Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có 16 vị đứng trên tường thành nhìn yêu tộc lang oi, lòng bi thương. Tu sĩ yêu tộc đã lao đến dưới tiên thành, vậy là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã hoang tàn. Không biết có bao nhiêu người chết trận, bao nhiêu người trở thành đồ ăn của yêu tộc, lại bao nhiêu người bị yêu tộc bắt làm nô lệ. Hiên Viên Nhất Nhất nói, nơi này là thánh địa nhân tộc, yêu tà xông vào sẽ vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên khổng thước môn, áo trắng như tuyết, tiên tư thanh lệ. Lưng Hiên Viên Nhất Nhất cõng cổ kiếm kêu vù vù, có thể thấy thánh nữ đã tức giận. Một lão nhân tóc đỏ máu bước ra từ yêu vân, mỗi sợi tóc như xúc tu bướu thịt chảy máu,
đôi mắt lóe tia sáng tà dị. Lão nhân tóc đỏ cười nói. Hôm nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ bị xóa sổ khỏi thánh đại nhân tộc, các ngươi đừng chống cự vô ích nữa. Hãy mở cửa thành ra, làm nô bộc của chúng ta, đây là cơ hội sống duy nhất. Đây là một bán thánh yêu tộc, pháp lực thông thiên, yêu hồn mạnh mẽ, thanh âm tràn ngập dụ dỗ. Lão nhân muốn dùng tinh thần bán thánh buộc các tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thần phục. Nếu không nhờ tượng thần phân thân của Thủy Nguyệt Thánh Thần để lại, trấn thủ Thủy Nguyệt Tiên Thành thì đám thủ lĩnh yêu tộc không thèm nói nhảm nhiều như thế. Chúng nó đã trực tiếp lao vào Thủy Nguyệt Tiên Thành, giết cướp bắt người. Đối với bán thánh, giết hết đám tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chẳng khó khăn gì. Một thánh hiền giả Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nói. Vớ vẩn, chờ thánh thần quay về là giờ chết của các ngươi. Bán thánh Minh Hổ yêu tộc cuồng cười. Ha 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 ha. Sợ là Thủy Nguyệt Thánh Thần không quay về được nữa, thiên hà sẽ là chỗ chôn xác của nàng. Không thể nào, Thánh Thần tu vi thông huyền, thiên hạ vô địch, ai có thể giết Thánh Thần. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh xem Thủy Nguyệt Thánh Thần là chân thần, bất tử bất diệt. Bọn họ vững tin Thủy Nguyệt Thánh Thần quay về là đám tu sĩ yêu tộc sẽ cúi đầu. Dù không mét đang độ tâm kiếp nhưng bên cạnh có bốn cường giả bảo vệ, không ai đến gần được. Bán thánh yêu tộc nói. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Trong yêu tộc có ít nhất ba thánh linh đi thiên hà, đừng nói Thủy Nguyệt Thánh Thần đang độ tâm kiếp, dù nàng không độ kiếp cũng chạy trời không khỏi nắng. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nghe tin này biến sắc mặt. Thủy Nguyệt Thánh Thần chết thì nhân tộc không có cột chống trời nữa, rất nhanh sẽ bị các yêu tộc tầm ăn, biến mất khỏi thế giới này. Bán thánh yêu tộc khác nói. Các ngươi còn một con đường, đó là phụ thuộc vào yêu tộc, làm nô bộc của chúng ta có thể kéo dài hơi tàn. Tu sĩ yêu tộc cười nói. Nhân tộc vốn phụ thuộc vào các đại yêu tộc mới sống tiếp. Đừng tưởng ra một hiên viên đế sư là các ngươi độc lập rồi, con kiến mãi mãi chỉ là con kiến. Trừ phi ra thêm một nhân vật như hiên viên đế sư mới tránh cho số phận diệt tộc. Không chỉ một bán thánh yêu tộc đến, có tận 13 bán thánh yêu tộc. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì không có bán thánh nào, nếu không nhờ tượng thần Thủy Nguyệt Thánh Thần đứng trong tiên thành, Thủy Nguyệt Tiên Thành sớm thành đất hoang. Nhiều đệ tử Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tuyệt vọng, khủng hoảng. Thần quang Thủy Nguyệt Thánh Thần cũng không thể cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Có một thánh hiền giả Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lao ra ngoài nhưng bị một bán thánh yêu tộc dễ dàng bóp cổ, hút khô huyết khí. Thánh hiền giả Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thành xác khô đong đưa trong gió như miếng thịt khô. Một thánh hiền giả ở trước mặt các cường giả yêu tộc không gây ra chút bọt nước nào đã chết. Bán thánh yêu tộc bóp nát thây khô, cười mỉa. Các ngươi có biết tại sao yêu tộc ghét nhân loại không? Vì dòng máu nhân loại thấp hèn, yêu tộc và nhân loại sinh con càng thêm đê tiện, không thể đột phá vũ hóa cảnh. Nếu để chủng tộc như thế tiếp tục tồn tại trên đời sẽ sinh ra ngày càng nhiều sinh vật thấp kém như bán yêu, kéo sụp thực lực tổng thể của các tộc. Bây giờ số lượng bán yêu trong Tây Ngưu Hạ Châu nhiều hơn đa số đại tộc khác. Loại sinh vật ti tiện này như khối u giết hao ý không hết, tồn tại trong mỗi tộc quần. Tất cả mầm họa là do nhân tộc các ngươi. Không có nhân tộc thì không có bán yêu, nên chỉ ngọn thì phải nhổ gốc trước, phải tiêu diệt nhân tộc. Các bán thánh yêu tộc hiên ngang lẫm liệt, quở trách nhân tộc có tội. Hiên viên nhất nhất trẻ tuổi nhưng không sợ bán thánh yêu tộc chút nào. Hiên viên nhất nhất nói. Thiên đạo cho bán yêu xuất hiện trên đời này đương nhiên có đạo lý của nó. Mỗi sinh linh mới sinh đều là thiên đạo và tự nhiên hợp lại, có giá trị đặc biệt. Nếu tính đúng sai thì bán yêu không hề sai, lỗi lầm là do nhân tộc và yêu tộc. Tu sĩ thật sự truy cầu thiên đạo sẽ không vì thân phận đối phương thấp hèn mà giết nó. Chỉ có tu sĩ chú trọng ích lợi riêng mình mới làm chuyện này. Rõ ràng các ngươi muốn cướp lãnh thổ, tài phú nhân tộc, bắt nhân loại làm nô bộc của các ngươi lại cứ thích tìm lý do đường hoàng. Cần gì làm vậy, muốn chiến thì tới đây. Hiên viên nhất nhất có anh tư mà nam nhi cũng không sánh bằng. Không có sự mềm mại của thánh nữ. Cổ kiếm bay ra từ lưng hiên viên nhất nhất chém tới trước, ánh mắt kiên quyết. Tượng thần Bạch Ngọc đứng giữa Thủy Nguyệt Tiên Thành bỗng di chuyển, giơ cánh tay lên cao chém ra kiếm khí nối liền với trời. Minh Hổ bán thánh bị chém trúng, cơ thể bị xẻ đôi. Minh Hổ bán thánh gào rú rớt xuống đất. Tu vi Minh Hổ bán thánh thâm sâu, cưỡng ép khép hai nửa người lại, yêu nguyên đã bị tổn hại nặng, hơi thở yếu đi. Minh Hổ bán thánh nói, không uổng là Thủy Nguyệt Thánh Thần, một phân thân đã mạnh như vậy. May mắn ta chuẩn bị trước nếu không đã chết rồi.
Huyết Giao Yêu Vương vội lùi vào trận doanh yêu tộc, đứng bảng quan không tấn công nữa. Lúc này một yêu vương đến trước chiến doanh của Minh Hổ Bán Thánh, báo cáo. Lão Tổ, nhân tộc có cứu binh đến. Thiên đạo quy tắc trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã bị đánh nát, Bán Thánh cũng không suy tính được, nên Minh Hổ Bán Thánh chưa biết chuyện ở hậu phương. Minh Hổ Bán Thánh nói. Cường giả của nhân tộc đã bị kiềm chế, trong một lúc bọn họ tuyệt đối không chạy đến nơi kịp. Đám tu sĩ vòng ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì càng không đáng lo, trong số họ không có cường giả thật sự. Bọn họ không có năng lực đến gần cánh cửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Báo, Nhược Lãng Đại Yêu Vương đã chết. Báo, Mặc Dạ Đại Yêu Vương đã chết trận. Báo, Thiên Đố Đại Yêu Vương bị người tế luyện. Tin ba Đại Yêu Vương chết liên tục truyền đến khiến Minh Hổ Bán Thánh rung động, chẳng lẽ đại quân nhân tộc xông lên. Báo, cứu binh nhân tộc đã lao qua, có thêm hai Đại Yêu Vương chết. Minh Hổ Bán Thánh không ngồi yên nổi, hỏi. Bao nhiêu người đến? Chỉ có 4 người, bọn họ khống chế một Huyết Giao Yêu Vương giết hết đại quân yêu tộc, đi tới đâu vô địch đến đó. Minh Hổ Bán Thánh mừng rỡ nói. Chỉ có mấy nhân loại, trưng trói đá, thân chết đạo tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, lão Kim Ô của Kim Ô yêu tộc sử dụng thánh linh dụng cụ, rất nhanh Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ bị công phá. Hễ lấy được thứ đó trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu sẽ hỗn loạn. Càng loạn càng tốt. Một con kim ô bay trên bầu trời, ánh sáng chói mắt như vầng mặt trời. Trong mặt trời ban chưa phát ra khí thánh linh bao bọc nguyên Thủy Nguyệt Tiên Thành, khiến hư không hỗn độn, tường thành hòa tan. Lực lượng tượng Thủy Nguyệt Thánh Thần bị thánh linh dụng cụ giam cầm. Bùm! Vòng bảo hộ tầng thứ nhất Thủy Nguyệt Tiên Thành tan vỡ. Bùm! Vòng phòng ngự tầng 2 bị thánh linh dụng cụ đánh thủng. Tường thành tan nhanh hơn. Nhiều tu sĩ tu vi yếu bị lực lượng thánh linh dụng cụ đè ép ngộp thở, da đầu rách toạc ngã trong vũng máu. Hiền viên nhất nhất và 6 thánh hiền giả hợp sức sử dụng thiên nhai thước ngăn chặn thánh linh dụng cụ kia. Ầm 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 ầm. Thiên nhai thước và thánh linh dụng cụ kim ô yêu tộc va chạm dữ dội, đánh túi bụi trong không trung, thánh linh chiến khí giao phong. Phụt. Hiền viên nhất nhất, 6 thánh hiền giả hộc máu. Cùng sử dụng thánh linh dụng cụ nhưng lão Kim Ô là đẳng cấp trùng kích thánh linh, nhóm hiên viên nhất nhất không đánh lại. Bùm! Vòng phòng ngự tầng thứ 3 Thủy Nguyệt Tiên Thành vỡ ra, chỉ còn vòng bảo vệ cuối cùng. Nếu vòng phòng ngự này cũng bị đánh nát thì Thủy Nguyệt Tiên Thành hoàn toàn lộ ra trước mặt các cường giả yêu tộc, thế thì thánh đại nhân tộc này sẽ bị hủy diệt. Phong Phi Vân đứng trên đầu Huyết Giao, thiên tủy binh đảm hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm như mưa sao băng vòng quanh người hắn. Tu sĩ yêu tộc nào đến gần Huyết Giao đều thoát khỏi cái chết. Bùm 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 bùm. Xác yêu thị rơi lộp độp. Tam vị chân hỏa lô bay vút trong không trung hút mấy vạn tu sĩ yêu tộc vào, khi mở ra biến thành mấy trăm viên vũ hóa huyết đan. Phong Phi Vân vừa nuốt vũ hóa huyết đan vừa sung phong, chiến đấu điên cuồng, TCO dựng đứng, mạch máu lồi ra. Người Phong Phi Vân đẫm máu, toàn là máu tu sĩ yêu tộc. Đám người Phong Phi Vân một mình xông vào phúc địa đại quân yêu tộc, khuấy động bão tố. Vô số tu sĩ yêu tộc tấn công bọn họ, rậm rạp khắp trên trời dưới đất, không thấy khe hở. Chỉ nghe tiếng tu sĩ yêu tộc gầm giống giận dữ. Tình hình này nằm ngoài tưởng tượng của Thượng quan Minh Tiêm, Kỷ Tĩnh Am. Khắp nơi là cường giả yêu tộc, đa số là vũ hóa cảnh. Nhưng những cường giả yêu tộc như làm bằng đậu hủ, Phong Phi Vân đụng một cái là chúng nó gục ngã, tắt thở. Tây Môn Suy Tiêu đứng ở phần đuôi Huyết Giao, tiếng tiêu hóa thành sóng âm bao bọc quanh người Huyết Giao thành vòng phòng ngự vững chắc. Cường giả yêu tộc hay linh khí, thuật pháp nào đến gần sẽ bị sóng âm cắt nát, chỉ có số ít cá lọt lưới. Mao Thành Thật, Mao Ô Quy nhàn nhã nằm trên lưng Huyết Giao, thường công kích vài cái. Đặc biệt Mao Thành Thật bay ra thường đâm thủng thân thể vài đại yêu vương. Phong Phi Vân đi trước mở đường, Tây Môn Suy Tiêu phòng ngự. Bọn họ cắm vào đại quân yêu tộc. Một đường hoành hành giết 800 dặm để lại yêu thi đầy đất, sát phạt dữ dội, hung tàn ngang ngược hơn hẳn Bán Thánh. Hai tay Phong Phi Vân nâng mắt Đại Ma Long, thánh linh nội đan vận chuyển trong người rót 1/3 khí thánh linh vào mắt Đại Ma Long. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Chu yêu diệt đạo. Ầm 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 ầm. Mấy vạn ánh sáng màu tím bắn ra từ mắt Đại Ma Long. Tu sĩ yêu tộc nào bị ánh sáng tím bắn trúng cơ thể sẽ thân chết đạo tiêu. Một kích giết hết tu sĩ yêu tộc xung quanh, dọn dẹp một góc đất đai. Mấy chục vạn tu sĩ thành cho bụi.
Cuối cùng Phong Phi Vân nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Thành, một màn sáng trắng ngà bao bọc Thủy Nguyệt Tiên Thành, trong màn sáng có tượng thần Bạch Ngọc to lớn tay cầm chiến kiếm đánh nhau với mặt trời trên cao. Đó không phải mặt trời, là Kim Ô. Tượng bần Bạch Ngọc là Thủy Nguyệt Đình, nàng như người sống. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tượng thần Bạch Ngọc, mắt kiên cường mà lạnh lùng nói. Tây Môn Huynh, xin giao nơi này cho Huynh. Phong Phi Vân khoác áo da phượng vảy rồng đẫm máu bay lên cao, xông hướng Thủy Nguyệt Tiên Thành. Mới rồi mắt đại ma long dao động đã kinh động nhiều sinh linh. Trong Thủy Nguyệt Tiên Thành, đám tu sĩ thế hệ trước phập phồng lo sợ. Trời, là hơi thở của đại ma long, chẳng lẽ tên ác ôn kia đến? Không chỉ tu sĩ thế hệ trước sợ, đám bán thánh cũng bị hơi thở đại ma long làm thót tim. Chắc không phải đại ma long kia đến thật đi. Chắc không đâu, nếu là đại ma long thì sẽ không gây chuyện nhỏ như thế, nguyên Thủy Nguyệt Tiên Thành đã bị hắn phá sụp. Có lẽ cảm ứng sai, Thủy Nguyệt Tiên Thành sắp bị công phá, mọi người hãy hợp sức giúp lão Kim Ô một tay. Đám bán thánh yêu tộc bay ra đứng trên tầng mây, chuẩn bị công kích Thủy Nguyệt Tiên Thành la nà cuối. Đám tu sĩ trong Thủy Nguyệt Tiên Thành cảm nhận áp lực không thể ngăn cản, trời sắp sập, đất sắp lún, thế giới sẽ bị hủy diệt. Đây là lực lượng không thể chống cự. Tiếng rồng ngâm vang lên. Growl. Các tu sĩ màng tai đau rát. Một vuốt rồng thò ra từ yêu vân, chỉ là một móng vuốt chứa lực lượng không gì sánh bằng, uy thế quân lâm thiên hạ. Trong tầng mây có hơi thở rồng phun ra. Truyền pháp chỉ đại ma long, tất cả tu sĩ yêu tộc rút khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nếu ai không nghe sẽ gặp họa diệt tộc. Một miếng vảy rồng màu tím bay ra từ tầng mây, lơ lửng trên bầu trời. Vảy rồng khắc bóng rồng màu tím, 7 móng vuốt, 18 con mắt. Cái gì? Pháp chỉ của đại ma long. Tu sĩ yêu tộc dừng công kích, bán thánh yêu tộc thu lại khí thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Kim Ô đứng trong tầng mây cuộn trào, biểu tình trầm trọng, không công kích tiếp. Long tộc là đứng đầu vạn tộc, nếu tổ long vương long tộc ra pháp chỉ thì không tộc quần nào dám cãi. Nhưng mọi người đều biết đại ma long sớm phản bội long tộc, đánh nhau với tổ long vương, là tồn tại mà long tộc còn muốn xóa sổ. Pháp chỉ của đại ma long có thể trấn nhiếp các thủ lĩnh yêu tộc không? Phong Phi Vân thấp thỏm. Các tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngây người. Đại ma long trong truyền thuyết là ma đầu trong ma đầu lại truyền pháp chỉ cưỡng chế tu sĩ yêu tộc rút khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mặc kệ đại ma long có mục đích gì, ít ra đây là cách duy nhất cứu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh vào lúc này. Có một số yêu tộc thông minh nghi ngờ. Đại ma long tiền bối đã mấy ngàn năm không xuất thế, làm sao sẽ giáng pháp chỉ cứu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được. Phong Phi Vân hừ mạnh, một vuốt đánh tu sĩ yêu tộc kia hình thần đều diệt, long uy truyền khắp toàn trường. Dám nghi ngờ đại ma long, muốn chết. Phong Phi Vân mạnh mẽ chấn áp toàn trường. Các tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có cơ hội thở dốc, lại bắt đầu bày trận pháp. Minh Hổ bán thánh nói. Không phải chân thân đại ma long giáng lâm, chúng ta đừng sợ nó. Hơn nữa dù chân thân đại ma long đến thì sẽ có tổ long vương ra tay. Tại sao mấy ngàn năm qua đại ma long không xuất hiện? Là vì sợ tổ long vương. Minh Hổ bán thánh. Xem ra ngươi chán sống rồi, không cần đại ma long ra tay, bản sứ giả đủ lấy mạng ngươi. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng có thể sử dụng lực lượng áo da phượng vảy rồng, tu vi chướng to gấp vô số lần. Phong Phi Vân sớm muốn tranh tài với bán thánh. Phong Phi Vân phun ra hơi thở rồng cuốn lấy Minh Hổ bán thánh tiến vào không gian ảo. Nơi này chỉ có Minh Hổ bán thánh và Phong Phi Vân, những tu sĩ khác đã biến mất. Minh Hổ bán thánh nhìn bản thể rồng trước mắt, giật mình kêu lên. Tổ Long Vương, không, không phải, Tổ Long Vương làm sao thân hình đỏ được. Phong Phi Vân không nói nhảm với Minh Hổ bán thánh, hắn tung ra đòn mạnh nhất chiến đấu với Minh Hổ bán thánh trong không gian ảo. Minh Hổ bán thánh các ngươi con cọp to, vuốt cọp và vuốt rồng va chạm vang tiếng nổ điếc tai. Một rồng một cọp không sử dụng bất cứ thần thông đạo pháp nào, đơn thuần sức mạnh đánh nhau. Minh Hổ yêu tộc không phải hổ tộc thật, huyết thống yếu hơn hổ tộc nhiều, không bằng thái cổ thánh yêu tộc. Hổ tộc xếp ngang hàng với rồng, phượng, là một trong bốn yêu tộc cường đại nhất. Bùm! Không gian ảo tan vỡ, một con minh hổ khổng lồ từ trên trời rớt xuống đất, người đầy dấu cào đẫm máu, một cái đuôi bị xé rách lủng lẳng trên móng vuốt rồng sắc bén. Huyết Giao kinh kêu. Oa, hổ tiên, đây là thứ tốt. Huyết Giao nhễu nước miếng.
Mao Ô Quy kích động. Còn là hổ tiên bán thánh. Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng. Không phải hổ tiên, đó chỉ là đuôi cọp. Mao Thành thật ngây thơ hỏi. Hổ tiên là gì? Cơ mặt Tây Môn Suy Tiêu cứng ngắc, Hiền Từ xoa đầu Mao Thành thật. Cái này, là con cọp sinh con dùng. Rồi. Trên tầng mây, Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Còn ai dám làm trái pháp chỉ của Đại Ma Long? Vảy rồng tím bay xuống cắm vào người Minh Hổ bán thánh, chém đầu nó, máu bán thánh bắn tung tóe lên. Đám bán thánh yêu tộc lần này sợ thật. Minh Hổ bán thánh bỏ mình. Người ta không biết thân phận của Phong Phi Vân nhưng Thượng quan Minh Tiêm thì biết. Thượng quan Minh Tiêm kinh hoàng. Hắn chém cả bán thánh. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tốn vạn năm trời không bồi dưỡng nổi một vị bán thánh. Có vẻ Thượng quan Minh Tiêm nhặt được báu vật. Thinh lặng không kéo dài bao lâu, một góc hư không Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị cưỡng ép phá mở. Một nam nhân đầu mọc hai sừng từ bên trong bước ra. Khi nam nhân đi vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, khí lưu, quy tắc, tràng lực trong thiên địa tụ tập vào y. Nam nhân như là trung tâm cả thế giới. Trên đời này có một loại người đã đinh trước là bất phàm. Dù đứng trong đám người cũng dễ dàng nổi bật, tùy tiện nói một câu làm người ta vô điều kiện tin tưởng. Người như vậy được gọi là thánh nhân, trong tu tiên giới gọi là thánh linh. Long Kiệt đến làm không khí Thủy Nguyệt Thiên Cảnh căng thẳng, nỗi sợ hãi Đại Ma Long cũng bị hòa tan. Long Kiệt mặc áo vàng, quanh người hỗn độn, thánh quang trên trán sáng hơn cả ngôi sao. Long Kiệt lướt qua bầu trời, lao nhanh như sao băng, rực rỡ như mặt trời. Tu sĩ yêu tộc thấy Long Kiệt đứng trên bầu trời thì quỳ xuống, run cầm cập. Huyết Giao Bá Đạo cuồng ngạo cũng nằm sấp dưới đất, không dám nhúc nhích. Long Kiệt lạnh nhạt nói. Lão Kim Ô, động tác của ngươi quá chậm, đối phó Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không có Thủy Nguyệt Đình mà qua lâu như vậy vẫn không công chiếm xong. Lão Kim Ô, Hoàng Oanh cùng quỳ xuống, không dám cãi một câu. Dưới thánh linh đều là con kiến. Dù cho ngươi là bán thánh, chuẩn thánh. Ở trước mặt thánh linh thì ngươi là con kiến búng tay một cái bị đè bẹp. Long Kiệt ngước nhìn bầu trời, một ánh mắt đã làm Phong Phi Vân không thể nhúc nhích, như hóa đá, không thật ra lực lượng được. Long Kiệt cười khinh thường nói. Bản thân Đại Ma Long còn khó giữ, có rảnh xen vào chuyện nhân tộc. Nực cười, nhân tộc diệt tuyệt là thiên đạo đã định, không ai có thể xoay chuyển càn khôn. Long Kiệt chắp hai tay sau lưng nhìn Thủy Nguyệt Tiên Thành, nói. Hãy thần phục đi, Thủy Nguyệt Thánh Thần đã chết trong thiên hà. Đây chỉ là bắt đầu, không lâu sau tất cả quốc gia nhân loại sẽ biến mất khỏi mảnh đất này. Lực lượng của các ngươi quá nhỏ yếu, chỉ có thần phục làm nô bộc mới kéo dài hơi tàn. Đây là ý chí thánh linh thật sự, không ai ngăn được. Thất phu nhi vi bách thế sư, nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp. Đây là thánh linh, một câu nói hiệu lệnh thiên hạ, là thiên hạ phương pháp, đại đạo phương pháp. Nghịch thánh linh chính là nghịch thiên, nghịch đạo, không được thiên địa bao dung. Long Kiệt nhìn tượng thần Bạch Ngọc trong Thủy Nguyệt Tiên Thành. Thủy Nguyệt Thánh Thần đã chết, ngươi cũng nên ngã. Long Kiệt dứt lời, Thủy Nguyệt Thánh Thần để lại phân thân trong thần tượng vụt tắt, tượng Bạch Ngọc nứt rạn, sụp đổ thành mảnh vụn. Thần tượng sừng sững trong Thủy Nguyệt Tiên Thành hơn một vạn năm, thần thoại bất bại trong lòng các tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã sụp đổ. Tuyệt vọng tràn ngập trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thánh thần chết thật rồi sao? Nếu thánh thần không chết tại sao thần tượng sụp? Tận thế của nhân loại đã đến phút cuối sao? Chúng ta sẽ trở thành nô lệ hoặc quỷ hồn. Trước thánh linh không ai sinh ra nổi ý nghĩ chống đối, không phải bọn họ không muốn mà vì ý chí thánh linh ức chế ý chí chống đối của bọn họ. Ai có thể phá ý chí thánh linh? Phong Phi Vân cố gắng vận chuyển thánh linh nội đan, hắn không cam lòng. Phong Phi Vân không tin Thủy Nguyệt Đình chết, không tin tận thế nhân loại đã đến. Ý chí thánh linh cũng không thể đè ép Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không chết, không thể nào. Phong Phi Vân không muốn tin chút nào nhưng hắn biết thánh linh tuyệt đối không nói dối. Long Kiệt đã bảo Thủy Nguyệt Đình chết trong thiên hà nghĩa là nàng chết thật. Nhưng trong lòng Phong Phi Vân không chấp nhận được sự thật này, tuyệt đối không chấp nhận. Trong Phong Phi Vân vang lên thanh âm. Muốn chiến đúng không? Phong Phi Vân hỏi. Là đế thánh bội sao? Đây là thanh âm của đế thánh bội, nó là bán thánh linh dụng cụ. Đế thánh bội lơ lửng trên xác đế chủng, nói. Yêu tộc quá ngông cuồng, thời thái cổ chúng nó chưa từng dám chèn ép nhân tộc như thế, cho 10 lá gan chúng nó cũng không dám. Phong Phi Vân nghi hoặc hỏi.
Lúc Thái Cổ chẳng qua nhân loại nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào các đại yêu tộc để sinh tồn sao? Đùa, thời kỳ Thái Cổ nhân tộc cường đại không gì sánh được, đứng đầu vạn vật. Dù toàn bộ yêu tộc cộng lại cũng không đối kháng nổi với nhân tộc. Đế Thánh bội thốt lời kinh người. Biết ba đại thánh Thái Cổ không? Toàn sinh ra từ nhân tộc, Hoa Hậu đại thánh vá trời, Cửu Tiễn đại thánh một ngày bắn 9 kim ô. Địa Hoàng đại thánh từng thống nhất Cửu Châu, lúc đại thánh còn ở vạn tộc đến bái, khi ấy số lượng 4 yêu tộc hư thớt, còn xa mới đối kháng lại nhân tộc. Lần đầu tiên Phong Phi Vân nghe nói bí mật như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Trước Thái Cổ nhân tộc lại là đứng đầu vạn vật, tất cả yêu tộc cộng lại không mạnh bằng nhân tộc. Hiểu biết trong lòng Phong Phi Vân một lần nữa bị đẩy ngã, thay đổi trời long đất lở. Hậu thời kỳ Thái Cổ đã phát triển 200 ước năm, không ai biết trước Thái Cổ là bộ dạng thế nào, tất cả chỉ được nghe trong truyền thuyết thần thoại. Ví dụ các tu sĩ biết tên ba đại thánh Thái Cổ nhưng không rõ đến từ chủng tộc nào. Đại thánh mạnh mấy cũng không thể sống qua 200 ước năm, sách cứng rắn nhất cũng không thể giữ lại 200 ước năm. Chu Thiên lay động tiên truy, yêu hoàng kiếm là những hung binh thời kỳ Thái Cổ truyền thừa đến bây giờ khí linh đã chết, biến mất trong dòng sông lịch sử. Thời gian xa xôi, dù thánh linh dụng cụ không vỡ nhưng khí linh đã chết, không thể giữ đến bây giờ. Thần niệm phượng phó giữ lại được vì nàng ở trong thanh đồng cổ thuyền. Đế thánh bội, thần niệm đế chủng giữ lại vì chúng nó ở trong tinh hồng quỷ thuyền. Nhờ bọn họ nói sự thật về Thái Cổ nên Phong Phi Vân mới biết. Trước Thái Cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, chúa tể thiên địa. Ba vị đại thánh sinh ra từ nhân tộc, thừa ấy rồng và phượng có giới tính khác, có thể giao phối sinh sản hậu đại. Khi ấy thiên địa có 9 châu chứ không chỉ một Tây Ngưu Hạ Châu như bây giờ. Sau Thái Cổ nhân tộc trở thành chủng tộc nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào các đại yêu tộc mà sống. Mãi khi Hiên Viên Đế Sư xuất thế mới khiến nhân tộc độc lập, xây dựng Trung ương Vương Triều, bước vào thời kỳ hưng thịnh Trung Cổ. Hậu thời kỳ Thái Cổ Long Cô Dương, Phượng Cô Âm, chỉ có thể thông qua huyết khí tinh hoa ngưng tụ thai trứng, sinh sản hậu đại. Trước và sau Thái Cổ chênh lệch quá lớn làm Phong Phi Vân cảm thấy đây là hai thế giới, hai văn minh. Là cái gì đã thay đổi mọi thứ? Thay đổi quan điểm của tu sĩ hậu Thái Cổ. Sức người không làm được, vậy đó là loại lực lượng gì? Phong Phi Vân bỗng thấy sợ, nỗi sợ hơn cả nguy hiểm đại kiếp nạn mà Phượng Phó nói. Phong Phi Vân không rõ sợ hãi đến từ đâu nhưng nó luôn tràn ngập. Thật lâu sau Phong Phi Vân dằn xuống sợ hãi, thầm nghĩ. Nếu không có vài thứ giữ lại từ thời kỳ Thái Cổ trong thanh đồng cổ thuyền, tinh hồng quỷ thuyền thì ta không thể chạm đến những sự thật này. Thanh đồng cổ thuyền, tinh hồng quỷ thuyền có thể giữ lại một ít sự thật, còn thuyền cổ khác thì sao? Phong Phi Vân nghĩ đến Bạch Ngọc Tiên thuyền của Đông Phương Kính Nguyệt, thuyền nhỏ màu xanh của Thanh Y. Đế Thánh Bội nói, ta không biết cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra chuyện gì, thay đổi khí vận và quy tắc thiên địa. Nhưng có người dẫm lên tôn nghiêm nhân tộc thì chúng ta phải chiến. Phong Phi Vân, tuy ngươi là bán yêu nhưng trong người chảy máu nhân loại, người nguyện ý chiến không? Phong Phi Vân nói, phụ thân của ta là nhân loại, ta không chiến vì mình cũng nên vì phụ thân. Hiện giờ Phong Phi Vân đã vượt qua vũ hóa cảnh, có thể xóa phong ấn trên đế thánh bội, thả nó ra ngoài. Phong Phi Vân không tự mình chiến đấu, hắn muốn dùng lực lượng của đế chủng. Cơ thể Phong Phi Vân trong tầng mây dần trở về hình người, không kinh động đám tu sĩ yêu tộc bên dưới. Thánh linh nội đan bốc cháy ngọn lửa, mọc đôi cánh lửa. Phong Phi Vân biến thành phượng hoàng nhỏ bay vào thân thể sắp mục giữa của đế chủng. Đế chủng đã chết lại bò ra từ quan tài hoàng thạch, mắt sâu thẳm vươn tay ra. Đế thánh bội tự động bay vào bàn tay khô quắc như nâng vầng trăng sáng. Bên dưới, đại quân yêu tộc phô thiên cái địa làm các 9P thấy bất lực, tuyệt vọng. Thượng quan Minh Tiêm, Hiên Viên Nhất Nhất tính cách kiêu ngạo giờ không kiềm được nhíu chặt mày. Trước ý chí thánh linh, bọn họ không có cả lực lượng chống cự. Cường giả nhân loại đại quang minh giới cách gần nhất, quang minh chúa tể tự dẫn người đến. Quang minh chúa tể tập kết mấy trăm vạn anh kiệt nhân tộc đại quang minh giới chạy ngay đến, lục tục có vô số tu sĩ nhân loại kéo đến. Chém giết túi bụi, anh kiệt nhân tộc tử thương thảm trọng. Quang minh chúa tể bị lão Kim Ô dùng thánh linh dụng cụ đánh bị thương. Sống chết không rõ. Dưới đất để lại xác chết vô tận, nhiều không đếm xuể. Từ đầu đến cuối Long Kiệt không ra tay, gã chỉ đứng xem. Long Kiệt kiêu ngạo mà thất vọng nói.
sau khi Thủy Nguyệt Thánh Thần chết nhân tộc không còn chí tôn, búng tay một cái là bị tiêu diệt. Một thanh âm vang lên, chấn động thiên địa, châm chọc lại Thánh Linh Long tộc. Nhân tộc là đứng đầu vạn vật, ai muốn diệt nhân tộc sẽ trả giá đắt. Các tu sĩ thấy trên bầu trời có hai người đứng, một lão nhân, một thanh niên. Lão nhân già khú đế, áo quần rách nát, da rách, thịt khô, người lõm khõm như lão quỷ bò ra từ ngôi mộ. Thanh niên rất đẹp trai, tóc tơ đen, mắt đỏ nhạt, trên người không có chút dao động linh khí, tựa như người bình thường không có tu vi. Thanh niên là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nâng đế trùng từ tầng mây bước xuống, dùng áo da phượng vảy rồng bao cơ thể mục giữa của đế trùng, nếu không đám thủ lĩnh yêu tộc đã nhìn ra sơ hở. Các thủ lĩnh yêu tộc nhìn chằm chằm hai người đột nhiên xuất hiện, không rảnh quan tâm sứ giả đại ma long đã biến mất. Các tu sĩ nhân loại tò mò nhìn. Hiên Viên Nhất Nhất nhận ra Phong Phi Vân ngay. Là hắn. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất không biết lão nhân được Phong Phi Vân nâng là ai. Đám người Tây Môn Suy Tiêu, Thượng Quan Minh Tiêm thấy Phong Phi Vân thì rất ngạc nhiên. Mao Ô Quy nhìn lão nhân bên cạnh Phong Phi Vân, giật nảy mình. Mao Ô Quy đã thấy lão nhân trên thanh đồng cổ thuyền, đó là xác thánh linh. Má ơi, xác chết vùng dậy. Không đúng, trong cơ thể có linh hồn. Nhưng, chẳng lẽ lão không chết, nhưng rõ ràng đã chết rồi. Mao Ô Quy không hiểu ra sao. Một bán thánh yêu tộc có chín đầu rắn cười khẩy nói. Đứng đầu vạn vật, thật buồn cười. Nhân loại chỉ là sinh vật đê tiện thấp hèn. Phong Phi Vân chừng bán thánh yêu tộc, chắp tay, cúi đầu hướng đế trùng. Cửu đầu xà bán thánh nhục nhã nhân tộc, xin tiền bối ban chết cho hắn. A, đáng chết. Đế trùng phất tay, bàn tay xuyên thấu hư không đánh nát chín cái đầu rắn của bán thánh yêu tộc, chân đạp nát người nó thành đống thịt nhão. Một bán thánh cường đại đã chết như thế. Các tu sĩ yêu tộc sợ hãi, hút ngụm khí lạnh. Lão nhân từ đâu đến mà mạnh như thế? Một bàn tay đánh chết một bán thánh, tính cách khá dữ. Long Kiệt đưa mắt nhìn qua đế trùng. Nhưng gã tập trung chú ý vào áo da phượng vảy rồng trên người lão. Khóe môi Long Kiệt nhếch lên, mắt bắn ra thánh quang. Lão Kim Ô đứng trên bầu trời như vầng mặt trời tỏa sáng rực rỡ, thanh âm leng keng nói. Giỏi thật, trong nhân tộc còn cường giả, vừa lúc giết hết trong hôm nay. Phong Phi Vân nhìn Lão Kim Ô, lạnh lùng nói. Lão Kim Ô, chẳng lẽ ngươi đã quên thua chạy có cờ trong đan đỉnh quỷ thị như thế nào sao bây giờ lại vênh váo? Lão Kim Ô nhận ra Phong Phi Vân là bán yêu phá vỡ nguyền rủa vũ hóa. Lão Kim Ô hừ lạnh một tiếng. Trận chiến ấy lão phu chỉ thiếu một thánh linh dụng cụ, bây giờ thánh linh dụng cụ đã nằm trong tay, nếu lại đánh nhau thì bán yêu giả kia không phải đối thủ của ta. Lão Kim Ô thua trong tay ngư gia, lão rút kinh nghiệm xương máu lấy luyện tiên thạch trên tổ sơn Kim Ô yêu tộc. Lão Kim Ô vốn định đi Thanh Liên Linh Sơn tìm ngư gia đấu lại, nhưng lúc đến nơi Thanh Liên Linh Sơn trống trơn. Lão Kim Ô tức giận luyện nguyên Thanh Liên Linh Sơn. Phong Phi Vân nói. Lão Kim Ô, ta khuyên ngươi về nhà dưỡng già đi, nếu không Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ là chỗ cho ngươi chôn xác. Thật to gan, không uổng là bán yêu phá vỡ nguyền rủa vũ hóa. Tiếc rằng ngươi còn rất non, một bán yêu nhỏ nhoi mà cũng muốn ra mặt cho nhân tộc. Không tự lượng sức mình. Lão Kim Ô không muốn nói nhảm nhiều với Phong Phi Vân, định trấn áp cả hai nhân loại. Lão Kim Ô lấy luyện tiên thạch ra, dẫn động lực lượng bên trong phát ra một tia thánh uy của thánh linh chém hướng đế trùng. Lão Kim Ô cho rằng đã cầm thánh linh dụng cụ thì lão là số một dưới thánh linh. Cơ thể đế trùng yếu đuối, máu thịt khô cạn, đế trùng bứt một cọng tóc bạc xuống chém hư không, chặt cánh tay cầm luyện tiên thạch của lão Kim Ô. Phập, cánh tay rơi khỏi người lão Kim Ô tự động biến thành cánh chim vàng to lớn, máu phun tung tóe rơi xuống đất. Một sợi tóc chém cánh chuẩn thánh, thánh linh dụng cụ cũng không ngăn được. Lão Kim Ô sợ hãi mất hồn mất vía, dùng niệm lực dẫn động tất cả lực lượng luyện tiên thạch. Uy lực thánh linh dụng cụ tràn ngập hơn một nửa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bầu trời bốc cháy, mặt đất bị nướng, cỏ cây thành cho bụi. Những tu sĩ yêu tộc, nhân tộc dưới đất quần áo tự bốc cháy. Một số tu sĩ vũ hóa cảnh máu thịt tự động bốc cháy. Đế trùng giơ ngón tay lên chỉ vào bầu trời. Khóe môi khô héo thốt lời. Chết! Lão Kim Ô từ trên cao rớt xuống, tắt thở. Một chuẩn thánh cầm thánh linh dụng cụ bị người nói một chữ chết thế là chết thật, chết quá dễ dàng. Xác lão Kim Ô rơi xuống đất, lửa cháy hừng hực biến mảnh đất thành hỏa vực,
nhiều tu sĩ bị thiêu thành tro. Một luồng sáng chói mắt bay ra từ ánh lửa mang theo thánh uy bất diệt. Luyện tiên thạch. Đế trùng không cướp luyện tiên thạch, vì nó tự động bay vào tay Long Kiệt. Long Kiệt toát ra khí chất siêu phàm ngạo trần, ung dung đứng trên bầu trời. Luyện tiên thạch như đoàn lửa lơ lửng trong lòng bàn tay Long Kiệt. Đế trùng nhìn Long Kiệt chằm chằm. Hai thánh linh không sử dụng lực lượng gì, nhưng ánh mắt va chạm khiến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đông lại. Các tu sĩ nhân loại sôi sục máu nóng. Nhân tộc vẫn còn thánh linh sống. Thánh linh đại biểu lưng của một chủng tộc, chống một mảnh đất trời, soi sáng hướng đi. Một chủng tộc nếu có thánh linh sinh ra thì không dễ gì hủy diệt chủng tộc đó. Những tu sĩ nhân loại đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biến sắc mặt. Nhân tộc có thánh linh giáng lâm, thánh linh tức giận, sắc giải rác vạn dặm. Thánh linh buồn, thiên địa cùng thương. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén nhìn mọi người, nói. Trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, chúa tể thiên địa, hiệu lệnh mười phương. Thở đầu thiên địa đại đạo có khuyết, hoa hậu đại thánh dùng đại đạo của mình vá thiên đạo. Kim ô yêu tộc từng 10 tổ chung trời, luyện trời đốt đất, cửu tiễn đại thánh một ngày bắn rơi 9 thánh tổ. Địa hoàng đại thánh chém hoàng xà, dựng địa ngục, khai sáng tây môn suy tiêu. Thống nhất cửu châu, chủ hai giới âm phủ và dương gian, danh hiệu địa hoàng. Hiện nay có ai biết ba đại thánh thái cổ ra từ nhân tộc? Lúc nhân tộc thái cổ hưng thịnh, tất cả yêu tộc cộng lại mới ngang bằng nhân tộc. Khi ấy ai dám nói diệt nhân tộc? Giọng Phong Phi Vân leng keng chắc chắn, từ ngữ chính xác, sức xuyên thấu rất mạnh. Phong Phi Vân không chỉ nói cho tu sĩ yêu tộc nghe, cũng là nói với tu sĩ nhân loại. Lời Phong Phi Vân nói gây chấn động trời long đất lở. Bản thân nhân tộc cũng không tin nổi đây là lịch sử của nhân tộc. Ba đại thánh thái cổ ra từ nhân tộc. Thời kỳ thái cổ nhân tộc từng hưng thịnh hơn rồng, phượng. Vượt qua bất cứ chủng tộc nào trên đại lục. Không thể nào, tuyệt đối không xảy ra được. Tu sĩ nhân loại xôn xao. Không ai tin đó là sự thật. Không phải bọn họ không muốn thấy nhân tộc cường đại mà vì lời Phong Phi Vân nói khác biệt quá lớn với hiện thực, không ai dám tin. Tu sĩ yêu tộc cười khinh thường. Trong mắt tràn đầy mỉa mai. Nhiều chủng tộc nói mình từng cường đại thế này thế nọ, mỗi chủng tộc đều có hành động khoe khoang đó. Tu vi đến trình độ như bọn họ đã thấy quen mắt. Hiên Viên Nhất Nhất rất rung động, tiên tâm khó bình tĩnh. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Người có chứng cứ gì chứng minh trước thái cổ nhân loại là đứng đầu vạn vật? Phong Phi Vân khom người, cúi đầu với lão nhân bên cạnh mình, mắt quét bốn phương. Phong Phi Vân nói. Thánh linh tuyệt đối không nói dối, các ngươi dám không tin lời của thánh linh. Đế trùng đứng im không nhúc nhích như hòn đá, mắt âm u nhìn đất đai mênh mông. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh yên lặng lại, các tu sĩ nhân loại nín thở. Những thủ lĩnh yêu tộc cũng dao động. Nếu lời này thốt từ miệng thánh linh thì khác hẳn. Lời này truyền ra hôm nay e rằng ngày mai sẽ chấn động tất cả chủng tộc trên đại lục, nhân tộc sôi trào. Lời tiểu bối như Phong Phi Vân nói ngay cả tu sĩ nhân loại cũng thấy là nói ngông. Tu sĩ yêu tộc cho rằng Phong Phi Vân lấy le, không ai để bụng. Nếu thánh linh nhân loại nói thì nhân tộc tin tưởng vững chắc, những tu sĩ yêu tộc cũng sẽ chú trọng hơn. Bởi vì thánh linh không nói dối. Mọi người nhìn đế trùng chằm chằm, tu sĩ nhân loại tha thiết, kích động, mong chờ. Tu sĩ yêu tộc lạnh lùng, nghi ngờ. Giọng đế trùng khàn khàn nhưng mang theo sức xuyên thấu không thể ngăn cản truyền vào tai mỗi tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Lời Phong Phi Vân nói chữ nào cũng thật, trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, trải rộng khắp thiên địa. Tất cả yêu tộc cộng lại mới đối kháng nổi nhân tộc. Tiếc rằng cuối thời kỳ thái cổ xảy ra đại kiếp nạn kinh thiên, Cửu Châu sụp đổ, chỉ còn Tây Ngưu Hạ Châu. Đế trùng như thánh giả di thế độc lập đang ngâm tụng chân lý đại đạo. Thanh âm thánh tường. Tràn ngập thần vận thiên địa đại đạo. Lại như một vị thần sư đang niệm chân quyển thần linh. Trận chiến cuối thời kỳ thái cổ cường giả nhân loại chết hết, cuối cùng đánh lui kẻ thù mạnh mẽ, giữ lại mảnh đất sinh tồn một châu cho sinh linh. Sau trận chiến, nhân tộc bởi vì cường giả chết hết mà tụt dốc, vào thời viễn cổ chỉ có thể phụ thuộc vào các đại yêu tộc để sống, huy hoàng ngày xưa. Không còn tồn tại. Đế trùng dứt lời, thiên địa điều hưu chỉ còn tiếng gió thổi. Người nói chuyện là đế thánh bội, vì đế chủng đã chết. Phong Phi Vân khiến đế chủng nói ra lịch sử chân thật là có mục đích riêng. Sự thật thái cổ bị người vặn vẹo, là ai đứng sau màn? Muốn tìm ra kẻ đứng sau màn chỉ dựa vào Phong Phi Vân thì không được.
có thể tưởng tượng khi đế chủng nói ra lịch sử thật, kẻ đứng sau màn sẽ tự tìm bọn họ. Mục đích của Phong Phi Vân là dụ mấy khối u kia ra. Đế chủng dứt lời gây ra chấn động lớn, các tu sĩ nhân loại nỗi lòng kích động, nhiều người quỳ xuống đất dập đầu, mắt ướt lệ hét to. Cầu thánh linh cho biết là ai che giấu sự thật. Một thánh hiền giả nhân tộc tạo buồn ngửa đầu gào thét. Tổ tiên nhân tộc dùng máu bảo vệ quê hương cuối cùng cho chúng ta, nhưng sau thời kỳ thái cổ nhân tộc bị yêu tộc khi dễ, thật là buồn cười, thật là buồn cười. Ai còn dám nói nhân tộc là chủng tộc thấp hèn thì ta sẽ đánh kẻ đó, dù chết cũng chiến tới cùng. Một lão nhân tóc bạc phơ quỳ dưới đất, người run rẩy, mắt thê lương hỏi. Thi cốt tổ tiên chôn nơi đâu? Lão hủ muốn đi bái tế. Ta muốn dùng thời gian cuối cùng cuộc đời bái tế tổ tiên, tảo mộ, dập đầu. Đây là sự thật sao? Là kẻ nào mất trí phát cuồng che giấu sự thật? Phượng tộc, thái cổ thánh yêu tộc, là bọn họ, chắc chắn là bọn họ. Nếu không bọn họ đã chẳng chèn ép nhân tộc từ viễn cổ. Bọn họ đang sợ, sợ hãi nhân tộc lại vùng lên. Không khí cuồng nhiệt, điên cuồng, sao động thái cổ thánh yêu tộc trong tu sĩ nhân loại. Phong Phi Vân luôn quan sát biểu tình của đám thủ lĩnh yêu tộc, nhưng tu vi của bọn họ cao, trải đời nhiều, che giấu rất kỹ, không thể nhìn ra sơ hở. Phong Phi Vân không để đế chủng nói ra đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ cụ thể là gì, không lộ ra diệt thế giả vực ngoại chút nào. Có hai nguyên nhân, Phong Phi Vân chỉ nghe Phượng Phó nhắc mấy câu về đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ. Phượng Phó chỉ còn lại một ý chí, chưa chắc nói chính xác. Phượng Phó không nói nhiều thứ cho Phong Phi Vân, ít nhất Phượng Phó không nói nhân tộc mạnh mẽ, nàng chỉ bảo thái cổ thần Phượng cường đại. Sự thật này rất quan trọng, Phượng Phó không nói đầy đủ cho Phong Phi Vân nên hắn không tùy tiện khai ra hết. Phong Phi Vân mà nói lệch sự thật một chút rất có thể dẫn mọi người đi theo con đường sai lầm. Phong Phi Vân phải điều tra kỹ sự thật về thái cổ hơn, rồi quyết định thời gian thích hợp, tìm một người thích hợp công bố ra. Thứ hai, vạn tộc không hòa thuận. Diệt thế giả vực ngoại còn trà trộn vào đó. Một khi Phong Phi Vân khiến đế chủng lộ tín hiệu quỷ tháp có lẽ nhân tộc sẽ tin nhưng chưa chắc các luân hồi tật tốc yêu tộc tin. Ngược lại bị diệt thế giả vực ngoại bài bố, lập mưu, xúi dục đem đến tai nạn cho nhân tộc. Đây là lý do tại sao Phong Phi Vân không dám dễ dàng lộ thông tin. Trước khi có chứng cứ vững chắc nhất nếu Phong Phi Vân nói ra thông tin về diệt thế giả vực ngoại chẳng những vạn tộc không tụ tập lại, còn mang đến tai họa ngập đầu cho mình. Giờ đế chủng nói trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, nói cuối thái cổ xảy ra đại kiếp nạn. Mấy tin tức mơ hồ sẽ khiến những người cầm quyền yêu tộc suy nghĩ sâu xa, bọn họ sẽ chủ động điều tra kỹ đoạn lịch sử bị lãng quên vào cuối thời kỳ thái cổ. Không chừng chính yêu tộc là người tìm ra sự thật trước tiên. Dù sao là người cầm quyền yêu tộc tất nhiên có hiểu biết về thế giới này, trước thái cổ, cuối thái cổ chắc chắn để lại chút dấu vết. Bọn họ sẽ suy nghĩ. Nếu ra kết quả thì không cần Phong Phi Vân đi tìm bọn họ tự nhiên sẽ chủ động tìm hắn. Đây là chừng mực làm việc, khi vượt mức dù ngươi làm toàn chuyện đúng nhưng sẽ biến thành sai lầm. Bây giờ Phong Phi Vân như đi xiếc dây, một mặt hắn muốn dụ diệt thế giả vực ngoại đến, nói sự thật cho các bá chủ vạn tộc. Mặt khác Phong Phi Vân phải ước chừng độ, nếu hắn nói chuyện vượt qua mức độ tiếp thu các bá chủ yêu tộc thì chờ đón hắn là con đường chết. Lời đế chủng nói sau khi truyền ra sẽ chôn hạt giống trong lòng người cầm quyền các yêu tộc, cần chút mưa để hạt giống bén dễ nảy mầm, thâm căn cố đế. Long Kiệt từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh bây giờ hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm nhí, đứng đầu vạn tộc là Long tộc, nhân tộc nhỏ yếu hèn mọn, dù là thời kỳ thái cổ cũng chỉ là con kiến. Trên đời có một số người tự cho rằng thành thánh linh thì thứ mình nói là chân lý. Hôm nay để ta cho các ngươi biết thánh linh nhân tộc không chịu nổi một kích. Sau khi ta đánh bại thánh linh nhân tộc, các ngươi sẽ phát hiện hắn chỉ là một con người, lời hắn nói không thể tin, hắn cũng chỉ là con kiến. Long Kiệt nâng luyện tiên thạch, tay kia nâng một đoàn thánh hỏa, khí thế trên người càng lúc càng sắc bén, khí thánh linh lấp đầy thiên địa. Giọng nữ thần thánh trong trẻo vang lên trên bầu trời. Long Kiệt, nếu ngươi muốn chiến thì ta sẽ chơi với ngươi. Bầu trời rắc hoa bạc, không khí sinh thánh quang, đất tỏa tường thủy. Từng ánh sáng thần hà trắng ngà sinh ra tịnh hóa yêu khí trong thủy nguyệt thiên cảnh, phát ra thánh quang đậm đặc mà tinh thuần. Sát khí, lệ khí, huyết khí trong thủy nguyệt thiên cảnh lúc này đột nhiên biến mất. Một số người sắp chết bỗng lành vết thương nhờ thần hà, tiếp tục đứng dậy.
thần hào từ trên trời giáng xuống, thanh âm như tiếng trời vang vọng không dứt. Linh tuyền vốn bị nhuộm đỏ như máu nhạt dần, lại thành nước suối trong vắt ngọt lành. Đất khét lại nhú mầm, rất nhanh biến thành chim hót véo von, thánh thổ. Bốn người thủ hộ thủy nguyệt thiên cảnh bay tới trước. Một thanh chiến kiếm to lớn cổ sơ bay qua, kiếm dài 3.800 thước, rộng 454 thước. Thanh kiếm như ngọn núi đen, một nam nhân vạm vỡ uy nghiêm đứng trên thân kiếm, đó là Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Một hướng khác Phật quang vạn trượng, phản âm vang bốn phương, các đóa sen vàng nở rộ trong không trung. Một lão Phật mặc áo cà sa vàng từ chân trời bước chậm đến. Đại Phổ Độ Phật, ta đã về. Đại Hỗn Loạn Quân Vương xé mở giam cầm hư không, một tòa pháp tướng cao hơn 5 trước thước dựng ở chân trời, kèm theo khí hỗn loạn. Gió lốc bay quanh Đại Hỗn Loạn Quân Vương, không thấy rõ hình dạng. Đại Sinh Mệnh Nữ Vương thánh khiết vô song, cao quý trang nhã, áo xanh lất phất, tay cầm thần thụ bảy sắc vung hướng mặt đất. Chiến tranh làm mảnh đất tiêu điều nhanh chóng phục hồi sức sống. Bốn người thủ hộ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quay về. Quá kích động lòng người. Bốn người thủ hộ chưa chết, thế thì Thủy Nguyệt Thánh Thần chắc chắn còn sống. Nhiều tu sĩ nhân loại kích động bật khóc. Hai tay Phong Phi Vân siết chặt, nhìn chằm chằm vạch trắng mỏng manh trên bầu trời. Khi vạch trắng đến gần Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mới biết đó không thấy vạch trắng mà là thiên hà. Thiên hà bay đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Một nữ nhân áo trắng đứng trên thiên hà, tóc dài đen nhánh, sóng mắt dịu dàng, tựa như vị tiên từ 9 tầng trời giáng xuống. Nàng có vẻ đẹp mà nữ nhân trần thế không có, không thuộc về nhân gian, chỉ có thể là tiên trên trời. Nữ nhân đứng trên thiên hạ toát ra khuynh thành thánh thần không thể miêu tả. Vô hà vô cấu, tuyệt đại phong hoa, không có bất cứ từ ngữ trau chuốt nào hình dung được nàng. Nàng chính là Thủy Nguyệt Đình, chủ nhân của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, danh diệu thánh thần. Thánh giả vô hà, thần giả vô địch. Nàng đại biểu cho hai chữ này. Các tu sĩ lại quỳ xuống. Quỳ càng thành kính hơn. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nữ nhân như thần thánh cao cao tại thượng đứng trên thiên hà, người căng cứng, nắm tay siết chặt, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Quả nhiên nàng không hết, vẫn còn sống. Ta biết ngay nàng sẽ không chết dễ như vậy. Phong Phi Vân không chỉ một lần tưởng tượng cảnh gặp lại Thủy Nguyệt Đình, suy nghĩ sau khi gặp mặt hắn sẽ nói câu đầu tiên như thế nào. Phong Phi Vân luôn tự hỏi có khi nào hắn sẽ vội vã xông lên hỏi Thủy Nguyệt Đình lý do không? Hắn có lẽ sẽ rút chiến kiếm chỉ vào cổ Thủy Nguyệt Đình, nói với nàng. Ta lại trở về, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nhưng khi Phong Phi Vân thấy Thủy Nguyệt Đình, nhìn nàng cao cao tại thượng, siêu thoát mọi thứ trên đời, không thèm nhìn thẳng vào hắn. Thủy Nguyệt Đình quay về khiến các tu sĩ yêu tộc khủng hoảng, nôn nóng bất an. Nếu Long Kiệt không đứng đó chưa biết chừng tu sĩ yêu tộc đã teo tin. Long Kiệt nhíu mày hỏi. Sao có thể như vậy? Ngươi không chết trong thiên hà. Rõ ràng có ba thánh linh đi chém Thủy Nguyệt Đình, là ván cờ chết chắc, tại sao nàng lành lặn còn sống? Nhiều tu sĩ nhân loại rất hưng phấn. Hai thánh linh nhân tộc cùng xuất hiện tại đây, ai dám tuyên bố diệt nhân tộc? Xuất hiện một thánh linh đủ chống đỡ một chủng tộc, bảo vệ nhân tộc trường tồn mấy vạn năm bình an. Xuất hiện hai thánh linh là vững như ta y sơn, có thể nói là thịnh thế. Tu sĩ nhân loại thở phào nhẹ nhõm, tay siết chặt chiến đao hơn. Nếu hai thánh linh nhân tộc giáng lâm, vậy phải cho yêu tộc một bài học nhớ đời. Thủy Nguyệt Đình đứng trên bầu trời, đứng trên thiên hà, như đóa sen tiên màu trắng. Mắt Thủy Nguyệt Đình bao la mông lung, không chút cảm xúc. Thủy Nguyệt Đình nhìn Long Kiệt ở phía xa, nói. Thiên hà ngay dưới chân ta. Nó làm sao chôn được ta? Đồn rằng trên bầu trời Tây Ngưu Hạ Châu lơ lửng bảy thiên hà, do tinh khí trên trời tụ tập lại nối liền Tây Ngưu Hạ Châu và trời sao mênh mông. Nhiều tu sĩ trùng kích cảnh giới thánh linh sẽ chọn đi thiên hà ngộ đạo, độ kiếp trong thiên hà có xác suất thành công cao hơn một chút. Trong thiên hà mênh mông có ngôi sao chìm nổi, có thiên cung lơ lửng do cổ nhân xây dựng. Có thần điện yêu tộc, mộ chôn thú hoàng, giữa Tây Ngưu Hạ Châu và trời sao. Trên chí en thiên hà tồn tại nhiều di tích cổ xưa. Hầu như mỗi thánh linh thành thánh sẽ đi thiên hà một lần. Giờ Thủy Nguyệt Đình mang một thiên hà quay về, như tiên giáng trần, khí thế làm người ta sợ hãi. Long Kiệt nói, dưới chân ngươi chỉ có một khúc thiên hà, ai có thể thu được toàn bộ thiên hà. Hai thánh linh khí thế đấu nhau, các tu sĩ thụt lùi. Khác với vừa rồi Long Kiệt và đế chủng giằng co,
giờ hai khí thế thánh linh đè ép hiền giả vũ hóa cảnh ngộp thở. Thủy Nguyệt Thánh Thần nói, Long Kiệt, ngươi là thánh tổ của Bát Tý Long tộc, điều các tu sĩ yêu tộc đồ sát Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã qua Tổ Long Vương đồng ý chưa? Long Kiệt trả lời, Tổ Long Vương không cần xen vào chuyện trừ khử sinh vật ti tiện nhân tộc, hơn nữa bản thánh làm việc vâng theo sứ mệnh thiên đạo, không cần trưng cầu ý kiến của người khác. Thủy Nguyệt Thánh Thần hỏi, vậy bây giờ ngươi còn cảm thấy diệt được Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không? Long Kiệt đáp, vận số của ngươi đã hết, hôm nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ thành đất hoang. Thiên Hà không chôn ngươi được thì để ta. Cơ thể Long Kiệt tự bay lên như cột sáng bắn lên Thiên Hà, đứng đối diện Thủy Nguyệt Thánh Thần. Cách xa vạn dặm nhưng với hai người thì gần trong gang tấc. Long Kiệt đứng thẳng, lòng bàn tay nâng luyện tiên thạch như nâng tiên đăng, ánh lửa cháy sáng. Từ dưới đất nhìn lên như một ngôi sao. Hiên Viên Nhất Nhất muốn đưa thiên nhai thước cho Thủy Nguyệt Thánh Thần, nhưng Thủy Nguyệt Đình đứng trên thiên hà nhẹ lắc đầu. Tay ngọc vạch hư không, thiên hà chảy dưới chân Thủy Nguyệt Thánh Thần tự động ngưng tụ thành thanh kiếm màu trắng. Thủy Nguyệt Thánh Thần và Long Kiệt biến mất khỏi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đứng trong ư không hỗn độn hắc ám. Bùm! Hư không bên trên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tan vỡ thành mấy mảnh nhỏ, vô số ánh sáng bắn ra từ lỗ hổng. Hễ tu sĩ bị ánh sáng dính vào sẽ thành hư vô. Đây mới là lực lượng thật sự của Thánh Linh, dù đứng trong hư không cách ức dặm vẫn dò dỉ lực lượng, sức người không đỡ nổi. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn ra xa. Trong không gian hư võ hóa xăm hai bóng sáng nhanh chóng va chạm, bay giữa các bí cảnh lớn nhỏ, đánh nát mấy chục bí cảnh thành me nhả khối đất đá tan hoang. Thủy Nguyệt Đình đứng trên một tòa tiểu thiên thế giới, đứng im không nhúc nhích, như biến thành pho tượng thần. Thủy Nguyệt Đình lấy tâm ngự kiếm, kiếm khí dài bao nhiêu dặm, như thiên hà bay trong không trung dễ dàng chém một tòa bí cảnh cao cấp rộng 8.000 vạn dặm thành hai nửa. Bí cảnh bị cuốn vào bão hư không, nát vụn. Ánh sáng luyện tiên thạch càn rực rỡ, lửa bốc cháy hòa tan hơn 10 bí cảnh, luyện thành tinh cầu hư không bay hướng Thủy Nguyệt Đình. Phá! Thiên hà cổ kiếm đâm tới, thân kiếm bay qua tinh cầu hư không thẳng hướng Long Kiệt. Tóc dài bay lên, đôi mắt Thủy Nguyệt Đình bắn ra hai tia sáng như hai luồng sáng cực lớn. Hơn 10 tinh cầu hư không vỡ tan cách Thủy Nguyệt Đình mấy trăm vạn dặm, thành mấy vạn thiên thạch. Hai thánh linh càng đấu càng hỗn loạn, sức phá hoại mạnh đáng sợ. Nếu trận chiến xảy ra ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh e rằng tiểu thiên thế giới này đã nát bấy. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là tiểu thiên thế giới. Phượng Hoàng Thiên Nhãn càng nhìn càng không xem rõ, không bắt được bóng dáng của Long Kiệt, Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nhưng mơ hồ thấy Thủy Nguyệt Đình chiếm ưu thế. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng đánh nhau túi bụi, tu sĩ Viện Quân Đại Quang Minh giới kéo đến càng lúc càng nhiều. Một số cường giả Phật giới, linh giới đến trước, bốn người thủ hộ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ra tay. Chu sát hết tu sĩ yêu tộc xâm lăng, không chừa một tên. Dám đến thánh địa nhân tộc giết người, nợ máu phải trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Trận chiến này rất thảm khốc, hơn 20 cường giả đẳng cấp bán thánh đánh nhau trời đất quay cuồng. Nhiều khu vực Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tan nát. Phong Phi Vân không tham gia vào cuộc chiến, hắn nhìn trận chiến trong hư không. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có đánh chết đánh sống cũng vô dụng, nếu Thủy Nguyệt Đình thua thì uổng công. Thánh linh nhân tộc đấu lại thánh tổ long tộc không? Một số bán thánh trong nhân tộc, yêu tộc cũng giống Phong Phi Vân phá mở vách tường không gian Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đứng trong không trung nhìn hai thánh linh đánh nhau ở phía xa. Ầm 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 ầm. Cách hức giảm. Một tòa tiểu thiên thế giới tan vỡ. Hai bóng người bay ra khỏi tiểu thiên thế giới. Kiếm khí càng lúc càng mạnh mẽ, luyện tiên thạch tối dần. Thủy Nguyệt Đình nói, ngươi muốn lĩnh giáo tâm ngự tính tâm kiếm điển đúng không? Bây giờ cho ngươi kiến thức cái gì là kiếm quyết thật sự. Lần đầu tiên tay Thủy Nguyệt Đình cầm chuôi kiếm, biến mất tại chỗ. Thủy Nguyệt Đình hóa thành sao băng, người và kiếm hợp nhất. Long Kiệt hét to một tiếng. Hóa rồng. Long Kiệt biến thành thần long tám cánh tay, long khí dao động, thanh âm chấn động bí cảnh trong hư không xung quanh rung bần bật. Luyện tiên thạch như ngôi sao chói lọi làm mọi người mù lòa. Bùm! Tu sĩ đứng phía xa thấy rõ tia sáng cầm kiếm đâm thủng ánh sáng luyện tiên thạch, người và kiếm xuyên qua thân hình thần long tám cánh tay bay đến hư không khác, dừng lại. Thủy Nguyệt Đình cầm kiếm, người không dính hạt bụi, áo trắng như tuyết. Thần linh pháp tướng sau lưng Thủy Nguyệt Đình tỏa ánh sáng chói lòa. Các tu sĩ đứng xa xem cuộc chiến căng thẳng thần kinh, không rõ ai thắng ai thua. Một kiếm này, ta,
Không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi giọt máu như một thế giới, đập nát các thế giới bí cảnh. Cơ thể khổng lồ của thần long tám cánh tay mất sự sống lơ lửng. Bùm 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 bùm. Thân rồng tan rã thành mấy ngàn cục thịt. Chỉ một kiếm, thánh tổ long tộc bị tách ra mấy ngàn phần. Nhát kiếm này mau, sắc bén biết bao. Máu rồng chiếu hư không đỏ rực, vô số khí thánh linh khuếch tán bốn phía. Từng đợt dao động lực lượng khủng bố lan tràn bốn phương, cả thế giới vang lên bi ca. Cơ thể một thánh linh bị chém nát. Cảnh tượng rung động hồn người, như ức vạn thế giới tan vỡ. Tuy thân thể thần long tám cánh tay thành mấy khúc nhưng long hồn ý chí bất diệt, phát ra tiếng rồng ngâm hùng dũng như sóng thần, lại ngưng tụ thân hình, cô đọng thánh linh đạo tắc. Đôi mắt Thủy Nguyệt Đình như hai thế giới độc lập, phát ra ánh sáng thế giới, miệng phun một chữ. Phá! Chữ chứa quyền uy vô thượng, như thiên hậu ra lệnh chết chóc. Hai luồng kiếm ý thần quang bắn ra từ mắt Thủy Nguyệt Đình đại biểu uy thế vô địch, lại đánh nát thân thể thần long tám cánh tay thành huyết phụ. Ta là thánh tổ long tộc, bất tử bất diệt. Ý chí thánh linh trong đoàn huyết phụ vẫn bất diệt, cực kỳ cường đại, sức sống bàng bạc. Thần long tám cánh tay lại biến thành hình rồng bay ra thiên ngoại, muốn bỏ trốn. Thủy Nguyệt Đình mạnh mẽ nói. Ngay khi ngươi bước vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã định trước hôm nay ngươi sẽ chết. Tóc dài bay lên, da trắng mịn, Thủy Nguyệt Đình vươn một cánh tay ngọc biến thành bàn tay to cánh ngàn vạn dặm bóp nát thần long tám cánh tay. Giơ tay đổ long. Chuyện này chỉ xảy ra vào thời kỳ thái cổ, viễn cổ. Đương thời ít ai có thể đổ long, càng đừng nói chi đó là thánh tổ của long tộc. Thánh linh ít khi đại chiến, trừ phi hai chủng tộc sinh tử tồn vong thì thánh linh mới ra tay. Dưới tình huống bình thường thánh linh ít khi xuất thế, hơn phân nửa thánh linh suốt đời không gặp thánh linh khác. Có thể nói hiếm khi nào thánh linh đánh nhau, thánh linh bị giết càng hiếm, mấy ngàn năm không gặp một lần. Grau, ngươi quá đáng, chẳng lẽ muốn giết thánh đổ long sao? Thủy Nguyệt Đình lại chém một thanh kiếm. Kẻ đồ sát tộc nhân của ta dù là rồng, phượng cũng giết. Thần long tám cánh tay hét thảm, khí lạnh sắc bén bộc phát từ người nó. Vậy thì cá chết lưới rách đi. Long khí bao la như tin hát vân ập hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mang theo uy lực diệt thế. Các bán thánh đứng bên ngoài Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biến sắc mặt. Long Kiệt biết không đánh lại Thủy Nguyệt Đình, muốn dùng sức mạnh cuối cùng đụng nát Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đồng uy vô tận với ức vạn sinh linh trong đó. Phong Phi Vân đứng trong không trung sóng vai với đế chủng, nhìn long khí điên cuồng ập đến. Đôi mắt Phong Phi Vân lạnh dần, hai ngón tay nhúc nhích. Phong Phi Vân chuẩn bị điều động lực lượng đế chủng chặn lại đòn cuối cùng của Long Kiệt. Ầm 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 ầm. Long khí ập đến càng lúc càng gần, trên đường đi phá nát vô số bí cảnh, hỗn độn mờ mịt tối tăm. Rất nhanh long khí đã đến trước mặt Phong Phi Vân. Ngón tay Phong Phi Vân chậm rãi điểm ra ngoài, điểm ngay vị trí long khí sắc bén nhất. Đế chủng giơ tay lên. Long khí như tinh vân ập xuống. Nhưng lúc này tất cả long khí biến mất hết. Một bàn tay trắng mảnh khảnh xuất hiện ngay đầu ngón tay Phong Phi Vân. Tay ngọc hoàn mỹ vô khuyết, năm ngón thua nài trắng mềm, bàn tay như thần điêu khắc. Ngón tay Phong Phi Vân suýt đụng vào tay ngọc kia. Vù 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 vù. Thủy Nguyệt Đình đứng cách ức vạn dặm rụt tay về, xòe bàn tay ra. Một đoàn long khí đã bị nàng luyện hóa thu nhỏ còn cỡ ngón tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Thủy Nguyệt Thánh Thần, ngưng tụ thành hình Long Kiệt. Phong Phi Vân nhìn hư không trống trải. Mới rồi suýt đụng trúng đầu ngón tay Thủy Nguyệt Thánh Thần nhưng giờ bàn tay kia lùi về chân trời, nhìn thấy nhưng không với tới được. Phong Phi Vân rụt tay về, cảm xúc rối loạn. Cơ thể Long Kiệt chỉ to bằng con kiến lơ lửng trong lòng bàn tay Thủy Nguyệt Đình. Long Kiệt nói, đây là nguyên linh cuối cùng của ta, ngươi dám thì diệt đi. Thủy Nguyệt Đình hỏi, thiên đạo là ai? Long Kiệt nghe hai chữ thiên đạo liền biến sắc mặt, nét mặt xa sầm. Long Kiệt khẽ thở dài. Hãy diệt nguyên linh của ta đi. Thủy Nguyệt Đình biết sẽ không được đáp án, năm ngón tay dứt khoát khép lại, tiêu diệt nguyên linh cuối cùng của Long Kiệt. Đây là sự dứt khoát của Thánh Linh, không có thứ gì không dám giết. Thủy Nguyệt Đình ngước mặt nhìn Phong Phi Vân đứng xa xăm, chỉ một ánh sáng, rồi nàng hô kiếm chém vào hắc ám hư vô. Kiếm khí xé rách ám hắc, chiếu sáng cả thế giới, tách thiên địa thành hai nửa. A. À. Khí lạnh thấu xương tràn ra từ vết nứt, gió âm phần phật. Một bộ xương hình người khổng lồ bò ra từ thế giới hắc ám,
thân thể to bao nhiêu vạn dặm, khí chí tà chí ám tràn ngập. Thủy Nguyệt Đình đứng trước mặt nó như một đốm sáng nhỏ nhoi. Khung xương khổng lồ phát ra thanh âm khàn khàn. Thánh thần đừng sợ, ta chỉ đến lấy thân hình Long Kiệt. Xin thánh thần nhường lại xác thánh long cho ta, ta có thể dùng cổ dược đồng giá trao đổi. Bàn tay xương dài mấy vạn dặm vươn ra lấy đi long thi long cốt. Thủy Nguyệt Đình giơ kiếm đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm hỏi. Cự mỗ thánh tôn, tại sao ta phải nhường xác Long Kiệt cho ngươi? Vù 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 vù. Kiếm bay ra lơ lửng bên trên cự mỗ thánh tôn. Bàn tay định lấy long thi khựng lại, cự mỗ thánh tôn nói. Long Kiệt là thánh tổ Bát Tý Long tộc, người chém nó là đáng tội, nhưng phải đưa thi thể của nó về Long tộc chôn cất, vùi vào mộ Long tộc. Lãng phí nó chẳng bằng nhường lại cho bản thánh, ta không con không cháu, không tộc không thân, chẳng sợ đắc tội Long tộc. Hơn nữa ta lấy Long thì có điều cần dùng. Lại một thánh tôn bí ẩn đến, đẳng cấp thánh linh, khí thế khủng bố như Long Kiệt. Cự mỗ thánh tôn không sợ đắc tội Long tộc, muốn lấy đi Long thi. Từ xưa đến nay có một số chí cường dám đổ long, chỉ cần không cố ý khiêu khích uy nghiêm của long tộc thì sẽ không bị trả thù. Nhưng không ai dám cướp long thi. Tất cả thi cốt rồng phải đưa về mộ long tộc chôn cất, nếu dám cướp long thi, dùng xương rồng, phải rồng luyện chế chiến binh, dùng máu rồng luyện chế đan dược nghĩa là khiêu khích uy nghiêm long tộc. Đột nhiên thiên địa rối loạn, hư không nổi gió âm, xương trắng bay đầy. Một bộ xương khô khổng lồ vung tay trong gió âm dẫn động các đại đạo thần liên. Xảy ra chuyện gì? Mới rồi hơi thở thay đổi quá mau, bán thánh không hiểu ra sao. Giọng Thủy Nguyệt Đình phát ra từ gió âm. Biết ngay ngươi không đến lấy long thi. Thanh âm êm tai du dương, thiên hà chiến kiếm theo Thủy Nguyệt Thánh Thần điều khiển chém kiếm khí nối trời bay tám phương. Khục khục, đương nhiên ta đến lấy long thi, cũng lấy mạng ngươi. Trên đầu cử mỗ thánh tôn. Hốc mắt bốc cháy hai đoàn thánh hỏa xanh âm u, chỉ có thánh linh thấy rõ. Đồng nam đồng nữ đứng trong hai đoàn thánh hỏa, bộ dạng 4, 5 tuổi, như hai u linh trẻ thơ. Phong Phi Vân nói, ba thánh linh đi thiên hà trong đó có một là ngươi phải không? Cự mỗ thánh tôn không trả lời, công kích càng mạnh mẽ hơn. Cửu địa thi thành. Một tòa thi thành bay ra từ xương ngực cự mỗ thánh tôn, là xương trắng xếp thành tòa thành lớn. Bên trong tràn ngập địa ngục khí, chảy nước hoàng tuyền. Thi cốt bốn thánh linh nằm nghiêng bốn phương thi thành như bốn tường thành thiên nhiên. Cự mỗ thánh tôn dùng thi cốt bốn thánh linh luyện chế ra tòa thành, thi khí ngút trời, âm sát dày đặc. Vì cô động ra cửu địa thi thành cự mỗ thánh tôn đã đào bao nhiêu là ngôi mộ, góp nhặt bao nhiêu là tài liệu ngàn năm, đi địa ngục, bay lên thiên hà, cuối cùng cũng thành hình. Một bán thánh nhân tộc nói. Trời, lại một thánh linh lao ra. Hay đó là cự mỗ thánh tôn trong truyền thuyết sinh trưởng dưới lòng đất, đi dưới đất, thành đạo cũng dưới đất. Có nhiều tin đồn về cự mỗ thánh tôn, truyền thuyết nó chưa từng xuất hiện trên mặt đất, chỉ sinh hoạt dưới lòng đất. Ở dưới đất có vô số sinh linh mà người bình thường không biết, cự mỗ thánh tôn là một trong các sinh linh mạnh nhất. Thánh thần mới chiến đấu với Long Kiệt, tiêu hao thánh nguyên, hiện tại có địch lại cự mỗ thánh tôn nổi không? Thánh thần vô địch. Cự mỗ thánh tôn cũng chưa từng thua. Nhiều tu sĩ nhân loại lo âu, đẳng cấp thánh linh tranh phong cực kỳ nguy hiểm, bất cứ nhân tố nho nhỏ nào cũng quyết định thắng thua của cuộc chiến. Nhất là tồn tại như Thủy Nguyệt Thánh Thần, cự mỗ thánh tôn. Thủy Nguyệt Thánh Thần và Long Kiệt chiến đấu đã tiêu hao rất nhiều, giờ lại đánh với thánh linh khác, sẽ yếu thế. Ánh sáng chói mắt xé rách không gian bay vào hư không, ánh sáng bao bọc một kim ô ba chân to lớn. Thân hình khổng lồ vô biên. Ánh sáng rực rỡ sắp hòa tan ra người. Lại một luồng khí thánh linh khuếch tán bốn phương, các bí cảnh run rẩy, nhiều bí cảnh nổ tung. Thủy Nguyệt Đình và cự mỗ thánh tôn đánh nhau, vạt áo phấp phới, tóc dài như thác. Thủy Nguyệt Đình nhìn chằm chằm con kim ô to lớn. Vu Ô Thánh Tổ, người cũng đến chiến. Vu Ô Thánh Tổ cư ngụ trên một tòa tổ sơn của kim ô yêu tộc, tuổi thọ qua 10 vạn năm. Đã mấy vạn năm Vu Ô Thánh Tổ không đi ra tổ sơn, là một cổ thánh linh đức cao vọng trọng trong yêu tộc. Vu Ô Thánh Tổ không khách sáo nói thẳng. Ta đến lấy luyện tiên thạch của kim ô yêu tộc, nếu thánh thần đã mời chiến thì cùng chiến đi. Vu Ô Thánh Tổ lấy luyện tiên thạch xong công kích Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình lạnh nhạt nói. Ba thánh linh đi thiên hà trong đó có ngươi phải không? Còn ai nữa ra luôn đi, hôm nay ta chém hết.
Vu Ô Thánh Tổ hừ mạnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tốc độ Thủy Nguyệt Đình mau như sao băng đáp xuống đầu Cự Mỗ Thánh Tôn, khí thế càng lúc càng sắc bén. Chân Thủy Nguyệt Đình giẫm sọ Cự Mỗ Thánh Tôn, chấn vỡ đầu lâu to như tinh cầu, vô số âm sát bay ra từ sọ não. Sọ nứt, âm sát tuôn ra bốn phương hình thành cảnh tượng đáng sợ, địa ngục sụp đổ, biển máu tu la. Những thứ này là một phần đạo của Cự Mỗ Thánh Tôn. Ngưng lại. Hồn ảnh trong hai hốc mắt của Cự Mỗ Thánh Tôn như sống lại, cùng vươn hai tay điều động thần thông, ngưng tụ đầu lâu tan vỡ. Các đại đạo thần liên lại quấn quanh nhau hình thành đầu lâu màu trắng như ngôi sao xương trắng, quỷ hỏa cháy hừng hực. Nếu người ánh mắt tốt nhìn sẽ phát hiện sọ do mấy mảnh nhỏ hình người ghép lại thành bức tranh dữ tợn mà phức tạp. Mỗi bức tranh nếu tung ra ngoài có thể đánh chết bán thánh. Growl. Cự Mỗ Thánh Tôn hú dài, nhè miệng rộng đầy răng nhanh, phun ra ức vạn thánh pháp ngưng tụ thành dòng lũ pháp tắc trùng kích hư không thành vòng xoáy lớn. Vòng xoáy bay qua cuốn Thủy Nguyệt Đình vào trong, vô số thánh pháp đè ép. Cường đại như Thủy Nguyệt Đình cũng khó đứng vững, làn da tỏa ánh sáng bạch ngọc, tiên cốt thiên thành, máu như thuy thủy. Đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ ra hai đoàn thần quang trắng ngàn. Trán Thủy Nguyệt Đình như biển cả hỗn độn, mênh mông vô biên, mờ mịt hư vô. Mơ hồ thấy một pho tượng như Định Hải Thần Châm đứng giữa biển cả, cao mấy ngàn trượng, thần thánh không thể miêu tả. Ầm 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 ầm. Trong thiên địa, đến từ thiên nam địa bắc, đến từ bốn phương tám hướng, muôn vàn lực lượng tụ tập vào Trán Thủy Nguyệt Đình. Biển cả trên Trán Thủy Nguyệt Đình càng rực rỡ, tiên nhan càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Môi hồng khép mở, Thủy Nguyệt Đình niệm câu thần chú viễn cổ. Chư thần diệt đạo. Trán Thủy Nguyệt Đình, pho tượng thần tỏa ánh sáng thần thánh không gì sánh bằng, phá mở ức vạn thánh pháp của Cự Mỗ Thánh Tôn. Không một thánh pháp nào dính vào người Thủy Nguyệt Đình. Vù 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 vù. Thiên hà chiến kiếm cắt ngang trời, xẻ vòng oáy hư không. Thủy Nguyệt Đình nhẹ nhàng xuất trần, như một vị lăng ba tiên nữ bước ra. Cánh tay ngọc vung lên chém ra kiếm hà mấy ngàn vạn dặm, xẻ trời sao. Hướng kia có một tiên thạch khổng lồ đáp xuống, trong suốt lấp lánh rực cháy ngọn lửa, uy thế rốt trời nấu biển. Ầm, kiếm khí cùng luyện tiên thạch va chạm, vang tiếng nổ điếc tai như khai thiên tích địa. Kiếm khí vỡ thành muôn vàn sóng kiếm như sao băng bay các hướng. Lửa bám trên luyện tiên thạch cũng bị đánh tan tác thành mưa rơi. Cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp nở rộ trong hư không. Ầm, thế đi của luyện tiên thạch không giảm bay qua bên trái Thủy Nguyệt Đình, đốt một góc áo. Thủy Nguyệt Đình đứng im không nhúc nhích, lửa dính vạt áo tự động tắt ngấm như có tiên hà lấp lánh tràn ra từ cơ thể nàng. Góc tiên y bị đốt trụi lại hoàn hảo như ban đầu. Luyện tiên thạch vòng về, đánh ra thánh quang vô tận, bộc phát thần uy hủy thiên diệt địa. Thủy Nguyệt Đình lấy tâm ngự kiếm, ngọc thể như sen. Thủy Nguyệt Đình không nhúc nhích, chỉ có thanh thiên hà chiến kiếm xoay quanh người nàng như con dao long màu trắng đấu với luyện tiên thạch. Thủy Nguyệt Thánh Thần, người không có thánh linh dụng cụ, hôm nay thua chắc, thua là phải chết. Vu Ô Thánh Tổ như thần dương lơ lửng trong không trung phát ra ánh sáng lửa đỏ, mơ hồ thấy bóng dáng nó. Nhiệt độ trên người Vu Ô Thánh Tổ quá nóng, trừ thánh linh dụng cụ ra linh khí bình thường đến gần thân thể nó sẽ bị bốc hơi. Luyện tiên thạch là một trong các thánh vật của Kim Ô yêu tộc, đồn rằng nó là tiên thạch từ vân chi tiên giới rớt xuống, bên trong chứa một lực lượng pháp tắc vượt qua thánh linh. Luyện tiên thạch luôn được đặt trên tổ sơn. Khối luyện tiên thạch do Vu Ô Thánh Tổ trông giữ, lão Kim Ô mượn luyện tiên thạch từ tay nó. Có thể nói chỉ mình Vu Ô Thánh Tổ phát huy ra uy lực thật sự của luyện tiên thạch, mạnh mẽ hơn hẳn lúc Long Kiệt cầm. Bóp! Thiên hà chiến kiếm bị luyện tiên thạch đánh trúng nứt một khe hở. Thủy Nguyệt Đình bình tĩnh, không vui không buồn nói. Người thật sự tự tin vào thực lực của mình căn bản không cần nhờ cậy lực lượng thánh linh. Vu Ô Thánh Tổ phản bác. Vớ vẩn, nếu thánh linh không nhờ thánh linh dụng cụ để biến mạnh, vậy tại sao nhiều tiên thánh suốt đời muốn tế luyện ra thánh linh dụng cụ thuộc về mình? Thủy Nguyệt Đình thản nhiên nói. Cho nên suốt đời bọn họ chỉ dừng bước ở cảnh giới thánh linh. Ngươi quá tâm cao khí ngạo, dù là mấy vị đại thánh thái cổ cũng tế luyện thánh linh dụng cụ cho mình, chứng minh đại thánh cũng cần sử dụng thánh linh dụng cụ mới phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất được. Thủy Nguyệt Đình lấy tâm ngự kiếm, không hề bận tâm nói. Đó là bởi vì bọn họ biết cả đời này chỉ có thể trở thành đại thánh, vĩnh viễn không tiếp xúc đến đẳng cấp tiên linh được. Vu Ô Thánh Tổ kiên quyết nói. Ha 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 ha,
Từ xưa đến nay chỉ có truyền thuyết về tiên, chưa từng chứng thực có người thành tiên. Đại thánh đã là đỉnh tu luyện, vân chi tiên giới chỉ là tin đồn hư ảo. Thủy Nguyệt Đình nói, đường tu tiên là đường nghịch thiên, nếu lòng mình không thừa nhận tiên tồn tại thì làm sao lên đỉnh tiên cảnh. Tu tiên, tu là tiên, không phải tu luyện đại thánh. Tín niệm tiên đạo của ngươi quá yếu, ngươi đến cảnh giới hiện tại đã là cuối tiên lộ của mình. Ngươi không thể đến đỉnh tu luyện thì sống còn ý nghĩa gì? Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, luân hồi tu lại đi. Vu Ô Thánh Tổ cười gằn. Ngươi chuyển thế tu lại là ngươi mới đúng, đạo của ngươi đã vặn vẹo, ngươi đã đi ngã rẽ. Vu Ô Thánh Tổ há mồm phun ra vô số tia chớp hình rồng màu đỏ đổ ập xuống Thủy Nguyệt Đình, đánh không gian sau lưng nàng thành lỗ đen. Bùm! Thiên Hà Chiến Kiếm tan nát thành xương ngầm ù. Đạo của ta là tâm đo, kiếm đạo, tâm là chính, kiếm là phụ, nếu tâm thông thánh thì các pháp trên đời đều thành kiếm, tất cả đều là thánh linh dụng cụ. Thủy Nguyệt Đình vươn đôi tay hoàn mỹ không tì vết nâng thiên hà, lại ngưng tụ ra thanh tiên kiếm. Thủy Nguyệt Đình nói, đạo của ta đã hơn xa đạo của ngươi, một kiếm một thế giới. Thủy Nguyệt Đình đứng trong hư không, cắm thiên hà chiến kiếm xuống. Thiên hà chiến kiếm vỡ ra thành mây mù đốm sáng. Hình thành thế giới kiếm khí màu trắng hùng hồn. Đây là thế giới Tâm Phong Phi Vân, kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình. Trong thế giới kiếm ý có núi có nước, có hoa có sương, có chim chóc cá lội, có trời xanh mây trắng, có vầng trăng sáng treo chín tầng trời. Ầm 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 ầm. Thế giới này bao la vô ngần lan tràn bốn phương tám hướng, đất đai hình thành, sinh linh làm việc và nghỉ ngơi, trăng sáng và khung trời. Hèn gì nàng có thể chém Long Kiệt. Đã đi đến một bước này. Cự Mỗ Thánh Tôn, Vu Ô Thánh Tổ bị thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình bao bọc, cả hai biến sắc mặt nhanh chóng rút lui. Cự Mỗ Thánh Tôn gọi về thi thành. Cửu Địa thi thành. Bốn xác thánh linh ngã ra, vô số quỷ vụ âm khí nghi ngút muốn đánh nát thế giới kiếm ý. Vu Ô Thánh Tổ triệu về luyện tiên thạch. Luyện tiên thạch. Vu Ô Thánh Tổ dẫn động ánh sáng thánh linh trong luyện tiên thạch. Sắc ức vạn tiên quang xuống như thác tiên ngăn cản thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình đứng trên tháp cao màu trắng trong thế giới kiếm ý, vung tay ngọc. Nhất kiếm nhất sinh diệt. Cánh tay Thủy Nguyệt Đình như kiếm chém cửu địa thi thành, chém nát bộ xương khổng lồ thành mấy mảnh vụn, lưng, đầu, xương sườn, xương đùi rớt vào thế giới kiếm ý bị luyện hóa thành bột. Ý chí của ta bất diệt, cốt thể trọng sinh. Cự Mỗ Thánh Tôn ngưng tụ những bụi cho thành thân xương khổng lồ. Muốn bỏ ra khỏi thế giới kiếm ý. Thủy Nguyệt Đình càng mạnh mẽ hơn. Không diệt cũng phải diệt. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đình sắc bén vươn bàn tay thua nài đè xuống, bàn tay đè nát Cự Mỗ Thánh Tôn. Tất cả ý chí, thân xương bị kiếm ý cấp chém chết. Cự Mỗ Thánh Tôn chết. Lòng Vu Ô Thánh Tổ chìm xuống đáy cốc, tu vi của Thủy Nguyệt Thánh Thần qua khủng bố, mới thành thánh có vạn năm đã đến trình độ như vậy. Một ngày chết hai thánh linh. Thủy Nguyệt Đình định tranh phong với Thái Cổ Đại Thánh sao? Đánh bại Thánh Linh và giết chết Thánh Linh là hai khái niệm khác nhau. Chỉ khi tu vi cách biệt rất lớn thì Thánh Linh này mới giết được Thánh Linh kia. Vu Ô Thánh Tổ hiểu ra. Ta hiểu rồi, từ đầu đến cua ói là cái bẫy. Ngươi không hề độ tâm kiếp, thiên linh lung không bị trộm. Ngươi đặt cái bẫy này là muốn dụ chúng ta ra. Thủy Nguyệt Đình nói. Hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu, nên thanh lý bọn trộm trước. Đặc biệt mấy khối ung nhọt núp trong bóng tối như các ngươi. Nếu không cho các ngươi cơ hội tuyệt vời thì sao các ngươi người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy ra. Vu Ô Thánh Tổ biến hình người, là một lão nhân mặc áo vàng. Biểu tình Vu Ô Thánh Tổ độc ác hỏi. Nên ngươi đặt cái bẫy này, ngươi tự tin có thể giết hết chúng ta sao? Thủy Nguyệt Đình lạnh nhạt nói. Ta cũng hết cách, nếu không dụ các ngươi ra trước hội luận đạo vạn tộc ai biết các ngươi sẽ bài bố. Đâm thọc thế nào trong hội luận đạo vạn tộc? Nếu gây ra vạn tộc chí tôn đại chiến, vậy bên chịu tai họa lớn nhất là nhân tộc. Linh Chu lại xuất hiện, đại kiếp nạn không xa, Tây Ngưu Hạ Châu không chịu nổi tiêu hao như thế. Không thể để các ngươi làm sằng làm bậy nữa. Vu Ô Thánh Tổ nói. Thật không cam lòng, không ngờ gục ngã trong tay ngươi. Thủy Nguyệt Đình nói. Đám người không thuộc về thế giới này như các ngươi sớm nên chết vào trận chiến cuối Thái Cổ. Để các ngươi truyền thừa, ẩn nấp đến hiện tại, không biết các ngươi gây ra tai kiếp bao nhiêu lần, có bao nhiêu chủng tộc bị các ngươi hại thành tro.
nếu ta không đoán sai thì hội luận đạo vạn tộc lần này mục tiêu của các ngươi là nhân tộc đúng không? Long Kiệt, Cự Mỗ Thánh Tôn, những cường giả yêu tộc công kích Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tổ tiên toàn là diệt thế giả vực ngoại may mắn sống sót qua trận chiến Thái Cổ, ẩn núp vào các tộc. Chúng nó truyền thừa từ Thái Cổ đến bây giờ đã dung hợp vào các tộc, khó phân chia đặc điểm. Hơn nữa chúng nó đã phát triển lớn mạnh, một số sinh linh thành chí tôn một tộc, tu vi đến cảnh giới thánh linh. Linh Chu lần lượt xuất thế, hậu nhân của những diệt thế giả vực ngoại ẩn núp trong bóng tối cũng dục dịch, lại bày mưu lên kế hoạch muốn giảm thấp thực lực tổng thể của Tây Ngưu Hạ Châu trước khi đại kiếp nạn đến. Mục tiêu của bọn họ là nhân tộc, muốn dùng hội luận đạo vạn tộc làm ngòi nổ khiến nhân tộc biến mất khỏi đại lục này. Vu Ô Thánh Tổ nói, đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Không ngờ ngươi biết quá nhiều, còn chủ động làm khó dễ bố cục của chúng ta. Là chúng ta xem thường nhân tộc các ngươi. Thủy Nguyệt Đình nói, trên thiên hà có ba thánh linh, còn một người nữa là ai? Có phải thiên đạo không? Mặt Vu Ô Thánh Tổ nhăn nheo cười nói, ngươi biết cả thiên đạo, ngươi biết đã rất nhiều, hôm nay tuyệt đối không tha cho ngươi được. Thủy Nguyệt Đình, Vu Ô Thánh Tổ đứng trong hư không xa xôi, thánh quang bao bọc. Đám người Phong Phi Vân chỉ thấy hai người đang nói chuyện nhưng không nghe rõ nội dung. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt Đình, nắm tay siết chặt. Tu vi của nàng đã mạnh như thế này, một ngày giết hai thánh. Ta và nàng chênh lệch quá lớn. Phong Phi Vân rõ ràng ký ức trong lòng chưa chắc là thật, nhưng hắn không kiềm được tình yêu và nỗi hận. Khi thấy Thủy Nguyệt Đình, Phong Phi Vân nghĩ ngay đến đoạn thời gian tuyệt vời ở Biển Bắc, nghĩ đến nhát kiếm vô tình của nàng. Tình yêu và nỗi hận đan xen trong lòng Phong Phi Vân. Nếu không yêu thật lòng thì cần gì hận khắc cốt? Bây giờ ta nên làm sao đối diện với nàng đây? Trực tiếp hỏi tại sao năm xưa nàng đâm nhát kiếm kia? Hay hỏi nàng có nhận ra ta không? Phong Phi Vân rất muốn tìm một chỗ trốn, chờ mình suy nghĩ rõ ràng vấn đề trong đầu rồi mới đến gặp Thủy Nguyệt Đình. Không sợ mãnh thú nước lũ, không sợ thiên quân vạn mã, chỉ sợ nữ nhân mình từng yêu bây giờ là người mình hận nhận. Đây là so sánh mãnh liệt nhất, đối lập hơn hẳn băng và lửa. Lửa đốt đỏ khối gắt rồi bỏ vào băng giá, sắt còn nứt chứ nói chi lòng người. Nhưng Phong Phi Vân sẽ không trốn tránh nữa, hắn sẽ đón khó vượt lên. Phong Phi Vân muốn đứng đối diện Thủy Nguyệt Đình, hỏi rõ ràng chuyện năm xưa. Thủy Nguyệt Đình và Vu Ô Thánh Tổ lại đánh nhau, hư không bị đánh nát hết. Lửa trong luyện tiên thạch rực cháy không ngừng, như sao băng không ngừng bay lên. Nhất kiếm nhất hư vô. Thủy Nguyệt Đình đứng trong thế giới kiếm ý trắng xóa, duỗi tay ra, vô hình trung sinh ra thanh kiếm đạo tắc. Một kiếm chém vào người Vu Ô Thánh Tổ, kiếm khí chém Vu Ô Thánh Tổ thành hai nửa. Người Vu Ô Thánh Tổ chảy máu, lông chim bay tán loạn, cơ thể tách ra hai bên, máu rơi ồ ạt. Ngưng đạo. Hai nửa thân thể Vu Ô Thánh Tổ tỏa ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành hai con nầm ô ba chân. Lông chim vàng rực, mắt thần tuấn. Khi thánh linh như các thần mãng bay quanh người nó. Thủy Nguyệt Đình nói, đây là hóa đạo chiến thân của Kim Ô yêu tộc. Vu Ô Thánh Tổ lên tiếng, ngươi chém ta rơi một giọt máu là có thể ngưng tụ một phân thân. Ngươi chém nửa người của ta là có thể ngưng tụ một phân thân. Vậy để xem ngươi có thể ngưng tụ phân thân bao nhiêu lần. Thủy Nguyệt Đình lại vung tay, thánh linh kiếm ý bay ra hóa thành kiếm hàng ngàn dặm lại chém đạo thể của Vu Ô Thánh Tổ. Phập. Vu Ô Thánh Tổ một lần nữa ngưng tụ phân thân, như bất tử bất diệt. Nguyên hư không hỗn loạn, vô số kiếm khí và ánh lửa chớp lóe, từng tia chớp như thiên đao xuyên toa giữa các kiếm khí, từ đầu bên này chém tới đầu bên kia thế giới. Khi hỗn loạn kết thúc, 10 con kim ô bay trong không trung như 10 mặt trời. Thủy Nguyệt Đình đứng ngay chính giữa, có dòng thiên hà quay quanh người nàng. Tu sĩ nhân loại trợn tròn mắt, chẳng lẽ Vu Ô Thánh Tổ bất tử bất diệt? Kiếm chém không chết, đao chặt không nát, thần thông như thế thật kinh khủng. Thanh âm mênh mông vang lên trên thiên hà. Thủy Nguyệt Thánh Thần, người nghĩ chúng ta đến giết ngươi mà không lên kế hoạch đầy đủ sao? Bây giờ cho ngươi thấy vũ khí không hiểu chúng ta chém ngươi. Một thần tiễn màu vàng bay ra từ hắc ám. Thần tiễn xuyên qua trời sao khiến các tinh cầu lắc lư. Thần tiễn qua thiên hà, xuyên qua hư không, xuất hiện trong không gian này. Đây là thần tiễn dài mấy trăm thước, kéo cái đuôi y đài, dẫn đến tất cả đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào nó. Ngay giây phút thần tiễn xuất hiện, trái tim mọi người như ngừng đập, máu bị đông lại.
Vẫn Thánh Tiễn do Cửu Tiễn Đại Thánh tế luyện. Trước mặt Vẫn Thánh Tiễn không sinh linh nào trốn thoát được. Mũi tên bay ra, thánh linh chết. 10 con kim ô bay lên cao, không dám dính vào mũi tên phá trời. Phập. Vẫn Thánh Tiễn dâm thủng ngực Thủy Nguyệt Đình, xuyên qua thân thể mang theo máu tươi như các đóa hoa mai nở rộ trong không trung. Vẫn Thánh Tiễn không chỉ chém thân hình còn có đạo thánh linh. Thời kỳ thái cổ 10 thánh tổ kim ô yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ, mỗi thánh tổ có nội tình trùng kích đại thánh. Nhưng trong một ngày thánh tổ kim ô yêu tộc bị Cửu Tiễn đại thánh bắn chết 9 con, một mũi tên là một thánh tổ rơi, không trốn thoát được. Vẫn Thánh Tiễn đáng sợ như thế đấy. Nhưng nghe đồn Vẫn Thánh Tiễn sớm vỡ nát trong đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ, không ngờ bây giờ xuất hiện một mũi đâm thủng người Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Thánh Thần sẽ chết trước uy lực tên phá trời. Tu sĩ nhân loại khủng hoảng, lòng rất bi thương. Vu Ô Thánh Tổ nhìn Thủy Nguyệt Đình bị Vẫn Thánh Tiễn giết, cười khẩy nói. Một nhân loại bình thường mà dám gài bẫy ngược lại chúng ta. Muốn một mình xoay chuyển càn khôn, thật là không biết lượng sức. Ngươi không thể tưởng tượng chúng ta cường đại thế nào. Thủy Nguyệt Thánh Thần chết, nhân tộc vẫn sẽ bị diệt tộc. Đây là thiên đạo xui khiến, không ai thay đổi được. Mũi tên phá tiên vạch đường cong trong hư không, vài giọt thánh linh rơi. Vẫn Thánh Tiễn lại xuyên thủng hư không bay trở về thiên hà. Sao có thể như vậy? Thật sự là Vẫn Thánh Tiễn trong truyền thuyết. Nàng! Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nữ nhân bay trên bầu trời, máu chảy ra từ ngực nàng, nhuộm đỏ áo trắng. Giọt máu dính trên gò má tanh tú thoát tục, có rơi vào hư không như mấy hạt trâu trong suốt ánh đỏ. Thế giới kiếm ý của nàng đã tan thành khói trắng, hình thành áng mây nâng người Thủy Nguyệt Đình. Không thể nào, không thể nào, thánh thần không thể chết được, Thủy Nguyệt Thánh Thần không thể chết. Đại chiến ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sớm kết thúc, nhân tộc chiến thắng. Trừ mấy bán thánh yêu tộc ra còn lại bị giết hết. Tu sĩ nhân loại chưa kịp hoan hô chiến thắng đã nghe tin dữ. Một bán thánh nhân tộc già nua truyền tin về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Thánh Thần chết bên ngoài hư không, bị Vẫn Thánh Tiễn giết. Tu sĩ nhân loại nghe tin dữ đều gào khóc, nhân tổ thánh linh chết, lưng chống dậy một tộc sụp đổ. Bầu trời Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đỏ máu, hạt mưa rơi nhuộm đỏ thánh địa nhân tộc. Nhiều người thấy thê lương muốn chết. Rốt cuộc vẫn thất bại sao? Sức người khó chống trời. Người Phong Phi Vân rung động. Từng lũ kim tàm Phật khí tự động vận chuyển. Phật khí vàng từ lỗ chân lông toát ra, như mấy sợi chỉ mỏng bay ra ngoài hư không xa xôi. Môi Thủy Nguyệt Đình cũng tràn ra cá sợi tơ vàng Phật khí ngưng tụ thành noãn tàm vàng bao bọc thân thể nàng như tơ tằm phun kén. Nàng cũng tu luyện kim tàm kinh. Phong Phi Vân đã hiểu tại sao Phật khí trong người sẽ tràn ra, đó là bị kim tàm Phật khí của Thủy Nguyệt Đình ảnh hưởng. Phẩm cấp kim tàm Phật khí trong người Thủy Nguyệt Đình cao hơn của Phong Phi Vân. Đây là áo nghĩa bước tàm đồ thứ 6. Theo kim tàm kinh ghi chép, một khi tu luyện kim tàm kinh đến bước tàm đồ thứ 6 là sẽ sinh ra sức sống rất dồi dào, dù chết cũng có thể kết kén ngưng đạo, phá kén tái sinh, sống thêm một đời. Phong Phi Vân cứ nghĩ đó là người viết khoác lác, nhưng bây giờ thấy người Thủy Nguyệt Đình kết kén thì hắn tin. Tu luyện kim tàm kinh đến bước tàm đồ thứ 6 thật sự có thể chết mà sống lại, bỏ xác già, sống tiếp một đời. Phong Phi Vân mới tu luyện đến bước tàm đồ thứ 4, không rõ ràng áo nghĩa bước thứ 6 thế nào. Vu Ô Thánh Tổ cũng phát hiện có điều lạ, 10 kim ô tụ tập lại thành hình người, bộ dạng lão nhân lọm khọm da nhăn. Ánh mắt Vu Ô Thánh Tổ nghi ngờ en búng tay hướng cái kén vàng bao bọc Thủy Nguyệt Đình. Vù 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 vù. Chỉ phong bắn vào Phật khí vàng lại như đá chìm đáy biển, không gây ra chút gợn sóng. Vu Ô Thánh Tổ càng nghi ngờ hơn, triệu hoán luyện tiên thạch về, dùng thánh linh dụng cụ công kích. Vù 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 vù. 9 Phật khí màu vàng như 9 sợi tơ tằm dài mấy ngàn dặm, như 9 thanh nhuyễn kiếm chém vào Vu Ô Thánh Tổ. Vu Ô Thánh Tổ vội thụt lùi. Cùng lúc đó luyện tiên thạch đập vào kén Phật màu vàng nhưng uy lực bị các tầng tơ tằm xóa bỏ. Phật tàm vàng như trái bóng ra bay ra ngoài. Cảnh tượng này cực kỳ quái dị. Trong thiên địa có vô số đạo lý pháp tắc tụ tập vào Phật tàm màu vàng, sinh tử tiêu tan luân phiên trong kén tằm. Trên 9 tầng trời, không biết cách mặt đất bao nhiêu vạn dặm có 7 thiên hà dắt ngang trời, mênh mông. Đầu bên kia thiên hà nối liền trời sao bao la. Một mũi Vẫn Thánh Tiễn màu vàng từ dưới đất bay lên, Vẫn Thánh Tiễn dính huyết khí xé mở tầng mây bay vào một thiên hà. Mất hút trong sương mù hỗn độn.
Một nam nhân cao to mặc áo vải gọn gàng khoảng 30-40 tuổi theo sát Vẫn Thánh Tiễn, tốc độ không chậm hơn Thánh Tiễn, mau kinh khủng. Nam nhân áo vải chạy tới Thiên Hà, dừng bước. Nam nhân cười nói, sốt cuộc đuổi kịp ngươi, ra đi thiên đạo, ta tìm ngươi thật vất vả. Nam nhân áo vải đáp xuống một tòa tiên cung bay, lưu ly tinh ngọc, linh tinh cổ trụ, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tiên cung lơ lửng trong thiên hà, chủ nhân cũ đã chết từ rất lâu. Nam nhân áo vải nhìn thiên hà mênh mông bao la, mắt lấp lánh thần quang như nhìn thấu ức vạn trời sao, nhìn nơi Vẫn Thánh Tiễn biến mất. Chỗ đó có một ngôi sao chìm nổi. Trong thiên hà phát ra thanh âm. Ngươi còn chưa chết. Thanh âm chất chứa sự ngạc nhiên, không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, hư vô mờ mịt. Nam nhân áo vải chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trên nóc tiên cung. Chân mày rậm, râu mép tỉa ngay ngắn, vẻ mặt không giận mà uy. Nam nhân áo vải cười nói. Vốn đã chết nhưng sống lại. Chuyện đời vô thường, kỳ tích luôn xảy ra. Như hôm nay nếu ta không đuổi theo hơi thở Vẫn Thánh Tiễn e rằng không tìm thấy ngươi. Thanh âm từ thiên hà nói. Đã sống lại thì ngươi nên yên phận chút, mai danh ẩn tính cũng tốt, sao còn cố tình tìm ta. Ngươi nên biết nếu tìm ta thì ngươi sẽ lại chết. Nam nhân áo vải cười cười. Ngươi không chết thì ta không ăn ngon ngủ yên, làm sao yên phận nổi. Thanh âm từ thiên hà nói. Thủy Nguyệt Thánh Thần dùng bản thân làm mồi đặt bẫy chúng ta. Khiến chúng ta tấn công trước, cuối cùng Long Kiệt, Cự Mỗ Thánh Tôn chết, tạo ra tổn thất to lớn. Ngươi cũng góp tay trong chuyện đó. Mặt nam nhân áo vải đầy anh khí nói. Bố cục của nàng là của nàng, ta không tham gia, nhưng mục đích của chúng ta giống nhau. Đại kiếp nạn lần thứ hai sắp đến, đám ẩn núp như sâu một các ngươi nên bị thanh lý. Thanh âm từ thiên hà cười nói. Ha 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 ha, tốt tốt. Trong nhân tộc các ngươi chỉ mình ngươi là xứng đấu với ta. Ta rất vui lại ngay mặt đấu với ngươi một lần nữa. Nam nhân áo vải cười tự giễu. Kiếp trước ta không biết thân phận của các ngươi, mơ hồ chiến đấu với phi tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu. Cuối cùng các ngươi bọ ngựa bắt ve, chim xe ở phía sau. Mấy năm nay ta rút kinh nghiệm xương máu. Chuyện này cũng tốt, một người hiểu cái gì là đau chứng minh hắn đã trưởng thành. Nam nhân áo vải cười nói. Con người ta luôn trưởng thành, ta rất muốn biết rốt cuộc ngươi có phải là thiên đạo không? Thanh âm từ thiên hà nói. Trên đời làm gì có thiên đạo, đó chẳng qua là xưng hô khá hay, đại biểu địa vị tối cao vô thượng. Nếu ngươi muốn biết thì hãy thắng ta trước, còn nếu ngươi không đánh thắng, ta có nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Ngươi nói rất đúng. Nam nhân áo vải nhìn đại lục bao la mênh mông bên dưới. Các dãy núi như sợi chỉ đen. Các biển hồ như nguyên điểm kích cỡ khác nhau. Từ vị trí của nam nhân áo vải nhìn xuống không giống xem thế giới mà như nhìn bản đồ không giới hạn. Đôi mắt nam nhân áo vải sâu thẳm như nhìn thấu các tầng không gian, nhìn thấu thấu thế gian vạn đạo, nhìn kén Phật màu vàng trong không trung phát ra ánh sáng dù là ở trời sao cũng thấy rõ. Vù 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 vù. Ánh sáng vàng khuếch tán, ước vạn dặm rung động. Nam nhân áo vải nhếch mép. Vẫn Thánh Tiễn vào tay ngươi dường nhưng thánh không chết. Thanh âm từ thiên hà thở dài. Trên đời luôn có nhiều chuyện khó đoán trước, mọi chuyện đều có nhân quả, không cần để bụng. So với Thủy Nguyệt Đình tu luyện Kim Tàm Kinh, ta càng tò mò là ngươi làm sao biết chúng ta tồn tại. Nam nhân áo vải cười nói. Như ngươi đã nói, trên đời luôn có nhiều chuyện khó đoán biết. Năm xưa nếu ta không chết sẽ không đi luân hồi lộ. Không đi luân hồi lộ thì không thấy một đại thánh cuối thời kỳ thái cổ, càng không biết thân phận thật của các ngươi. Tất cả là nhân quả. Thanh âm từ thiên hà nói. Ra là vậy, ngươi nói đại thánh cuối thời kỳ thái cổ chắc là thái cổ thần Phượng. Hóa ra thần niệm cuối cùng của hắn trốn trong luân hồi lộ, hèn gì chúng ta tìm mãi không thấy. Sau khi giết ngươi ta nên tìm thái cổ thần Phượng tâm sự. Tán gẫu với một vị thái cổ đại thánh, nghĩ thôi đã thấy kích động. Nam nhân áo vải nói. Ta nói ra những điều này thì ngươi nên biết mình không còn nhiều cơ hội nói chuyện. Vậy chiến đi, ta muốn biết ngươi đi luân hồi lộ rồi biến mạnh cỡ nào. Thiên hà nhẹ lắc lư, trăm vạn ngôi sao trong thiên hà lung lay theo. Nam nhân áo vải ngồi xếp bằng trên nóc tiên cung, đôi mắt sâu thẳm nhìn trời sao mênh mông. Nam nhân áo vải nói. Lấy trời sao làm bàn cờ, trời trăng sao làm quân cờ. Chúng ta cùng chơi một ván cờ trời sao đi. Tốt tốt, ta cũng cảm thấy không thể chiến đấu thô lỗ như bọn họ,
đúng là mãng phu. Thế giới đang yên lành bị bọn họ đánh hỏng thật đáng tiếc. Ánh mắt nam nhân áo vải sắc bén, con ngươi đen láy. Trong con ngươi nho nhỏ phản chiếu vô số ngôi sao sáng tỏ. Nam nhân áo vải vươn một ngón tay chỉ trời sao, ngón tay lướt ngang. Trong trời sao, cách ức vạn dặm, một hành tinh to lớn lướt ngang 300 ức dặm, đến gần một hành tinh khác. Hai hành tinh thành sao song tử xoay tròn. Thanh âm từ thiên hà lên tiếng. Cờ hay, nước tiếp theo, động hai cờ. Thanh âm chứa khen ngợi. Thiên hà dắt ngang trời sao cũng động. Một hành tinh nhỏ lướt ngang 13 ức vạn dặm đụng vào một hành tinh to lớn. Cân bằng hành tinh lớn bị phá vỡ, tạo thành hành tinh tử vong sụp đổ, diễn biến thành lỗ đen hút hết tinh vực xung quanh, tạo thành hư không và hắc ám. Chỉ di chuyển một hành tinh nhỏ đã gây ra trời sao dao động lớn. Ngôi sao trong vũ trụ không ngừng thay đổi, như bàn cờ gió mây thay đổi, quân cờ là ngôi sao trong vũ trụ, kỳ thủ là hai sinh linh cường đại không gì sánh bằng. Dưới đất, quốc gia nhân loại, lãnh địa yêu tộc, nhiều quan tình đài rung rinh. Các chí sư, đại yêu sợ hãi trợn mắt há hốc mồm nhìn tinh tượng trên bầu trời. Tinh tượng hỗn loạn, mỗi giây thay đổi, mỗi khoảnh khắc hiện ra thiên cơ, khí vận khác nhau. Nếu để bọn họ biết có hai sinh linh siêu cường đại đang đấu cờ trong trời sao chắc sẽ sợ chết khiếp, chuyện này không thể tưởng tượng. Trời sao dao động kinh động nhiều cường giả, nhưng dao động trong hư không bên ngoài thủy nguyệt thiên cảnh cũng gây náo động lớn. Một kén tằm vàng, một con kim ô đánh nhau trong không trung thật lâu chưa phân thắng thua. Vu Ô Thánh Tổ càng chiến càng kinh ngạc, nó cảm giác kén tằm vàng sắp mở ra, lực lượng kia không ngừng biến mạnh lên. Bùm! Kén tằm vàng như sao băng vỡ ra, biến xung quanh thành hỗn độn. Một nữ nhân cao kiều yểu điệu sinh ra trong hỗn độn. Tóc dài bay bay, thân ngọc thể ngà. Vô số tờ Phật kim tàm ngưng tụ thành áo mỏng khoác lên người nữ nhân, che đi thân thể thần tiên. Phật lý màu vàng nhập vào người nữ nhân, ngưng tụ chắc chắn hơn, cơ thể nàng rõ ràng hơn. Nữ nhân thành hình, biến thành tiên nữ áo trắng. Nữ nhân như con bướm phá kén yểu điệu bay lượn. Nữ nhân không vung tay áo mà là múa kiếm. Nhát kiếm vung, vô số kiếm ý hỏa thánh tắc chặt đầu Vu Ô Thánh Tổ. Vu Ô Thánh Tổ kinh hoàng. Là phá kén trọng sinh. Vu Ô Thánh Tổ ngước nhìn chín tầng trời, hy vọng sinh linh trong thiên hà sẽ lại bắn vẫn thánh tiễn. Nhưng trên bầu trời không có vẫn thánh tiễn bay xuống, là mấy trăm ngôi sao rơi như mưa tí đập vào người Vu Ô Thánh Tổ. Thân thể Vu Ô Thánh Tổ vốn đã bị thương nay càng nặng hơn, chỉ còn một cái đầu làm sao chịu nổi lực lượng đáng sợ thế này. Vu Ô Thánh Tổ ho ra máu, đầu đầy cục u rướm máu. Thủy Nguyệt Đình lại hơ kiếm chém. Vu Ô Thánh Tổ không dám ở lại lâu, cái đầu to đụng thủng hư không chạy ra thiên ngoại. Vu Ô Thánh Tổ chạy chạy vừa la to. Hóa đạo chiến thân. Cùng với tiếng giống như sấm sét, thân thể kim ô không đầu biến thành kim ô hoàn chỉnh đụng vào Thủy Nguyệt Đình. Ầm 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 ầm. Thủy Nguyệt Đình chém một nhát, kiếm chặt hóa đạo chiến thân thành mấy khúc, các miếng thịt lông vũ vàng, giọt máu vàng bay tứ tung trong không trung. Cái đầu Vu Ô Thánh Tổ điều khiển luyện tiên thạch chạy trốn, biến mất phía cuối trời. Thủy Nguyệt Đình biết không đuổi kịp, nàng vươn năm ngón tay lấy đi huyết khí, thân tàn Vu Ô Thánh Tổ để lại. Thủy Nguyệt Đình cô đọng một quan tài đá, phong ấn xác Vu Ô Thánh Tổ lại. Cơ thể cự mẫu thánh tôn bị thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình cắt nát chỉ còn lại cho xương bay trong không trung, khiến hư không này thành vùng đất giam cầm nguy hiểm. Tay Thủy Nguyệt Đình nâng cửu địa thi thành tàn phá, đó là tà vật luyện chế từ bốn xác thánh linh, sử dụng tài liệu trí âm trí tà. Thủy Nguyệt Đình cầm cửu địa thi thành trong tay, ánh mắt chứa chán ghét, cũng hòng ấn trong quan tài đa, s. Long thi thì Thủy Nguyệt Đình mặc kệ, tu sĩ Long tộc sẽ đến nhặt xác cho nó. Thủy Nguyệt Đình lơ lửng trên quan tài đá ngước nhìn chín tầng trời, ánh mắt trong suốt sắc bén. Thủy Nguyệt Đình nhỏ giọng nói. Đạo của ta bổ cô. Thủy Nguyệt Đình không chết, phá kén trọng sinh, một kiếm chém hộ đạo chiến thân của Vu Ô Thánh Tổ, hù Vu Ô Thánh Tổ sợ chạy vắt giò lên cổ. Tảng đá trong lòng tu sĩ nhân loại nhấc ra, bọn họ gieo hò, hưng phấn bùng nổ. Một lão bán thánh nhân tộc đến từ chí linh giới kích động run rẩy, không để ý hình tượng bay hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, truyền tin về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Thánh Thần một ngày liên tục đánh bại ba thánh, chém hai thánh, đây là hành động vĩ đại rung động hồn người. Hôm nay đã định trước toàn bộ tu sĩ nhân loại thức trắng. Nhiều tu sĩ nhân loại cảm thấy nhân tộc lại nghênh đón thịnh thế.
Thủy Nguyệt Đình đi trong hư không, như tiên nữ bước chậm. Quan tài đá theo sau lưng Thủy Nguyệt Đình, đi theo bước chân nàng, hình ảnh vừa đẹp vừa thần dị. Thủy Nguyệt Đình đứng lại trước mặt Phong Phi Vân, con ngươi trong suốt, mắt đen như nước. Tiên hà thánh quang lượn lờ quanh người Thủy Nguyệt Đình, xinh đẹp bí ẩn mà không dính bụi trần. Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, không ai đoán được thánh thần đang nghĩ gì. Phong Phi Vân cũng không biết, bởi vì khi mắt Thủy Nguyệt Đình nhìn hắn thì đầu óc hắn trống rỗng. Tối nay gây tiếng động khá dữ dội, kinh động mấy vị tiên hiền trong cổ kiếm trai. Tu sĩ Lam Hối cổ miếu, tạo hóa nhân tổ động thiên trấn áp, giết hết sinh linh đến ám sát nên các tiên hiền quay về. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất còn đứng trên đạo tràng lát ngọc thạch. Phong Phi Vân nhìn tượng thần bạch ngọc trên tế đài đẹp như tiên nữ, thánh quang lấp lánh như chân thân Thủy Nguyệt thánh thần đứng đó. Chỉ là một pho tượng vẫn yêu kiều thướt tha đẹp như tiên Nga trên đời, tạo áp lực lớn. Phong Phi Vân nhìn thật lâu sau sờ cằm mở miệng hỏi. Thánh nữ điện hạ, ta có một chuyện khó hiểu. Trong đạo tổ cổ kinh ghi chép thần thông đạo tâm chủng thần, vậy chắc đạo tổ cổ kinh rất siêu phàm, nhưng không biết ai ghi lại đạo tổ cổ kinh. Đạo tổ là ai? Phong Phi Vân đổi đề tài quá mau, đột nhiên chuyển sang đạo tổ cổ kinh. Phong Phi Vân nhìn chăm chú tượng thần Thủy Nguyệt Đình. Hiên Viên Nhất Nhất đọc nhiều sách vở, thông hiểu cổ kim, cho rằng Phong Phi Vân đang thử mình. Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Đạo tổ cổ kinh là điển tịch đạo gia góp lại, chia làm 10 quyển, mỗi quyển ghi một lại đạo pháp bác đại tinh thâm. Có một quyển đạo tổ cổ kinh đã là hưởng thụ vô cùng, đủ để nghiên cứu suốt đời. Bộ cổ kinh này không phải một người làm mà là các đời tiên hiền đạo gia cùng biên soạn, sửa chữa, phê bình chú giải, truyền thừa tinh túy tối cao của đạo gia. Đạo tổ thì có rất nhiều tin đồn, có người cho rằng là Vô Thượng Thiên Tôn người đã sáng lập tạo hóa nhân tổ động thiên. Vô Thượng Thiên Tôn là một tồn tại rất vĩ đại trong truyện thần thoại của nhân tộc. Đồn rằng Vô Thượng Thiên Tôn được Hoa Hậu Đại Thánh dạy, là tổ sư đạo gia, có Ngọc Lan Kinh, Vô Thượng Kinh, Thái Thượng Kinh. Đạo gia tiên sư cho rằng Thái Thượng Kinh là đạo tổ cổ kinh sau này, đạo tổ chính là Vô Thượng Thiên Tôn. Một cách nói khác được nhiều người đồng ý, cảm thấy đạo tổ nên là thủy tổ của âm dương nhân tổ động thiên, âm dương đạo nhân. Đồn rằng âm dương đạo nhân ban ngày là đạo sĩ chính trực cao thượng, buổi tối biến thành yêu đạo cực kỳ tà ác. Đạo pháp của âm dương đạo nhân rất cao âu, từng đấu pháp với Vô Thượng Thiên Tôn 3 lần, đều đánh bại Vô Thượng Thiên Tôn. Ban ngày âm dương đạo nhân hiền lành lương thiện, chúng sinh thiên địa vái lạy tôn là thánh an han trong thánh linh. Ban đêm âm dương đạo nhân làm chuyện tàn nhẫn đốt cướp hiếp giết. Âm dương song tu địa pháp là do âm dương đạo nhân sáng tạo. Đại âm dương thuật một trong thái cổ bát thuật cũng là âm dương đạo nhân tạo ra. Âm dương đạo nhân có tư chất cao, đạo pháp làm hậu nhân không theo kịp nhưng không được đệ tử đạo môn đời sau tôn kính. Vì vậy nhiều người cho rằng đạo tổ ý chỉ Vô Thượng Thiên Tôn. Hiên Viên Nhất Nhất kể vanh vách. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tượng thần bạch ngọc trên đài, gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc, khá là phiêu dật. Các đệ tử cổ kiếm trai đã tính tọa tu luyện, chỉ mình Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất còn đứng đây, như đôi người ngọc đứng song song. Cuối cùng Phong Phi Vân rời tầm mắt, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân cười nói. Nói đến thái cổ bát thuật thì ta nghĩ đến một tiền bối khác sáng tạo ra thái cổ bát thuật. Không biết thánh nữ điện hạ có từng nghe nói đến đế chủng. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Hiên Viên Nhất Nhất, quan sát ánh mắt nàng thay đổi. Hiên Viên Nhất Nhất vừa nghe hai chữ đế chủng thì rèm mi dài run run nhưng biểu hiện bao nhiêu cảm xúc. Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Đế chủng là một nhân vật đại biểu trong thời kỳ thái cổ, nghe đồn đế chủng sáng lập đế gia, gia tộc thứ nhất trong lịch sử nhân tộc. Vị tiên thành này cũng kinh tài tuyệt diễm, ngộ tính cực cao, trí tuệ siêu đẳng. Đế chủng sáng tạo nhiều thần thông, đạo pháp, cho đến nay vẫn là báu vật khiến tu tiên giới tranh giành. Nhưng nghe đồn ngày xưa đế chủng chiến đấu với bá chủ Bạch Chu Thánh Tổ cùng thời đại, cuối cùng chết, thật đáng tiếc. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Nếu đế gia được gọi là đệ nhất gia tộc trong lịch sử nhân tộc thì không biết đến bây giờ còn truyền thừa không? Hiên Viên Nhất Nhất nổi lên cảnh giác. Ngươi hỏi làm chi? Đôi mắt trong suốt tăng phần đề phòng. Phong Phi Vân cười xòa. Ha ha ha, chỉ hỏi cho biết. Hiên Viên Nhất Nhất nghiêm túc nhìn Phong Phi Vân. Hiên Viên Nhất Nhất rất có hảo cảm với Phong Phi Vân, dù hắn không là quân tử đại thiện đại nghĩa nhưng cũng không phải tiểu nhân ton hót. Hiên Viên Nhất Nhất thở dài thườn thượt.
ta hiểu rồi, Phong huynh cố ý dụ ta nói. Phong Phi Vân vô tội kêu oan. Ta dụ thánh nữ điện hạ nói cái gì? Hiên Viên Nhất Nhất nói. Từ lúc Phong huynh hỏi ta câu đầu tiên là đã bắt đầu dụ ta nói. Phong Phi Vân kiên quyết không thừa nhận. Ta không hiểu thánh nữ điện hạ đang nói gì. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Ta là người của đế gia. Hiên Viên Nhất Nhất rất thông minh, khi Phong Phi Vân hỏi đế chủng thì nàng đoán được ngay có lẽ hắn đã biết thân phận của nàng. Phong Phi Vân cố ý hỏi đạo tổ cổ kinh vì khiến Hiên Viên Nhất Nhất thả lỏng cảnh giác, đề tài từ thời kỳ thái cổ đến đế chủng, rồi đến đế gia. Đây là đưa đường dẫn lối, khiến người nói theo đường lối hắn muốn, từng bước hỏi ra bí mật trong lòng đối phương. Đương nhiên cũng tại Hiên Viên Nhất Nhất rất tin tưởng Phong Phi Vân, không kiêng dè nói cho hắn biết nàng là người của đế gia. Đổi lại người khác đứng trước mặt Hiên Viên Nhất Nhất, chắc chắn nàng không trả lời mà cho một nhát kiếm. Phong Phi Vân lộ biểu tình kinh ngạc hỏi. Thánh nữ điện hạ là người của đế gia, vậy tại sao họ Hiên Viên? Hiên Viên Nhất Nhất đã thốt lộ mình là đệ tử của đế gia thì không kiêng dè gì nữa, nói thẳng. Người biết Hiên Viên đế sư không? Phong Phi Vân gật đầu. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi tiếp. Người biết tên thật của Hiên Viên đế sư là gì không? Biết tại sao người ta hỏi là Hiên Viên đế sư không? Bắt tu sĩ đi trên đường hỏi chắc chắn đều nghe danh hiệu Hiên Viên đế sư, nhưng người hỏi tên thật của Hiên Viên đế sư thì không ai trả lời được. Như Hoa Hậu Đại Thánh, Địa Hoàng Đại Thánh, Cửu Tiễn Đại Thánh, danh hiệu mỗi người như sấm bên tai, nhưng hỏi tên thật của bọn họ thì ít ai biết. Khi bản lĩnh của một người quá lớn, tu vi quá cao, danh hiệu quá vang dội thì không ai biết tên thật. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Tên thật của Hiên Viên đế sư gọi là đế sư. À, Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Hay Hiên Viên đế sư là người cớ ả đế gia? Hiên Viên Nhất Nhất gật đầu. Phong Phi Vân rất giật mình, một gia tộc cùng ra hai thánh linh, đây là chuyện chưa từng nghe nói. Nhưng đế gia có thể từ thái cổ truyền thừa đến bây giờ, qua hai lượng kiếp pháp lực thì đã là kỳ tích. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Khi đế sư còn sống rèn Hiên Viên kiếm, đánh bại Tổ Long Vương, địch lại Phượng Hoàng Yêu Hậu, chém thánh tổ thái cổ thánh yêu tộc. Lực lượng mạnh mẽ của đế sư uy hiếp tất cả, nhân tộc từng bước lớn mạnh, tộc yếu phụ thuộc yêu tộc dần mở mang bờ cõi, xây dựng trung ương vương triều, tự sở hữu 187 giới, trở thành một trong chủng tộc mạnh nhất dưới thái cổ thánh yêu tộc. Nhưng cũng vì vậy khiến đế sư đắc tội nhiều cường giả yêu tộc. Lúc đế sư còn sống không ai dám làm gì đế gia, nhưng đế sư chết rồi tử tôn bị nhiều yêu tộc đồ sát tàn bạo. Vô số đệ tử đế gia bị giết chết, bị nô dịch, bị lóc thịt, bị dung luyện. Thảm kịch kéo dài 500 năm, tử tôn đế gia suýt bị giết sạch. Đương nhiên đế gia là gia tộc truyền thừa từ thái cổ, đã khai chi tán diệp trải rộng khắp thiên hạ, rắc rối phức tạp, trong đó có một số tử tôn trốn thoát một kiếp. Nhưng không ai dám để họ đế nữa, sửa thành họ Hiên Viên, xa lánh tu tiên giới, ẩn náu đi. Bây giờ chỉ những tu sĩ thế hệ trước mới biết đế gia tồn tại. Biết đế gia từng huy hoàng. Nể mặt Hiên Viên đế sư, nhiều tà ma ngoại đao cho đệ tử đế gia chút mặt mũi. Hiên Viên Nhất Nhất mím chặt môi đỏ, mắt ngấn lệ. Hiên Viên Nhất Nhất nhớ lại lịch sử ghi chép trong điển tịch gia tộc, lòng chua xót. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt Hiên Viên Nhất Nhất, giờ đây nàng không còn sự thánh khiết của tiên nữ mà như thiếu nữ yếu đuối. Những đồ tể tội ác tày trời thấy cũng sẽ nát lòng, kiềm không được muốn an ủi Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân rất áy náy, làm Hiên Viên Nhất Nhất tâm trí kiên định phải khóc, có thể tưởng tượng đoạn lịch sử của đế gia rất u ám. Phong Phi Vân do dự một lúc, cuối cùng vươn tay ra lau khô giọt lệ vương khóe mắt. Da thịt Hiên Viên Nhất Nhất mềm mịn, mắt trong suốt, rèm mi dài. Khi bàn tay Phong Phi Vân chạm vào mặt Hiên Viên Nhất Nhất, trái tim nàng tràn ngập cảm xúc kỳ lạ. Đôi mắt Hiên Viên Nhất Nhất hốt hoảng, nhưng nàng không né tránh. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người lau khô nước mắt cho Hiên Viên Nhất Nhất, lần đầu tiên có nam nhân chạm tay vào gò má nàng. Cảm xúc đó quá xa lạ, nhưng nàng không bài xích. Phong Phi Vân rút tay về, dịu dàng nói. Xin lỗi, ta không biết đế gia có lịch sử như thế. Thật ra ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng từ thật lâu trước kia. Hiên Viên Nhất Nhất vội lùi một bước, lòng rối loạn. Đừng nói. Phong Phi Vân khó hiểu nhìn Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất cố gắng bình tĩnh lại. Ta biết lý do ngươi xin thánh thần phái ta đến hỗ trợ,
cũng biết nguyên nhân ngươi thăm dò ta có phải là người đế gia không. Đế gia không bài xích bán yêu, chỉ tại ta. Ta chỉ muốn truy cầu tiên đạo và kiếm đạo, hiện tại không suy nghĩ gì hết. Ngươi đừng nói với ta, đúng vậy, ta không muốn biết, ta đi đây. Biểu tình Hiên Viên Nhất Nhất phức tạp cúi đầu bỏ chạy như đang trốn ai. Lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy bộ dạng thiếu nữ rụt rè của Hiên Viên Nhất Nhất, như tiểu cô nương bị đùa giỡn, sợ hãi chạy mất. Phong Phi Vân ngây người. Ta còn chưa nói gì sao nàng biết hết. Không đúng, ta chỉ nói muốn đưa đế chủng tiền bối về đế gia, liên quan gì chuyện ta là bán yêu. Kỳ lạ. Phong Phi Vân đi mấy bước chờ đứng lại, biểu tình kỳ lạ nói. Hay nàng nghĩ là, ha ha. Sáng hôm sau, dưới lòng đất hỗn độn thiên thành bốc lên tinh hoa địa khí thành sương mù trắng. Trong sương mù linh khí đậm đặc kinh người, các tiểu cô nương đi ra tĩnh tọa tu luyện, hấp thu tinh hoa địa khí trong không khí cô đọng ở tử phủ đan điền. Đệ tử trong cổ kiếm trai bắt đầu tu tập kiếm quyết, hấp thu tinh hoa linh khí sáng sớm. Có mấy thanh phi kiếm bay trên bầu trời cổ kiếm trai. Các tiểu cô nương nhỏ xíu đứng trên phi kiếm. Hiên Viên Nhất Nhất thướt tha đi ra từ sương mù, nói. Phong Phi Vân, ta có chuyện muốn nói một mình với ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất mang theo làn gió thơm, tóc tơ như suối, da trắng như tuyết, thanh âm như hoàng oanh êm tai. Hôm nay Hiên Viên Nhất Nhất mặc váy dài xanh nhạt, eo nhỏ treo minh nguyệt chu, đầu cài châm gài. Hiên Viên Nhất Nhất không có vẻ xấu hổ yếu đuối đêm qua mà như đóa sen xanh ló lên từ mặt nước, thanh tú tươi mới. Vải xanh che khuôn mặt làm nam nhân trong thiên hạ điên cuồng, nhưng Hiên Viên Nhất Nhất chỉ uổng công. Loại nữ nhân khí chất như Hiên Viên Nhất Nhất sao có thể bị một miếng vải che đi vẻ đẹp. Phong Phi Vân không thấy khó hiểu tại sao Hiên Viên Nhất Nhất dùng khăn che mặt, mỹ nhân như nàng nếu không che mặt thì đi đến đâu cũng sẽ gây náo động. Phong Phi Vân không biết Hiên Viên Nhất Nhất làm như vậy vì đêm hôm qua đã bối rối trước mặt hắn, nỗi lòng nàng rối loạn. Hiên Viên Nhất Nhất là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hóa thân của hoàn mỹ. Thân phận như thế không cho phép Hiên Viên Nhất Nhất lộ ra yếu ớt, cảm xúc mặt trái trước mặt người ngoài. Đêm qua lần đầu tiên Hiên Viên Nhất Nhất tháo xuống ngụy trang bao lâu nay, lần đầu tiên khóc trước mặt người ngoài. Hiên Viên Nhất Nhất sợ tình huống này lại xảy ra, nên nàng đeo khăn che để tránh cho bị Phong Phi Vân cười nhạo. Phong Phi Vân không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ lòng nữ nhân cong quấn nhiều. Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất đi vào linh dược cổ viên trong cổ kiếm trai. Áo xanh trên người Hiên Viên Nhất Nhất kéo dài dưới đất, áo ôm ngực, eo, mông đường cong nhấp nhô. Hiên Viên Nhất Nhất đột nhiên dừng bước, nói. Chuyện đêm hôm qua không được nói cho bất cứ ai. Phong Phi Vân cứ tưởng Hiên Viên Nhất Nhất tìm hắn vì có tin tức Đông Phương Kính Nguyệt, hóa ra là vì chuyện tối qua. Phong Phi Vân hỏi. Ý của Thánh Nữ Điện Hạ là... Hiên Viên Nhất Nhất đưa lưng hướng Phong Phi Vân, cắn môi nói. Ta không chảy lệ, người không lau nước mắt cho ta. Phong Phi Vân nói. À, nhưng nữ nhân khóc là chuyện bình tĩnh. Tu vi mạnh như Thanh Liên nữ thánh cũng phải khóc, ta nghĩ dù là tiên nhân trong truyền thuyết cũng biết khóc. Hiên Viên Nhất Nhất cố chấp nói. Ta đã nói không là không, nếu ngươi dám nói ra thì không làm bằng hữu nữa. Phong Phi Vân nói. Không nói thì thôi. Ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với Thánh Nữ Điện Hạ. Hiên Viên Nhất Nhất ngắt lời. Chuyện này cũng không được nhắc lại, hãy để nó mục trong lòng ngươi đi. Đã tìm được số mệnh của ngươi, nàng tá túc trong Hoa Hậu Miếu. Hiên Viên Nhất Nhất biết Phong Phi Vân định theo đuổi nàng, bây giờ hắn biểu hiện ra tư chất, tiềm lực tuyệt đối đủ tư cách theo đuổi nàng. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất không thể động lòng với nam nhân. Nàng không chỉ là Hiên Viên Nhất Nhất, còn là đệ tử ưu tú nhất đế gia thế hệ này. Nàng phải trở nên ưu tú hơn, phải tập trung tu luyện. Chỉ có như thế mới khiến đế gia càng mạnh hơn, không còn là cây to lung lay trong mưa gió tùy thời sụp đổ. Phong Phi Vân biết bây giờ không phải lúc nói ra chuyện đế chủng, xếp lại chờ sau hội luận đạo vạn tộc mới nói cho Hiên Viên Nhất Nhất, thuận tiện đến đế gia bái phỏng. Hiên Viên Nhất Nhất như làn gió rời đi, trong không khí còn đọng lại mùi thơm. Đã có tin tức của Đông Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân sốt ruột đi Hoa Hậu Miếu ngay. Mao Ô Quy, Huyết Giao, Mao Thành thật theo sau Phong Phi Vân. Huyết Giao cười bí hiểm với Phong Phi Vân. Phong gia định xuống tay với Thủy Nguyệt Thánh Nữ đúng không? Hi hi. Phong Phi Vân nói. Không có. Mao Ô Quy đi bằng hai chân cười nói.
nhưng ta mới nghe Thủy Nguyệt Thánh Nữ bị ngươi chọc khóc, ngươi giỏi thật. Ta thấy Thánh Nữ Điện Hạ cũng không tệ, nếu cưới nàng làm đạo lữ thì đó là phúc ngươi tu 10 đời. Huyết Giao nói, ta có ý kiến là cưới Thánh Nữ dễ sinh con hơn Thần Nữ Tế Tự Hồng Y. Trái Cây Màu Đen lên tiếng, biết ấm giường hơn. Mao Ô Quy nói, săn sóc hơn. Phong Phi Vân cười nói, các ngươi tốt nhất đừng xen vào làm lòng ta dối, bây giờ ta rất bận, không muốn tốn nước miếng với các ngươi. Hoa Hậu Miếu xây dựng trên núi nhỏ vắng vẻ trong Hỗn Độn Thiên Thành. Nói nó vắng vẻ chỉ là tương đối, mỗi ngày tu sĩ đến tế bái Hoa Hậu nối liền không dứt, trong số tu sĩ nếu có gặp bán thánh cũng không lạ gì. Hoa Hậu là đại thánh thái cổ, tu sĩ các chủng tộc rất tôn kính Hoa Hậu. Bây giờ câu, ba đại thánh đều ra từ nhân tộc, đã đồn khắp các quốc gia nhân loại, nên tu sĩ nhân loại đến bái tế Hoa Hậu đại thánh càng nhiều hơn. Ngôi miếu thờ này vô cùng cổ xưa, không biết truyền thừa từ thời đại nào. Dọc theo con đường nhỏ đi lên đỉnh núi sẽ thấy một số thơ từ do tiên hiền để lại, có cả bia văn thánh linh cổ xưa. Chỉ một thiên bia văn thánh linh trấn tại đây đủ để làm những kẻ trộm định bất kính với Hoa Hậu đại thánh phải e ngại. Trên núi có đến 7 bia văn do thánh linh để lại tạo uy thế lớn. Phong Phi Vân vừa bước vào núi liền cảm nhận áp lực kinh khủng, làm người ta hết sức cẩn thận, không dám ồn ào lớn tiếng. Nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng trước bia văn thánh linh, lĩnh ngộ thánh linh đạo tắc trên bia. Phong Phi Vân đi lướt qua bia văn thánh linh. Huyết Giao không dám quậy. Hỗn Độn Thiên Thành không uổng là cổ thần thành của nhân tộc, có quá nhiều danh thắng cổ tích. Chỉ một tòa Hoa Hậu miếu đã để lại 7 bia văn thánh linh, có thể tưởng tượng nếu tu sĩ gây rối tại đây sẽ bị bia văn thánh linh trấn áp. Mao Ô Quy nói, linh khí chỗ này đậm đặc kinh người, đạo tắc trong thiên địa rõ ràng, tựa như thánh địa tu luyện. Đi qua dòng suối nhỏ ngước nhìn lên, trên vách đá cao có các ngôi miếu cổ. Tường đỏ ngói xanh nấp trong mây mù, cảm giác nhìn tiên khuyết cổ miếu. Một tiểu ni cô mặc áo trắng đi qua khe suối. Một con cổ linh thú theo sau lưng nàng leo lên đỉnh núi. Tiểu ni cô khoảng 15, 6 tuổi, vó dáng đáng yêu, cổ dài da trắng. Áo Phật hơi chặt ôm đường cong cơ thể, nếu không xuất ra sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Phong Phi Vân bước tới, cúi đầu hướng tiểu ni cô. Tiểu sư phụ, xin hỏi nơi này có một nữ nhân tên Đông Phương Kính Nguyệt tá túc không? Tiểu ni cô mắt sáng răng trắng, con ngươi xoay tròn nhìn kỹ Phong Phi Vân. Tiểu ni cô cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Tìm Kính Nguyệt tỷ tỷ có chuyện gì? Phong Phi Vân mừng rỡ, vậy đúng là Đông Phương Kính Nguyệt tá túc trong Hoa Hậu miếu. Phong Phi Vân thầm khó hiểu, cô nương Đông Phương chạy đến Hoa Hậu miếu làm chi? Định xuất ra sao? Phong Phi Vân nói. Tại hạ là bằng hữu của nàng, làm phiền tiểu sư phụ thông báo dùm ta. Nói với nàng là có cố nhân hẹn gặp nàng ở luyện thạch đài. Vậy chờ ta đi hỏi Kính Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu ni cô thấy Phong Phi Vân cung kính thì bớt đề phòng, nàng ngồi xéo trên lưng linh thú bay đi cổ miếu trên đỉnh núi. Đông Phương Kính Nguyệt cười gian. Rắc rối như vậy làm gì? Chúng ta cùng nhau hành động lao vào Hoa Hậu miếu, nâng cô nương Đông Phương ra là được. Nói nửa ngày với tiểu ni cô chi cho tốn nước miếng. Mao Ô Quy ủ rũ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bị bia văn thánh linh trấn áp? Phong Phi Vân nói. Nơi này là Hỗn Độn Thiên Thành, đạo pháp, thần thức, thần thông đều bị ức chế. Tại đây nên làm việc theo phép tắc. Phong Phi Vân đi luyện thạch đài, ngồi trên tảng đá bằng phẳng đỉnh ngọn đồi. Huyết Giao, Mao Ô Quy, Mao Thành thật bị Phong Phi Vân bỏ rơi dưới chân núi, không cho chúng nó đến quậy. Luyện thạch đài rất rộng, tuy chỉ là sườn núi nhưng cảm giác như vươn tay chạm đến khung trời. Đồn rằng Hoa Hậu Đại Thánh Phi Thiên tại đây, dùng đạo tắc của mình bổ thiên đạo. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết của nhân tộc, trong các yêu tộc cũng có Hoa Hậu miếu, các loại thần thoại truyền thuyết.